Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 16. Vương Nhất nheo mắt quan sát cô ta, khó hiểu thật đấy, Khinh Hồng là vợ tôi ngồi bên cạnh cô ấy thì có gì sai à? Thành Trâm còn muốn nói gì đó, nhưng Cao Tử Hào lại cười giảng hòa, được rồi, nếu cậu ấy là chồng của cô Lý thì ngồi cạnh cô ấy cũng đúng mà, tôi ngồi bên cạnh cậu ấy là được rồi. Tuy là nói thế, nhưng sau khi ngồi xuống, Cao Tử Hào lập tức nheo mắt, nhìn về phía Vương Nhất, chàng trai trẻ, uống được rượu không? Vương Nhất gật đầu, có thể uống được một chút. Vậy thì tốt. Trong mắt Cao Tử Hào lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lát nữa phải uống nhiều một chút đấy. Vương Nhất vờ như không hiểu, cười nói, đương nhiên rồi. Ha ha! Lăng Thiên Hợp, Lý Thế Hà và các gia chủ khác cũng đều cười nhạt, nhìn Vương Nhất như đang nhìn một tên ngốc. Lý Khinh Hồng vừa định mở nước ngọt thì đã bị Thành Trâm cướp lấy, thay vào một bình rượu trắng, ăn cơm bàn chuyện làm ăn ai lại đi uống nước ngọt chứ, uống cái này đi. Nói xong, cô ta mặc kệ sự phản đối của Lý Khinh Hồng, rót đầy rượu cho cô. Lý Khinh Hồng lạnh lùng không nói một lời, sao cô có thể không hiểu ý đồ của Thành Trâm được. Cô lập tức không nhịn được nhìn về phía Vương Nhất, hy vọng anh có thể giúp cô. Nhưng Vương Nhất lại như không nhìn thấy, chỉ lo ăn đậu phộng. Lúc này, Cao Tử Hào nâng ly rượu lên với Lý Khinh Hồng, nào, Lý Tổng, tôi mời cô một ly. Lăng Thiên Hợp cũng đứng lên, Lăng Thiên Hợp tôi cũng mời Lý Tổng một ly, sau bữa cơm này, mấy nhà chúng tôi coi như đồng ý với hạng mục xây dựng của quý công ty rồi. Sau đó, Tiêu Thế Hải cũng nâng ly lên, cười nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sắc mặt Lý Khinh Hồng vô cùng khó coi, một lần uống ba chung rượu trắng, với tửu lượng của cô, không phải sẽ say rất nhanh sao? Cô vội vàng xua tay, lát nữa tôi còn phải lái xe. Cao Tử Hào vung tay, tôi phái người đưa Lý Tổng về. Thành Trâm cũng phụ họa, gia chủ Cao đã nói thế rồi, Lý Tổng, cô còn không uống thì khó xử lắm. Lý Khinh Hồng nhìn ba chung rượu trắng, cô nhắm mắt lại, cắn răng định uống. Lúc đang muốn cầm chung rượu lên, một bàn tay chợt xuất hiện cầm lấy chung rượu trước mặt cô. Tôi uống thay cô ấy. Vương Nhất cười với mọi người. Sau đó uống một hơi ba chung rượu trắng, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất với vẻ biết ơn, khẽ nói, cảm ơn. Sắc mặt đám người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải trở nên vô cùng u ám. Anh là cái thá gì, anh có xứng uống thay Lý Tổng sao? Thành Trâm đập mạnh xuống bàn, nhìn Vương Nhất bằng nét mặt nặng nề, gia chủ Cao, gia chủ Lăng, gia chủ Tiêu là mời rượu Lý Tổng, anh là Lý Tổng à? Tôi là chồng của cô ấy. Vương Nhất buông chung rượu xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, chồng uống rượu giúp vợ có gì sai à? Anh! Thành Trâm tỏ vẻ tức giận, nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt tối tăm. Cô ta đã tự tin nói với các gia chủ là nhất định sẽ đưa Lý Khinh Hồng lên giường bọn họ, nhưng Vương Nhất lại uống thay Lý Khinh Hồng, vậy chẳng phải sẽ thất bại hay sao? Thành Trâm! Cao Tử Hào đột nhiên hét to, híp mắt nhìn Vương Nhất, chồng tốt bụng uống rượu giúp vợ. Người ta yêu thương nhau như thế, sao chúng ta có thể hiếp người quá đáng được? Lão Lăng, lão Tiêu, hai người thấy có đúng không? Đương nhiên rồi. Đúng là như thế. Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải cũng lạnh lùng đáp lời. Thành Trâm lập tức hiểu ý của ba vị gia chủ, cô ta nhìn Vương Nhất bằng ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ là đang thay đổi chiến lược, chút say Vương Nhất trước, sau đó mới ra tay với Lý Khinh Hồng. Ba gia chủ chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, tử lượng đã được tu luyện từ lâu, hơn nữa còn có cô ta ở bên cạnh giúp đỡ, không khiến Vương Nhất uống đến mức chảy máu dạ dày nhập viện, tên cô ta sẽ viết ngược lại. Lý Khinh Hồng lo lắng nhìn Vương Kha, sợ anh không uống nổi nhiều rượu như thế. Vương Nhất lại như không bị làm sao, bắt đầu gắp thức ăn, gắp một miếng thịt kho đặt vào bát của Lý Khinh Hồng. Bà xã, ăn thịt đi. Thấy cảnh này, ánh mắt của ba gia chủ và Thành Trâm đều trở nên lạnh lùng, đúng là không coi bọn họ ra gì. Vương Nhất đúng không, lần đầu gặp mặt, tôi mời cậu một chung. Có thể cưới được một người vợ như Lý Tổng thật sự rất có phúc, Lăng Thiên Hợp tôi cũng mời cậu một chung. Uống chung rượu này xong, sau này nhớ liên lạc thường xuyên nhé. Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải cũng đều nâng chung rượu lên, Thành Trâm nhanh tay lẹ mắt lấy ra ba cái chung, rót đầy cho Vương Nhất. Trước giờ không có mấy người có thể để ba gia chủ mời rượu đâu, còn không mau uống đi. Nếu uống hết rượu tôi sẽ đi mua thêm, không sợ thiếu đâu. Thành Trâm nhìn Vương Nhất, không ngừng cười châm chọc.
nhưng Vương Nhất lại không nói một lời, lại liên tục uống cạn ba chung rượu. Nếu mọi người đã muốn uống, thì tôi sẽ tiếp đến cùng. Uống xong, Vương Nhất nở nụ cười lạnh lùng, sau đó lấy ra một bình rượu Mao Đài, liên tục rót mười mấy chung, trước đó mọi người mời tôi, bây giờ đến lượt tôi mời mọi người. Nghe thấy lời này, trong phòng VIP trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Thành Trâm thì suýt không thể lấy lại tinh thần, cô ta nhìn Vương Nhất với vẻ khó tin. Một mình anh muốn mời cả đám bọn họ. Vương Nhất, đủ rồi. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thay đổi, không muốn cho Vương Nhất uống. Được, đây là anh nói đấy, rượu phẩm chính là nhân phẩm, không được đổi ý đâu. Thành Trâm như sợ Vương Nhất đổi ý, lập tức uống cạn một chung. Mấy gia chủ khác cũng đều cười châm chọc uống cạn. Vương Nhất ra hiệu cho Lý Khinh Hồng yên tâm, sau đó liên tục uống mấy chung. Mọi người đều đợi thấy dáng vẻ đỏ bừng mặt, lảo đảo không thể phân biệt phương hướng của Vương Nhất, ai ngờ sau khi uống xong, anh lại không có chút phản ứng nào, giống như vừa uống nước sôi vậy. Tiếp đi. Nói xong, anh lại đổi cho mọi người thành ly cao cổ to nhất, sau đó rót đầy, nhìn bọn họ, uống cạn hết đi. Mọi người lập tức trợn to mắt, dù bọn họ tửu lượng cao, nhưng cũng không đến mức uống rượu như nước lã được. Nhưng cũng đành chịu, nhìn Vương Nhất vừa uống cạn mười mấy chung, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt mà uống thôi. Mấy lượt tiếp theo, còn chưa đến nửa tiếng, một thùng rượu trắng đã hết sạch. Tất cả mọi người đều đỏ bừng mặt, tỏ vẻ khó chịu. Trên mặt Thành Trâm cũng xuất hiện đốm đỏ vì uống rượu. Mỗi người uống trung bình một lượt hơn hai bình rượu trắng, một lượt là khái niệm như thế nào? Nhưng sắc mặt Vương Nhất không hề thay đổi, anh vẫn nhàn nhã ăn đồ ăn. Lý Khinh Hồng ngồi bên cạnh đã nhìn đến mức ngây người. Cô biết tửu lượng của Vương Nhất rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến thế này. Đây là một thùng rượu trắng đấy, một mình Vương Nhất lại chấp tất cả các gia chủ khác, có nghĩa là một mình anh đã uống nửa thùng rượu trắng. Nhưng mặt anh còn không hề đỏ. Cô không biết rằng Vương Nhất thân là Long Chủ, chút rượu thế này chẳng khác nào một giọt nước trong biển khơi. Mới thế đã không uống nổi rồi à? Vương Nhất cười một tiếng, ung dung lắc ly rượu, đảo mắt nhìn tất cả mọi người, chỉ với chút tửu lượng thế này cũng muốn uống với vợ tôi. Các người lấy đâu ra can đảm thế? Cậu đừng có đắc ý, đợi tôi đi vệ sinh một lát, sau khi về lại uống tiếp. Mặt Cao Tử Hào đỏ bừng. Ông ta hung hăng chừng Vương Nhất. Nhưng vừa nói xong, dạ dày đột nhiên cuộn trào. Quẹ! Ông ta trợn to mắt, che miệng chạy ra khỏi phòng VIP. Mọi người nhanh chóng nghe thấy tiếng gia chủ cao nhoài người trước bồn cầu nôn mửa vang lên từ nhà vệ sinh bên cạnh. Có một sẽ có hai sẽ có ba, chẳng mấy chốc, trong phòng VIP không còn một bóng người, tất cả gia chủ đều xếp hàng đi vệ sinh. Ông xã! Trong phòng riêng không còn ai. Lý Khinh Hồng cũng không kiềm chế được nữa, trên mặt cô tràn đầy sự cảm động, vẻ dịu dàng trong mắt như sắp biến thành nước rơi ra ngoài. Sao cô có thể không biết Vương Nhất đang ra mặt cho mình được, dùng cách uống rượu để sỉ nhục bọn họ. Nhưng cô vẫn sợ làm hơi quá, không nhịn được nói, cho bọn họ một bài học là được rồi, dù sao bọn họ cũng là gia chủ cũng mấy gia tộc tuyến một ở Giang Thành. Nhưng Vương Nhất lại lắc rượu trong ly, lạnh lùng nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Dám dở thủ đoạn với vợ của anh, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh gọi nhân viên phục vụ đến, mang lên cho tôi thêm một thùng Thanh Hà Đại Khúc 75 độ. Một thùng Thanh Hà Đại Khúc nhanh chóng được đưa đến, đúng lúc các gia chủ cũng trở về từ nhà vệ sinh, lúc nhìn thấy thùng Thanh Hà Đại Khúc này, sắc mặt bọn họ đều xanh mét. Đây là ai gọi vậy, Thanh Hà Đại Khúc 70 độ, muốn giết người à? Cao Tử Hào nổi trận lôi đình quát lên một tiếng. Sắc mặt mấy gia chủ như Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải cũng rất khó coi, thân là gia chủ của gia tộc tuyến một, bọn họ chưa từng phải chịu thiệt thòi như thế bao giờ. Là tôi gọi. Vương Nhất chậm rãi lên tiếng, lắc đầu nhìn tất cả mọi người, rượu mọi người gọi nhẹ quá, như thế còn có thể gọi là rượu à? Thật là sỉ nhục văn hóa rượu. Anh mở một chai Thanh Hà Đại Khúc, mùi rượu gay mũi lập tức lan tỏa trong không khí, nếm thử rượu này đi, mỗi người một chai. Nói xong. Anh đặt xuống trước mặt mỗi người một chai rượu, trước mặt Thành Trâm cũng có một chai. Tôi mời mọi người một ly. Vương Nhất nâng ly rượu, cười khẩy nhìn tất cả mọi người. Sắc mặt mấy người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải đều cực kỳ khó coi, khóe mắt Thành Trâm cũng giật giật. Cuối cùng, cô ta cũng không chịu đựng được nữa mà đập mạnh lên bàn, tức giận nhìn Vương Nhất, anh nghĩ anh là ai, có địa vị thân phận gì, xứng mời rượu cho chúng tôi hay sao?
Chát! Thành Trâm vừa nói hết câu, Vương Nhất đã tát một cái lên mặt cô ta, mạnh đến mức khiến khóe miệng cô ta chảy ra máu. Rượu tôi mời cô dám không uống à? Vương Nhất nhìn Thành Trâm bằng ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết. Tiếng bạt tai lanh lảnh khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Nhất với vẻ khó tin, không ngờ Thành Trâm chỉ không muốn uống rượu anh mời mà đã bị ăn một cái tát. Lý Khinh Hồng không ngăn cản anh, không biết vì sao, thấy Thành Trâm bị đánh, cô cảm thấy rất sảng khoái. Thành Trâm che mắt ngơ ngác một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, căm hận hét chói tai với Vương Nhất, anh dám đánh tôi. Trước giờ vẫn chưa có ai dám không uống rượu tôi mời đâu. Lời nói này của Vương Nhất vô cùng bá đạo, khiến tất cả mọi người xung quanh đều run rẩy. Bọn họ cảm nhận được một khí thế từ trên người Vương Nhất. Dưới khí thế này, bọn họ hoàn toàn không dám phản kháng. Cao Tử Hào híp mắt nhìn Vương Nhất, nói với giọng điệu nặng nề, Thành Trâm nói đúng, chúng ta là gia chủ của những gia tộc hàng đầu, cậu còn là người mời rượu chúng tôi, sao có thể yêu cầu chúng tôi uống cạn được? Gia chủ Cao nói đúng. Tiêu Thế Hải lập tức sáng mắt lên, vội vàng hùa theo, là cậu mời chúng tôi, phải là cậu cạn, chúng tôi muốn uống sao cũng được mới đúng. Mấy gia chủ khác cũng vội vàng gật đầu, uống một ngụm và một ly là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng Vương Nhất có thể uống được Thanh Hà Đại Khúc 75 độ này. Lý Khinh Hồng cũng hơi lo lắng, cô nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất, hay là đừng uống nữa. Vương Nhất cười khẽ, được, tôi uống cạn, các người cứ tùy ý. Nói xong, anh ừng ực uống cạn Thanh Hà Đại Khúc này. Lúc này, trên mặt Vương Nhất mới hơi ửng đỏ. Quá đã, thế này mới là rượu chứ. Uống xong, anh lại mở một chai, uống như nước ngọt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ còn tưởng Vương Nhất uống Thanh Hà Đại Khúc 75 độ này vào chắc chắn sẽ bất tỉnh, không ngờ anh chỉ đỏ mặt một chút mà thôi. Sao có thể chứ? Đến lượt các người rồi. Vương Nhất cười híp mắt nhìn tất cả mọi người. Tất cả gia chủ lập tức tỏ vẻ căng thẳng, bọn họ nhìn ly rượu trước mặt, đang chuẩn bị tâm lý. Dù chỉ là một ngụm, nhưng bọn họ vẫn không uống nổi. Liều vậy, không thể để mất mặt được. Cao Tử Hào quyết tâm, cầm lấy uống một ngụm. Có gia chủ Cao mở đầu, những người khác cũng không thể không uống, chỉ đành cắn răng uống một ngụm lớn. Sau khi uống xong, bọn họ lập tức trợn mắt, không ngừng gào thét. A. Hốc mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy cổ họng. Bọn họ cảm thấy cổ họng như có một ngọn lửa đang cháy lên. Ào. Nhìn các gia chủ tử lượng cao đều thê thảm như thế, sắc mặt Thành Trâm tái mét, cô ta sợ đến mức tay khẽ run, làm đổ rượu trên bàn. Cô không uống à? Vương Nhất lạnh lùng nhìn Thành Trâm đang sợ đến mức cả người sụi lơ, cất tiếng hỏi. Dưới ánh nhìn của Vương Nhất, Thành Trâm kinh hồn bạt vía, lắp ba lắp bắp hỏi, tôi có thể uống rượu khác không? Cô đoán xem. Vương Nhất lắc lư ly rượu trong tay, hỏi ngược lại. Thành Trâm chỉ đành run rẩy cầm ly rượu lên, không ngừng nuốt nước miếng. Cô ta do dự một lúc lâu mới lấy can đảm nhắm mắt uống một hớp. Quẹ! Vừa mới nuốt xuống, dạ dày của Thành Trâm đã có cảm giác như bị thiêu đốt, cô ta vô thức nôn ra ngoài. Dưới đất lập tức xuất hiện một bãi nôn. Các gia chủ chỉ vào Thành Trâm, tỏ vẻ sợ hãi, cô nôn ra máu rồi. Lúc này ý thức của Thành Trâm đang mơ hồ, cô ta nâng tay lau miệng, lập tức trợn mắt. Trong miệng cô ta tràn đầy máu tươi. Cô ta ngây người một lúc lâu, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng súc miệng, sau đó rửa sạch máu đi. Cuối cùng, vì phản ứng sinh lý nên Thành Trâm bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng ánh mắt cô ta lại càng độc ác hơn. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, tôi nhất định sẽ giết chết các người. Sau 10 phút, cô ta đi ra khỏi nhà vệ sinh, dù máu không chảy nữa, nhưng sắc mặt cô ta vẫn tái mét như tờ giấy, bước đi cũng lảo đảo. Có cần gọi xe cấp cứu cho cô không, cô đi bệnh viện xem sao? Cao Tử Hào hỏi Thành Trâm. Không cần, tôi không sao nữa rồi. Thành Trâm cố gượng cười, nhìn về phía Vương Nhất bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn. Vương Nhất như không nhìn thấy, trên mặt vẫn mang ý cười nhẹ nhàng. Lăng Thiên Hợp ra mặt hòa giải, được rồi, rượu cũng đã uống kha khá, nên ăn cơm thôi. Sau khi biết được tử lượng của Vương Nhất, những người đang có mặt đều không dám nhắc đến chữ rượu nữa, kế hoạch chuốc say Lý Khinh Hồng cũng theo đó thất bại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều trăm phương nghìn kế muốn đuổi Vương Nhất ra ngoài, chỉ khi Vương Nhất đi rồi, Lý Khinh Hồng mới thật sự sẽ một thân một mình.
Một gia chủ đột nhiên cầm lấy điện thoại, giống như phát hiện ra đại lục mới, nói với mọi người mau đọc tin tức Giang Thành đi, Giang Thành chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe ông ta nói thế, mọi người vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng thế, vừa lấy điện thoại ra đã nhìn thấy một tin tức. Là con cháu vương tộc, hay là nhà giàu mới nổi? Cậu chủ thần bí dùng 4.500 tỷ giành lấy huy hiệu thân phận của vương tộc Vương Thị ở Yến Đô. Nhìn thấy tin tức này, tất cả mọi người đều im lặng, tràn đầy nỗi khiếp sợ. Trong buổi đấu giá Giang Thành hôm qua, nhà họ Cao, nhà họ Lăng, thậm chí là nhà họ Tiêu đều không có tư cách tham gia, đương nhiên không biết chuyện xảy ra trong buổi đấu giá rồi. Một là ngạc nhiên vì trong những vật phẩm đấu giá lại có huy hiệu thân phận của vương tộc Yến Đô, hai là thứ quý giá như thế lại không phải do nhà họ Hạ và nhà họ Lục giành đường, mà là một cậu chủ thần bí không rõ lai lịch. Còn Vương Nhất là thấy ngạc nhiên là mới qua một buổi tối đã có người tung tin này ra ngoài, dù anh đã dặn dò Hàn Vượng là đừng để lộ chuyện này ra ngoài, nhưng xung quanh có quá nhiều gia tộc nổi tiếng, khó tránh khỏi tai mắt của người khác. Nhưng cũng may tin tức này không nói rõ là anh đã mua lại huy hiệu kia. Rốt cuộc đó là ai mà có thể vượt qua nhà họ Hạ và nhà họ Lục, mua được huy hiệu của Vương Thị. Nét mặt của Cao Tử Hào rất nặng nề, cũng vô cùng áp lực. Ông ta từng nghe nói nếu ai lấy được huy hiệu của vương tộc Vương Thị ở Yến Đô sẽ có thể trở thành thành viên khác họ của Vương Thị. Không khó suy đoán, không lâu sau đó, e rằng Giang Thành sẽ xuất hiện một hào môn khác, thay thế cho nhà họ Văn. Hơn nữa tôi nghe nói, Kim Thúy Như của nhà họ Kim ở Thiên An có tham gia đấu giá, nhưng cũng bại trận trở về. Giọng nói của Tiêu Thế Hải vô cùng nghiêm túc. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực to lớn. Dù sống ở Giang Thành, nhưng bọn họ cũng từng nghe đến tên tuổi của Kim Thúy Như. Cô gái này nổi tiếng là thủ đoạn độc ác, đa mưu túc trí, nếu ai bị cô ta để mắt thì chắc chắn không có kết quả tốt. Theo tôi suy đoán, sau này chắc chắn cậu chủ thần bí kia sẽ làm Giang Thành dâng lên sóng gió. Dù sao ít nhất Giang Thành chúng ta cũng không có người trẻ tuổi nào có thể coi thường Hạ Phi Long của nhà họ Hạ, Lục Hiệu của nhà họ Lục như thế. Lăng Thiên Hợp nghiêm túc nói. Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều hốt hoảng. Gia chủ Lăng, ý ông là có thế lực bên ngoài muốn xưng bá ở Giang Thành sao? Lăng Thiên Hợp đáp, rất có khả năng này, nói không chừng là vương tộc đến từ Yến Kinh Yến Đô cố ý bán ra huy hiệu thân phận này, khiến Giang Thành hỗn loạn. Để dễ dàng chen chân vào lãnh địa của Giang Thành chúng ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt tất cả gia chủ đều trở nên rất khó coi, có mấy người còn sợ đến mức mất hồn mất vía. Vì nếu đây là thật, mấy gia tộc nhỏ như bọn họ sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Vương Nhất vẫn luôn im lặng lại không khỏi bật cười. Anh chỉ mua một huy hiệu vô dụng, mà gia chủ của mấy gia tộc này lại như có kẻ thù xâm phạm lãnh thổ vậy. Cậu cười cái gì? Các gia chủ tỏ vẻ tức giận. Nụ cười của Vương Nhất khiến bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. Xin lỗi, tôi không cố ý. Vương Nhất vội vàng xin lỗi, nhưng khóe miệng vẫn đang cong lên. Lý Khinh Hồng bên cạnh nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó đột nhiên hỏi, có phải là huy hiệu trong túi anh hôm qua không? Hôm qua lúc lần thứ hai bước qua giới hạn cuối cùng, Lý Khinh Hồng đã tự mình cởi quần áo cho Vương Nhất, trong lúc vô tình thì thấy một cái huy hiệu rực rỡ màu vàng trong túi anh. Lúc đó cô còn nghĩ đó là vật kỷ niệm được tặng gì đó, cũng không có hỏi tới, không ngờ lại là huy hiệu thân phận trị giá 4.500 tỷ. Vì để xác nhận, cô còn cố ý so sánh với hình ảnh trên mạng, kết quả là giống nhau như đúc. Mà lời nói của cô cũng lập tức khiến mọi người chú ý đến. Mọi người sửng sốt một lúc, sau đó nhìn chằm chằm Vương Nhất, cậu nói gì? Huy hiệu nằm trên người cậu. Vương Nhất cảm thấy cũng không cần phải giấu giếm nữa. Vì thế, anh bèn lấy ra từ trong túi, đặt lên bàn. Huy hiệu Vương Thị của vương tộc Yến Đô. Tất cả gia chủ lập tức thay đổi sắc mặt, đũa trong tay rơi xuống đất cũng không phát hiện ra. Ánh mắt Thành Trâm cũng thoáng chốc đờ đẫn, dù cô ta không biết huy hiệu thân phận của vương tộc Yến Đô là cái gì, nhưng cô ta biết thứ có thể khiến các gia chủ đều thèm muốn như thế chắc chắn có giá trị đắt đỏ. Bây giờ thứ này lại nằm trên người Vương Nhất, sao cô ta có thể không ngạc nhiên được? Lý Khinh Hồng hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, cô nhìn chằm chằm Vương Nhất, tim đập thình thịch. Cô biết thân phận của Vương Nhất chắc chắn không chỉ đơn giản là đến từ nhà họ Tiêu, anh chỉ là con nuôi của nhà họ Tiêu thôi, không ai biết thân phận thật sự của anh. Nhưng lúc này, cô lại có một suy đoán to gan với thân thế của Vương Nhất. Vương Nhất họ Vương,
Trong 9 vương tộc của Yến Đô cũng có một gia tộc đặt tên là Vương Thị, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ? Dù cô ta biết trên đời có rất nhiều người họ Vương, thậm chí ở Yên Kinh cũng có không ít người cùng họ với 9 vương tộc, nhưng có một quy định rằng, không phải người cùng họ với vương tộc, nhưng lại mượn danh vương tộc để lừa đảo, thì sẽ giết chết không tha. Vương Nhất bỏ ra một số tiền lớn để mua huy hiệu này, ý đồ đã vô cùng rõ ràng rồi. Cô không khỏi nắm chặt lấy tay Vương Nhất, hỏi nhỏ, nó là của anh sao? Vương Nhất mỉm cười, khẽ lắc đầu, đây chỉ là thứ vặt vãnh anh tùy ý đấu giá được thôi. Trong mắt Lý Khinh Hồng tràn đầy sự thất vọng, nếu Vương Nhất là người của Vương Thị, thì người của gia tộc cô cũng sẽ không cấm cản hai người nữa. Vì khác với Lý Thị thành lập 30 năm, Vương Thị là gia tộc lâu đời, là vương tộc ở Yến Đô, nền tảng vững chắc. Nhìn thấu vẻ mất mát của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất nhẹ nhàng an ủi, không cần lo lắng, em chỉ cần biết tuy anh không phải người của Vương Thị, nhưng anh cũng chưa từng sợ Vương Thị. Nghe thấy lời này, tất cả gia chủ xung quanh đều không nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt xem thường như trước đây nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi, thậm chí còn hơi thấp thỏm. Dù Vương Nhất chỉ là một tên ở rể như Thành Trâm nói, nhưng bây giờ, chỉ với huy hiệu Vương Thị này, anh đã có thể đứng trên tất cả mấy người họ rồi. Mà trước đó bọn họ còn có ý đồ với vợ của anh, nghĩ đến chuyện này, bọn họ lập tức cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Cậu Vương, cậu chính là cậu chủ thần bí kia sao? Người cao tử hào run rẩy, giọng nói cũng khàn khàn như không biết nói chuyện luôn vậy. Thành Trâm sợ đến mức ngây người. 4.500 tỷ, cô ta chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, dù bán cô ta đi cũng không có được 4.500 tỷ. Vương Nhất không trả lời trực tiếp, chỉ cười nói, các người cảm thấy tôi là người đó thì tôi chính là người đó. Những lời này càng khiến các gia chủ đang có mặt chắc chắn suy nghĩ trong lòng hơn, bọn họ lập tức run rẩy, nghĩ đến chuyện đắc tội với người của vương tộc Vương Thị ở Yến Đô, bọn họ thật sự muốn đập đầu chết đi cho xong. Thành Trâm im lặng một lát, đột nhiên chỉ vào Vương Nhất nói, đây là giả. Cô ta nói rất to, khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt. Vương Nhất cũng cười nhìn cô ta, sao cô biết nó là giả? Thành Trâm tỏ vẻ khinh thường, không thấy trong tin tức nói gì à, một cậu chủ thần bí bỏ ra 4.500 tỷ mua huy hiệu này, anh mà là cậu chủ thần bí sao? Anh có 4.500 tỷ sao? Anh chỉ là một kẻ ở rể, còn ở đây giả vờ giàu có cái gì? Nếu không phải tôi đột nhiên nghĩ ra thì tôi đã bị anh lừa rồi. Thành Trâm càng nói càng hăng say, cũng càng nói càng yên tâm, vội vàng vỗ ngực mình. Các gia chủ khác nghe thấy vậy cũng sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết mất, tôi suýt đã tin rồi đấy. Đúng vậy, nếu cậu ta là chồng của cô Lý thì chắc chắn là lấy tiền từ cô Lý, có điều, cô Lý có đủ 4.500 tỷ sao? Dù Lý Khinh Hồng là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, giá thị trường của tập đoàn Lệ Tinh cũng vượt qua 15.000 tỷ, nhưng đây chỉ là giá thị trường, còn có thể lên xuống theo thị trường. Số tiền công mà Lý Khinh Hồng thật sự có thể sử dụng cũng chỉ khoảng 3.000 tỷ mà thôi, hoàn toàn không thể mua nổi huy hiệu này. Nghĩ đến đây, tất cả gia chủ đều cười khinh thường. Thấy bọn họ không tin, Lý Khinh Hồng hơi nôn nóng, đây thật sự là huy hiệu của vương tộc ở Yến Đô. Cô Lý, cô không cần bảo vệ chồng cô, cậu ta là một tên lừa đảo dùng hàng giả để lừa cô đấy. Nhưng cậu ta làm giả cũng rất giống thật, nhìn hoa văn này đi, thật sự là giống như đúc luôn. Vương Nhất, bây giờ tôi xem anh còn gì để nói nữa. Cao Tử Hào, Tiêu Thế Hải và Thành Trâm thay phiên cất lời, cực kỳ giống gà trống vừa chọi thắng. Lý Khinh Hồng thoáng chốc không biết nên nói gì, cô cũng không thể nói cô đến từ vương tộc Yến Đô, biết đây là hàng thật được đúng không? Vương Nhất vẫn như chẳng thèm để tâm, mắt nằm trên người các người, tôi còn có thể nói gì được. Cô xem, anh ta đã thừa nhận rồi kìa. Thành Trâm vừa muốn ra oai với Lý Khinh Hồng thì đột nhiên sửng sốt, tức giận nhìn về phía Vương Nhất, anh mắng tôi không có mắt. Mấy người nhóm Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp thì nói với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, thật không ngờ chồng cô lại là người như thế, khiến chúng tôi thật sự quá thất vọng. Cô có thể vừa ý một người thế này, khiến chúng tôi cảm thấy nghi ngờ nhân phẩm của cô, chỉ cần có chúng tôi ở đây, dự án của công ty các cô sẽ không thể nào tiến vào thị trường của Giang Thành đâu. Nhà họ Tiêu chúng tôi cũng thế. Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải lần lượt tỏ thái độ, gia chủ của các gia tộc khác cũng rối rít hùa theo. Lý Khinh Hồng siết chặt tay, tỏ vẻ tức giận, sao các người có thể lật lọng như thế được? Lý Tổng, hình như cô hiểu lầm gì đó rồi. Cao Tử Hào cười khẩy, nơi này là Giang Thành,
mọi chuyện đều do chúng ta quyết định. Nếu cô chiều chúng tôi, tâm trạng chúng tôi tốt, có lẽ còn có thể đồng ý, nhưng nếu cô coi thường chúng tôi, thì bây giờ lập tức cút ra khỏi Giang Thành đi. Thành Trâm ở bên cạnh liên tục cười khẩy, hoàn toàn quên mất cô ta cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Nghe thấy lời nói của mọi người, nét mặt Lý Khinh Hồng xanh mét, tức đến mức run rẩy. Nhưng vẫn còn một cách, chúng tôi cũng có thể đồng ý cho dự án của các cô tiến vào Giang Thành. Cao Tử Hào đổi hướng câu chuyện, chậm rãi nói, chỉ cần cô nhường vị trí tổng giám đốc lại cho Thành Trâm, tôi sẽ rút lại lời đã nói. Lúc này, Vương Nhất cũng buông đũa xuống, trong mắt có ánh sáng sắc bén lóe lên. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu để lộ đuôi hồ ly ra rồi. Lời nói của Cao Tử Hào lập tức khiến Lý Khinh Hồng thay đổi sắc mặt. Vương Nhất không nói một lời, tùy tiện gọi một cú điện thoại. Trên mặt Thành Trâm tràn đầy kích động, trước đó ngà ngà, giờ cũng tỉnh táo lên không ít. Cảm ơn Cao gia chủ, cảm ơn Cao gia chủ. Cô ta mừng rỡ cực độ, dáng vẻ hệt như mua xổ số trúng giải độc đắc. Trước đó cô ta mời những gia chủ này đến chỉ là để gây khó dễ cho Lý Khinh Hồng, chưa từng nghĩ rằng sẽ có niềm vui bất ngờ thế này. Vậy mà Cao gia chủ lại lấy hợp đồng của Lệ Tinh để uy hiếp Lý Khinh Hồng giao ra vị trí tổng giám đốc. Tiện tay mà thôi. Ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười lớn, Thành Trâm, chúng ta cũng quen biết 5-6 năm rồi, vẫn luôn rất tán thành năng lực của cô, chỉ là một phó tổng giám đốc thật sự uất ức cho cô. Ba vị gia chủ, chờ tôi trở thành tổng giám đốc, nhất định báo đáp các vị thật tốt. Thành Trâm nói xong lập tức đắc ý liếc nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Vương Nhất không có phản ứng gì, ngồi đó thản nhiên nhai đậu phộng, trái lại là Lý Khinh Hồng, trên mặt tràn đầy lạnh giá. Cao gia chủ, ông không cảm thấy làm vậy là quá phận rồi sao? Sắc mặt cô tràn đầy tức giận nhìn Cao gia chủ, siết chặt nắm tay, tôi mới là tổng giám đốc của Lệ Tinh, thay đổi nhân sự trong tập đoàn do tôi định đoạt. Thật ra, cô sớm đã nhìn ra bọn họ và Thành Trâm móc nối với nhau. Nhưng sau này Giang Thành là khu vực phát triển quan trọng, tương lai chắc chắn sẽ phải tiếp xúc nhiều, vì vậy mới không vạch trần. Không ngờ cô càng nhường nhịn lại càng khiến cho đối phương được nước lấn tới. Quá đáng! Cao Tử Hào cười khẩy, chồng cô cầm một huy chương giả đến cáo mượn oai hùng, như vậy không quá đáng sao? Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói, tôi nói rồi, huy chương của chồng tôi là thật, tin hay không tùy các ông. Hỗn láo! Lăng Thiên Hợp vỗ mạnh xuống bàn một cái. Giận dữ nhìn Lý Khinh Hồng, nơi này là Giang Thành, không phải thiên an của các cô, ở nơi này thì phải nghe theo chúng tôi. Giọng điệu của Tiêu Thế Hải hòa hoãn hơn, nhưng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra, chúng tôi sớm đã nghe nói danh tiếng hung hăng mạnh mẽ của cô Lý rồi, nếu không cũng sẽ không thể dùng thân phận một người phụ nữ quản lý tốt một công ty lớn như vậy. Nhưng, có một số việc đừng nên hung hăng thì hơn. Ông ta nói rồi đổi đề tài, cười ha hả nói. Rõ ràng sức ảnh hưởng của Thành Trâm ở Giang Thành cao hơn cô, giao vị trí tổng giám đốc cho cô ta cũng sẽ không bạc đãi cô, phải không? Lý gia chủ nói đúng lắm. Thành Trâm mừng rỡ như điên, cộng thêm đã uống hơi nhiều, giọng điệu không khỏi có chút lâng lâng. Lý tổng à, tôi vẫn nhớ rõ, ơn lớn, của cô đối với tôi, nhưng mà, chỉ cần cô giao vị trí tổng giám đốc cho tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Nhưng mà, Lý Khinh Hồng vẫn là mặt không cảm xúc. Tôi biết cô có lòng thù địch với tôi, nhưng mà, cô cho rằng như vậy đã có thể khiến tôi thỏa hiệp sao? Nằm mơ. Cô nâng cao giọng nói, lạnh lùng nhìn Thành Trâm. Nhất thời, dáng vẻ kiêu căng của Thành Trâm lập tức ỉu xìu, ánh mắt nhìn Lý Khinh Hồng tràn đầy sợ hãi. Các gia chủ gia tộc khác như Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải cũng đều giật mình nhìn Lý Khinh Hồng, không ngờ phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. Chúng ta đi. Lý Khinh Hồng đứng dậy. Nói rồi muốn dẫn Vương Nhất rời đi. Lý Tổng, cô phải biết rằng, một khi cô ra khỏi cánh cửa này, về sau đừng mong mở thị trường ở Giang Thành nữa. Sắc mặt Cao Tử Hào u ám nhìn Lý Khinh Hồng, trong mắt ngập tràn uy hiếp. Thành Trâm cũng cười khẩy một tiếng, Lý Tổng, tôi có lòng tốt tìm gia chủ ở Giang Thành giúp cô lại không biết điều, là một tổng giám đốc, nhất định phải đặt công ty tập đoàn lên đầu, nhưng cô lại vì lợi ích của mình mà không đếm xỉa đến lợi ích của công ty. Cô còn mặt mũi nào làm tổng giám đốc? Lời vừa nói ra, sắc mặt Lý Khinh Hồng vô cùng khó coi, vô cùng tức giận. Nhưng cô lại không tiện cãi lại, rõ ràng Thành Trâm nhằm vào cô, còn là đứng ở nơi tối cao nhằm vào cô. Cạch! Lúc này, Vương Nhất vừa rồi vẫn luôn dùng bữa đột nhiên đặt đũa xuống,
cười mà như không cười nhìn về phía mấy gia chủ Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp. Các ông vừa nói là Giang Thành do các ông định đoạt, phải không? Đó là đương nhiên. Mấy gia chủ như Cao Tử Hào còn chưa lên tiếng, Thành Trâm đã không chút nghĩ ngợi nói ra, đó là đương nhiên. Dưới tác dụng của rượu cồn, sắc mặt cô ta đỏ ửng, giọng điệu cũng ngập tràn ngông cuồng kiêu ngạo. Anh cũng không nhìn xem Cao gia chủ, Lăng gia chủ, Tiêu gia chủ là ai, mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là gia tộc hạng nhất, nhưng rất được nhà họ Hồ yêu thích, đợi một thời gian, thăng cấp thành hào môn cũng chỉ là vấn đề thời gian, Giang Thành không phải do bọn họ định đoạt thì do ai định đoạt. Vừa nói ra lời này, nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu, mà sắc mặt các vị gia chủ Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải lại lập tức thay đổi. Lời như thế này vụng trộm nói ra thì cũng thôi đi, nhưng nơi này là khách sạn dưới danh nghĩa nhà họ Hạ. Im miệng, Tiêu Thế Hải cố gắng ra hiệu cho Thành Trâm, không ngờ Thành Trâm không hề nhìn thấy, trái lại mượn rượu làm càn, càng nói càng ngông cuồng. Tôi khuyên các anh tốt nhất nên tôn trọng các vị gia chủ, nhường vị trí tổng giám đốc cho tôi còn có thể cầu xin giúp các anh. Nếu không, đợi bọn họ tức giận rồi, dù là ba hào môn của Giang Thành đến cũng không bảo vệ được các anh. Nghe vậy, không chỉ ba gia chủ mà tất cả gia chủ khác đều chợt đổi sắc mặt. Có mấy lời, không thể nói ra. Thành Trâm, cô câm miệng cho tôi. Cao Tử Hào gầm lên, đồng thời trong lòng khiếp sợ, vô thức nhìn về phía Vương Nhất. Ông ta đã hiểu ý đồ của Vương Nhất, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Thành Trâm. Nhưng mà, Thành Trâm còn tưởng là Cao Tử Hào đang cổ vũ cô ta nói tiếp, thế là nói càng thêm lớn lối. Lý Tổng, không phải tôi coi thường cô, mặc dù tập đoàn Lệ Tinh của cô tốt, nhưng trong mắt ba vị gia chủ thì chả là cái cóc khô gì, dù là tập đoàn của hào môn Giang Thành cũng phải khách khí với bọn họ. Thật sao? Khóe miệng Vương Nhất hơi cong lên, nụ cười càng sâu hơn, vậy cô nói xem, người nào có quyền có thế nhất Giang Thành? Đương nhiên là Cao gia chủ, Lăng gia chủ, Tiêu gia chủ. Thành Trâm không chút nghĩ ngợi trả lời, quyết tâm nịnh bợ lên đến tận trời. Đám người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải nghe vậy đều sợ đến trắng bệch cả mặt, đang định hét lớn. Két! Cửa phòng bao mở ra. Hạ Lãm dẫn một đám quản lý cấp cao của khách sạn đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt âm u đến mức có thể vắt ra nước. Hạ gia chủ! Ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa mất hồn mất vía. Hạ gia chủ! Còn những gia chủ khác thì bị dọa không dám nói lời nào, hai tay run lẩy bẩy. Thành Trâm chưa từng gặp Hạ Lãm, tất nhiên không biết ông ta là ai, chỉ lộ vẻ say khướt hỏi, ông là ai, lại dám xông vào phòng bao của Cao gia chủ, không sợ bị ném ra ngoài sao? Hạ Lãm giận quá hóa cười, tôi cũng muốn xem các cô ném tôi ra ngoài thế nào. Được, ông chờ đó. Thành Trâm đang định để Cao Tử Hào ném Hạ Lãm ra ngoài, lại thấy gia chủ ở đây lần lượt quỳ rạp xuống mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Hạ gia chủ, tha mạng. Tất cả gia chủ, không trừ một ai, toàn bộ đều như chuột thấy mèo, quỳ gối trước mặt Hạ Lãm. Cảnh tượng này khiến cho Thành Trâm không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy mà toàn bộ gia chủ của gia tộc hạng nhất lại quỳ xuống. Cao gia chủ, Lăng gia chủ, Tiêu gia chủ, rốt cuộc. Các ông đang làm gì? Cô ta còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, không thể tưởng tượng nổi hỏi ra. Bốp! Cao Tử Hào đột nhiên cáu giận, hung hăng tát một phát lên mặt Thành Trâm, đồ kỹ nữ nhà cô, còn không mau câm miệng cho tôi. Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải cũng lộ vẻ lạnh lùng, hận không thể nhanh chóng giết chết người phụ nữ này. Nếu như không phải người phụ nữ này say bí tỉ, nói một tràng lời không nên nói, sao sẽ dẫn Hạ gia chủ đến? Tai vách mạch rừng, không thể nghi ngờ, chắc chắn là lời nói của Thành Trâm bị người của khách sạn Châu Tế nghe thấy, sau đó báo lại cho Hạ gia chủ, vì vậy Hạ gia chủ mới đích thân đến đây. Vừa nghĩ đến lời nói trước đó của Thành Trâm, Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp và tất cả gia chủ đều cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. Lại còn nói, Giang Thành do mấy người bọn họ định đoạt, vậy đặt nhà họ Hạ, nhà họ Hồ, nhà họ Lục ở chỗ nào? Họa từ miệng mà ra, đúng là họa từ miệng mà ra. Lý Khinh Hồng vốn muốn rời đi cũng bị Hạ Lãm đột nhiên xuất hiện dọa sợ giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên đi hay không, chỉ có thể nhìn về phía Vương Nhất. Lại phát hiện, Vương Nhất vẫn như người không liên quan ngồi ở chỗ của mình, còn kéo Lý Khinh Hồng cùng ngồi xuống, khẽ nói bên tai cô, anh mời em xem trò vui. Nhìn những gia chủ của Giang Thành đang quỳ dưới mặt đất này, Lý Khinh Hồng lập tức hiểu ra, lại nhìn về phía Vương Nhất với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi,
Hạ gia chủ này là anh mời đến. Vương Nhất không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm sâu xa. Thế là, biểu cảm trên mặt Lý Khinh Hồng càng thêm khiếp sợ. Cô từng nghe nói đến nhà họ Hạ, địa vị giống như nhà họ Kim ở Thiên An, mà gia chủ một gia tộc lớn như vậy lại xuất hiện ở đây, thật sự là trùng hợp sao? Lúc này, Hạ Lãm đã sải bước đi vào, ánh mắt âm trầm liếc nhìn cả căn phòng, cuối cùng dừng trên người ba gia chủ. Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải, các ông oai phong thật đấy. Nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu các ông chỉ là gia tộc hạng nhất, lại dám dõng dạc tuyên bố toàn bộ Giang Thành do các ông định đoạt. Ba gia chủ Cao Tử Hào sợ mất hồn mất vía, vội vàng tự tát mình một phát. Hạ gia chủ, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm. Hạ Lãm lạnh lùng cười nói, tôi ở bên ngoài nghe rất lâu rồi, không phải các ông nói rằng, nếu các ông tức giận, cho dù ba hào môn đích thân đến cũng vô dụng. Còn nói không lâu nữa sẽ đạt đến cấp bậc hào môn, thay thế nhà tôi. Hạ Lãm chỉ nói một câu, trên mặt ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải càng thêm tái nhợt, thì ra Hạ gia chủ đã đứng ở ngoài cửa lâu rồi. Ánh mắt Cao Tử Hào bỗng nhiên toát vẻ hung ác, giơ tay nắm tóc thành châm, kéo cô ta ngã xuống trước mặt Hạ Lãm. Hạ gia chủ, chúng tôi không dám có suy nghĩ như vậy, là ả đàn bà này hoàn toàn không coi Hạ gia chủ ra gì, sỉ nhục Hạ gia chủ, quả thật chính là tội đáng muôn chết. Không sai, Hạ gia chủ, tôi lập tức bắt cô ta xin lỗi ngài. Sắc mặt Lăng Thiên Hợp cũng tràn đầy âm trầm nói ra, giơ tay cho thành châm một phát tát thật mạnh, tức giận quát, cô thật to gan, lại dám sỉ nhục Hạ gia chủ, còn không mau xin lỗi Hạ gia chủ. Thành châm sớm đã sợ choáng váng. Không để ý đến toàn thân đau nhức kịch liệt, ngẩng đầu nhìn Hạ Lãm. Ông ta chính là chủ của nhà họ Hạ. Nếu đã biết rồi, lại còn dám dèm pha Hạ gia chủ. Không muốn sống nữa à? Tiêu Thế Hải cười gằn nói. Tôi. Thành Trâm ấp úng hồi lâu, lại không nói ra được lời nào. Ánh mắt Hạ Lãm cũng tùy tiện nhìn sang, cơ thể Thành Trâm run lên, vậy mà bị dọa sợ tiểu cả ra quần. Không để ý đến thể diện, vội vàng dập đầu với Hạ Lãm. Hạ gia chủ, vừa rồi tôi uống nhiều quá, say rượu nói lung tung, không thể coi là thật. Hạ gia chủ, ngài xem tôi tự tát chính mình được không, ngài là nhân vật lớn rộng lượng, xin hãy thương xót, coi tôi như một cái rắm mà thả ra đi. Thành Trâm giàn giụa nước mắt nước mũi nói ra, sau đó thật sự tự tát chính mình. Thoáng chốc, cả khuôn mặt bầm dập, nhưng cô ta vẫn không dám dừng lại, bởi vì cô ta biết rõ, nhà họ Hạ là hào môn của Giang Thành. Muốn giết chết mình cũng chỉ dễ như giết chết một con kiến mà thôi. Trên mặt Lý Khinh Hồng tràn đầy chấn động, không nhịn được nắm chặt bàn tay Vương Nhất. Thật khó tưởng tượng, Thành Trâm trước đó còn diễu võ dương oai ham muốn vị trí tổng giám đốc của cô, bây giờ lại hèn mọn như vậy, chỉ vì muốn giữ mạng sống, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Không chỉ cô, một đám gia chủ Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải cũng căng thẳng nhìn Hạ Lãm. Hạ Lãm liếc mắt, lại nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất lộ vẻ hờ hững khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt rời về phía ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải. Hạ Lãm lập tức hiểu ý Vương Nhất, Thành Trâm chỉ là một người hiểu biết nông cạn, cho dù Thành Trâm thật sự nói như vậy, Hạ Lãm cũng sẽ không tự hạ thân phận đi chấp nhặt với cô ta, nhưng Vương Nhất sẽ không dễ dàng tha thứ cho ba người Cao Tử Hào. Dù sao, tự tin của Thành Trâm đều từ bọn họ mà ra. Thế là, Hạ Lãm lập tức hét lớn một tiếng, đủ rồi. Thành Trâm và tất cả gia chủ bị dọa run cầm cập, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hạ Lãm lạnh lùng nói, người không biết không có tội, nếu cô đã biết sai rồi, vậy thì thôi đi. Thành Trâm ngơ ngác hồi lâu, lúc này mới tràn đầy cảm kích ra sức dập đầu. Cảm ơn Hạ gia chủ, cảm ơn Hạ gia chủ. Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải nghe vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi muốn truy cứu việc này tới cùng. Ngay sau đó, Hạ Lãm lại chuyển đối tượng, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ, cô ta chỉ là một người phụ nữ không có kiến thức gì, lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu như nói không có người đằng sau truyền bá tư tưởng thế này, tôi là người đầu tiên không tin. Có phải không, Cao gia chủ, Lăng gia chủ, Tiêu gia chủ? Cùng với nói ra lời này, ánh mắt lạnh như băng của Hạ Lãm cũng lập tức rơi xuống người ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải. Bịch! Ngay lập tức! Ba người bọn họ như rơi vào hầm băng, cuống quýt kêu oan. Hạ gia chủ, chúng tôi oan uổng. Oan uổng. Nụ cười trên mặt Hạ Lãm càng thêm lạnh lẽo, tôi thấy mấy gia tộc các ông đều là phụ thuộc nhà họ Hồ,
là nghe theo mệnh lệnh của nhà họ Hồ mưu đồ tính kế nhà họ Hạ tôi sao? Vừa nói ra lời này, đồng tử ba người Cao Tử Hào đột nhiên co rụt lại, toàn thân run rẩy dữ dội. Mưu đồ tính kế nhà họ Hạ, đây chính là tội lớn. Căn bản không cho ba người cơ hội giải thích, Hạ Lãm hét lớn, ba gia tộc là nhà họ Hạ, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu ý đồ tính kế nhà họ Hạ tôi, tội lớn đáng chém. Quỳnh, vừa nói ra lời này, sắc mặt ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải lập tức tái nhợt. Hạ Lãm muốn diệt nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu bọn họ. Bọn họ đang định cầu xin tha thứ, Hạ Lãm lại chậm rãi quay người, cười rạng rỡ nhìn Vương Nhất, ngài Vương, tôi làm như vậy, ngài có hài lòng không? Chỉ cần ngài nói một câu, tôi có thể khiến bọn họ biến mất khỏi Giang Thành. Hạ Lãm vừa nói lời này ra khỏi miệng, toàn bộ phòng bao lập tức yên tĩnh đến kỳ lạ. Không chỉ ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải, mà bao gồm cả các gia chủ khác và Thành Trâm, biểu cảm trên mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc, dù thế nào bọn họ cũng không ngờ gia chủ nhà họ Hạ mà bọn họ kính sợ lại cung kính với một tên ở rể không có bản lĩnh gì như vậy. Hơn nữa từ lời nói của đối phương có thể thấy được, dường như Hạ gia chủ rất coi trọng Vương Nhất, thậm chí bằng lòng tiêu diệt ba gia tộc hạng nhất Giang Thành vì anh. Lý Khinh Hồng cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Nhất, cô có thể khẳng định, Vương Nhất gần như không có thời gian đến Giang Thành, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, anh không chỉ quen biết Hạ gia chủ mà còn khiến đối phương cung kính với mình như vậy. Giờ phút này, tất cả gia chủ đều mặt xám như cho tàn, trong lòng không ngừng cầu nguyện Vương Nhất có thể khoan dung tha cho bọn họ một mạng. Cộc cộc cộc. Trong phòng bao yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngón tay Vương Nhất khẽ gõ lên mặt bàn. Anh nheo mắt nhìn ba người Cao Tử Hào, cuối cùng lên tiếng. Không phải bất đắc dĩ tôi cũng không muốn ra tay với các ông, thế nhưng, là các ông ép tôi. Bịch bịch bịch. Không chút do dự, ba gia chủ đồng loạt dập đầu với Vương Nhất. Ngài Vương, chúng tôi không biết ngài quen biết Hạ gia chủ, cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Từ nay về sau, nhà họ Lăng tôi nghe theo ngài Vương. Nhà họ Tiêu tôi cũng vậy. Ba gia chủ đồng thời tỏ rõ thái độ, bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất lại khẽ lắc đầu, cười nói, các ông đếm đi, tôi đã cho các ông bao nhiêu cơ hội, nhưng đều bị các ông lãng phí hết rồi. Sắc mặt Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải khó coi đến cực hạn, hối hận xanh cả ruột. Quả thật là vậy, Vương Nhất cho bọn họ rất nhiều cơ hội. Vốn là một cuộc thương lượng đơn giản, chỉ cần ký tên là có thể kết thúc. Nhưng bọn họ lại tin vào lời gièm pha của Thành Trâm, nhất định phải tổ chức tiệc rượu, vậy mới tạo thành cục diện bây giờ. Như vậy đi, tôi cho các ông một cơ hội cuối cùng. Vương Nhất quét mắt nhìn xung quanh, trong vòng một phút, trong số những gia chủ các ông, người nào nói ra toàn bộ sự thật trong chuyện lần này, tôi sẽ tha cho người đó, thế nào? Nói xong, xới thêm một bát cơm cho Lý Khinh Hồng, bữa cơm này cô gần như không động đũa, Vương Nhất sợ cô đói bụng. Vừa nói ra lời này, sắc mặt tất cả gia chủ đều hơi thay đổi, đưa mắt nhìn nhau, lại không nói nên lời. Ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải cũng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lạnh giá, hạ quyết tâm, không thể nói ra mục đích ban đầu của bọn họ. Lý Khinh Hồng là vợ của Vương Nhất, nếu như để anh biết bọn họ muốn chuốc say Lý Khinh Hồng rồi đưa đến khách sạn, vậy chắc chắn chỉ có một con đường chết. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Không chỉ như vậy. Bọn họ còn đưa mắt uy hiếp những gia chủ khác phải giữ yên lặng. Còn 30 giây. Vương Nhất bỗng nhiên lên tiếng. Tích tắc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả gia chủ đều khó xử vô cùng. 10 giây cuối cùng. Vương Nhất bắt đầu đếm ngược. Thoáng cái đã hết 10 giây, vẫn không có người nào nói chuyện. Vương Nhất nhìn về phía Hạ Lãm, nhớ kỹ tất cả gia tộc nơi này rồi dọn dẹp hết đi. Vâng, ngài Vương. Trên mặt Hạ Lãm mang theo nét cười lạnh lùng, khi đang định phân phó thuộc hạ ra tay. Bỗng nhiên, một gia chủ sắc mặt tái nhợt, không nhịn được đứng lên, tôi nói. Vương Nhất ra hiệu dừng lại, sau đó cười híp mắt nhìn ông ta, ông nói đi. Thế lực của gia chủ kia không bằng nhà họ Cao, nhà họ Lăng và nhà họ Lý, chỉ là một gia chủ của gia tộc hạng hai. Cuộc thương lượng lần này do Cao gia chủ, Lăng gia chủ, Tiêu gia chủ dẫn đầu. Chúng tôi căn bản không có ý định gì với cô Lý, chỉ là Thành Trâm đề nghị chuốc say cô Lý, sau đó chụp ảnh uy hiếp, làm vậy chúng tôi không chỉ được hưởng sung sướng mà còn kiếm được một món hời, sau đó. Thì hành động thôi. Nói đến đoạn sau, sắc mặt gia chủ kia càng thêm căng thẳng, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Tôi chứng minh,
lời ông ta nói đều là sự thật. Còn có tôi cũng chứng minh. Tôi cũng vậy. Người kia vừa nói ra, các gia chủ còn lại cũng thi nhau lên tiếng, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là gia tộc nhỏ có thế lực không bằng nhà họ Cao, nhà họ Lăng và nhà họ Tiêu. Dưới uy áp của Hạ gia chủ và Vương Nhất, bọn họ vẫn lựa chọn khuất phục. Khốn kiếp! Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải nổi giận, đồng thời sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Thế mà bọn họ lại bị bán đứng. Vừa nghe thấy những lời này, ánh mắt Vương Nhất đã trở nên vô cùng u ám, mặc dù anh sớm đã nhìn ra suy nghĩ của đám người này, nhưng khi chân tướng sự thật lộ ra rõ ràng, trong lòng anh vẫn tức không chịu nổi. Trên trán Hạ Lãm cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, vợ của Vương Nhất, cho dù là ông ta cũng phải cung kính lễ độ, vậy mà đám người này lại dám có suy nghĩ bẩn thỉu. Chân tướng bị đưa ra ngoài ánh sáng, Lý Khinh Hồng ngẩn người nhìn về phía Thành Trâm, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hóa ra đây là mục đích của cô. Thành Trâm vừa sống sót sau tai nạn nghe mà sợ hãi, ngơ ngơ ngác ngác, như đang nằm mơ. Đối với cô ta thì trèo lên được nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu đã giống như chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi. Còn nhà họ Hạ thì là hào môn giang thành mà ngay cả nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu cũng không dám chọc vào. Nhưng giờ phút này, Hạ Lãm lại cung kính với Vương Nhất như vậy, quanh đi quẩn lại, lửa nóng vẫn đốt lên trên người cô ta. Trông thấy kế hoạch bại lộ, ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải lập tức dập đầu với Vương Nhất. Ngài Vương, đều là kỹ nữ này đề ra, vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn gây khó dễ cho vợ ngài một chút, cũng không muốn làm gì khác, nhưng cô ta đưa ra đề nghị chuốc say cô Lý, chúng tôi cũng nhất thời bị làm mờ mắt. Đúng vậy, hơn nữa chúng tôi còn chưa kịp rót rượu thì đã bị ngài rót trước rồi, căn bản chưa kịp làm gì. Ba người vô cùng hoảng sợ, vì bảo vệ tính mạng, lại lấy Thành Trâm ra làm lá chắn. Thành Trâm, mấy năm trước cô đã có lòng bất mãn khi thấy tôi lên làm tổng giám đốc, nhưng tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy, bắt đầu từ bây giờ, cô bị sa thải. Lý Khinh Hồng tức giận nói ra. Lúc này Thành Trâm như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, lăn lộn bò đến trước mặt Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, cầu xin cô tha thứ cho tôi lần này. Cút đi. Lần này Lý Khinh Hồng không mềm lòng nữa, đẩy cô ta ra. Ánh mắt Vương Nhất cũng lập tức lạnh xuống, chỉ vào mấy gia chủ nói ra chân tướng sự thật kia, thả mấy người này đi, toàn bộ những người khác, diệt cả tộc. Vâng. Hạ Lãm lên tiếng, sau đó trong mắt lóe vẻ hung ác, người đâu, đóng cửa, hôm nay tạm ngừng kinh doanh. Người có thể ngồi lên vị trí gia chủ, há có thể là người hiền lành lương thiện. Hạ gia chủ, đừng. Tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải vô cùng sợ hãi, liên tục cầu xin tha thứ. Cao Tử Hào lại không nói gì, chìm vào im lặng, ánh mắt phập phù mơ màng. Bỗng nhiên, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vương Nhất và Hạ Lãm tràn đầy kiên quyết và tự tin. Tôi cược, ông không dám tổn thương chúng tôi. Giọng điệu của Cao Tử Hào trầm thấp, tràn đầy tự tin. Ông muốn chết. Nghe vậy, Hạ Lãm lập tức giận dữ, nhà họ Cao chỉ là gia tộc hạng nhất, vậy mà dám nói lời thế này trước mặt ông ta. Vương Nhất lại giơ tay ngăn ông ta lại. Sau đó nheo mắt nhìn xuống Cao Tử Hào, cười nói, ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không dám động vào ông. Ánh mắt anh nhìn Cao Tử Hào ngập tràn tò mò, gia chủ khác đều có dáng vẻ như ngày tận thế đến rồi, duy nhất chỉ có ông ta vẫn bình tĩnh, anh muốn biết ông ta dựa vào cái gì. Chỉ thấy Cao Tử Hào cười lạnh lùng, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên bảo Hạ gia chủ thả chúng tôi đi, như vậy tốt cho cậu, cho tôi, cho cả Hạ gia chủ. Nói nghe thử xem. Vương Nhất bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với ông ta, uống một ngụm rượu, chậm rãi lên tiếng. Cao Tử Hào không nói gì, chỉ cười lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Hạ Lãm. Mặc dù lúc trước ông ta quỳ xuống trước mặt Vương Nhất, nhưng đó là hành vi bản năng khi hoảng hốt lo sợ, chờ ông ta suy nghĩ kỹ càng rồi thì không còn sợ hãi như vậy nữa. Hạ gia chủ, ông là một trong số ít gia chủ hào môn của Giang Thành, chắc hẳn phải biết nhà họ Cao tôi, còn cả nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu đều là gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ. Ông ta nở nụ cười không lo ngại gì, chậm rãi nói ra. Vậy thì như thế nào? Hạ Lãm mặt không cảm xúc, hơi hiểu rõ rốt cuộc Cao Tử Hào lấy tự tin từ đâu ra rồi. Cao Tử Hào mỉm cười, giọng điệu lập tức trở nên ngông cuồng, nếu biết ba nhà Cao, Lăng, Tiêu tôi là gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ, vậy còn không mau thả chúng tôi ra, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Nghe thấy lời của Cao Tử Hào,
Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải sững sờ, sau đó cũng không còn sợ hãi nữa. Thành Trâm cũng bình tĩnh trở lại, lên tiếng. Hạ gia chủ, ngài là người biết chuyện, hẳn phải biết hai hào môn đấu đá sẽ tổn thất lớn dường nào, mà anh ta chỉ là một tên ở rể, vì một tên ở rể không tiếc đấu với nhà họ Hồ, rất không đáng giá. Hạ Lãm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Thấy vậy, ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải còn tưởng rằng ông ta đã kiêng dè rồi, thế là càng thêm bình tĩnh, ăn mấy miếng đồ ăn, nói, thả chúng tôi, sau đó chuẩn bị một bàn cơm ngon rượu ngon coi như bồi thường, việc này kết thúc ở đây. Có lẽ là thái độ của bọn họ chọc giận Hạ Lãm, ông ta cười khẩy một tiếng, có phải các ông hiểu sai một việc rồi hay không, nơi này là địa bàn của tôi mới là người quyết định sống chết của các ông có tư cách bàn điều kiện với tôi sao? Cái gì? Chúng tôi chính là gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ. Nhà họ Hồ, rất lợi hại sao? Ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải lại muốn lấy nhà họ Hồ ra, nhưng còn chưa nói hết lời đã bị một tiếng nói lạnh lùng cắt ngang. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy người nói chuyện chính là Vương Nhất đang cười khẩy kia, bất chợt cười ha ha. Ha ha, nhóc con này nói gì vậy, thật sự cho rằng mình quen biết Hạ gia chủ là có thể hoành hành ngang ngược ở Giang Thành. Tiêu Thế Hải chỉ vào Vương Nhất, cười đau cả bụng. Lý gia chủ, tôi đoán đồ vô dụng này ngay cả nhà họ Hồ là gì cũng không biết, bởi vậy mới dám ăn nói ngông cuồng như thế. Thành Trâm cũng cười lớn theo, từ sau khi nhớ ra nhà họ Cao, nhà họ Lăng, nhà họ Tiêu đều là gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ, cô ta đã khôi phục vẻ mặt trước đó. Một đám ngu xuẩn. Hạ Lãm lạnh lùng cười nói, đồng thời cũng vì ánh mắt nông cạn của những gia tộc phụ thuộc này mà cảm thấy thương xót. Gần đây Giang Thành xảy ra mấy chuyện lớn. Nhà họ Văn bị diệt, tập đoàn Cự Phong đổi chủ, Bất Dạ Hoàng Thành bị điều tra, nhà tổ của nhà họ Hồ bị phá, cùng với buổi đấu giá diễn ra ở Giang Thành vào ngày hôm qua, mà những chuyện này đều liên quan đến một người trẻ tuổi luôn khiêm tốn. Anh chính là Vương Nhất. Có điều, chỉ hào môn mới có thể tra ra được những tin tức này, còn bọn họ, ngay cả tư cách biết cũng không có. Ngài Vương, tôi lập tức gọi người phế bỏ ba người này. Hạ Lãm còn chưa nói hết lời đã bị Vương Nhất cười hả hả cắt ngang. Hạ gia chủ, đồ ăn đều nguội rồi, không lên món mới đón khách sao? Nghe thấy lời này, đầu tiên Hạ Lãm sững sờ, sau đó chợt mỉm cười, vâng, ngài Vương. Nói xong, thật sự dặn dò quản lý đi cho làm mấy món ăn ngon mang lên. Ông ta hiểu rõ ý của Vương Nhất, đây là muốn dẫn cả nhà họ Hồ ở đằng sau kia ra. Không một ai ở đây rõ ràng ân oán giữa Vương Nhất và nhà họ Hồ hơn Hạ Lãm ông ta, nếu như có thể nhờ vào đó mà chèn ép nhà họ Hồ, ông ta rất sẵn lòng. Nhưng trong mắt đám người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp thì hành vi này lại mang ý nghĩa khác. Vẫn rất biết điều, biết bảo Hạ gia chủ lên thêm rượu ngon món ngon cho chúng tôi. Cao Tử Hào cười khẩy nói ra. Thành Trâm ở bên cạnh cũng lấy lòng hùa theo, đó là đương nhiên, chắc chắn anh ta bị người sau lưng Cao gia chủ dọa sợ rồi. Vương Nhất cười nhạt, các ông hiểu nhầm rồi, những đồ ăn đó không phải cho các ông ăn, các ông chỉ có thể ăn những cơm thừa canh cặn này thôi. Cậu nói cái gì? Tôi thấy cậu đúng là chán sống rồi. Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải đùng đùng nổi giận. Không biết các ông có từng nghe nói chuyện này? Trên mặt Vương Nhất mang theo nụ cười trêu tức, có phải gần đây nhà họ Hồ, chủ của các ông đang bận rộn sửa sang nhà tổ hay không? Ba vị gia chủ nhìn nhau, sau đó nghi ngờ hỏi, sao cậu biết? Vương Nhất cười ha ha, tôi đương nhiên biết rồi, bởi vì nhà tổ của nhà họ Hồ chính là bị tôi phá. Cái gì? Vừa nghe thấy điều này, sắc mặt Cao Tử Hào thay đổi dữ dội. Tiêu Thế Hải lại lắc đầu, Cao gia chủ, ông đừng nghe cậu ta nói sằng nói bậy, nhóc con này ngoài nói láo thì còn biết cái gì chứ? Cũng đúng. Nghĩ đến huy chương Vương Thị trước đó, Cao Tử Hào và Lăng Thiên Hợp cũng đều gật đầu. Nhưng mà, Thành Trâm lại hiếm khi không trào phúng, trái lại ngẩn ra. Cô ta còn nhớ, trước đó Vương Nhất cũng nói lời tương tự, chỉ là mọi người vẫn luôn thờ ơ không quan tâm. Đúng hay không đúng, chẳng phải các ông gọi gia chủ nhà họ Hồ đến đây một chuyến là rõ ràng rồi sao? Vương Nhất cười giễu. Cao Tử Hào lộ rõ khinh thường, cậu có thân phận gì, gia chủ nhà họ Hồ đâu phải người cậu muốn gặp là có thể gặp. Bọn họ vừa định từ chối, Hạ Lãm lại chợt nói ra, tốt nhất các ông gọi lão già Hồ Cương kia đến, nếu không... Hôm nay các ông đừng hòng bước nửa bước ra khỏi cánh cửa này. Hạ gia chủ, ông. Sắc mặt Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải ngập tràn lửa giận,
nhưng kiêng kỵ thân phận của Hạ Lãm, vẫn gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện bọn họ bị Hạ Lãm giam giữ cho Hồ Cương. Láo xược, Hạ Lãm ông ta dựa vào cái gì dám diệt gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ tôi. Trong điện thoại, giọng điệu Hồ Cương căm giận đến cực điểm. Cúp điện thoại, Cao Tử Hào lạnh lùng nhìn về phía Vương Nhất, đợi đấy, gia chủ nhà họ Hồ sắp đến rồi, tôi xem đến lúc đó cậu giải thích thế nào. Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải và Thành Trâm cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, giống như không chờ nổi muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi của Vương Nhất. Nhưng mà, trên mặt Vương Nhất hoàn toàn không có biểu cảm sợ hãi kia, không chỉ không có, trái lại còn nở nụ cười trêu tức. Hạ Lãm biết rõ tất cả cũng không hề sợ hãi đứng bên cạnh Vương Nhất. Thật sự không có vấn đề gì sao? Chỉ có Lý Khinh Hồng, trên mặt vẫn đầy lo lắng. Vương Nhất mỉm cười vỗ vỗ bàn tay Lý Khinh Hồng, còn múc cho cô thêm một bát cảnh hải sản, đương nhiên không vấn đề gì, nào, uống canh đi. 10 phút sau, cửa lớn phòng bao bị đẩy ra đầy thô bạo. Một ông lão mặc đường trang màu đen dẫn một đám người hùng hùng hổ hổ đi vào. Thằng nhóc có mắt không tròng nào dám động đến người của nhà họ Hồ tôi. Vừa vào cửa, Hồ Cương đã nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ. Hồ gia chủ, mấy ngày không gặp, vẫn còn khỏe chứ? Vương Nhất ung dung đứng dậy, cười ha hả nói ra. Sắc mặt Hồ Cương bỗng nhiên thay đổi, Vương Nhất, là cậu. Sao cậu lại ở chỗ này? Bởi vì, tôi chính là thằng nhóc có mắt không tròng kia, đó. Kèm theo tiếng cười lạnh lùng, sắc mặt Vương Nhất dần trở nên lạnh giá. Giờ phút này, vẻ mặt mọi người trong phòng đều trở nên vô cùng đặc sắc. Chẳng qua vẻ mặt ba gia chủ lớn vừa rồi còn hưng phấn, lúc này đều đờ đẫn. Bọn họ tưởng người tới ở rể có thân phận thấp như Vương Nhất gặp được gia chủ nhà họ Hồ, chắc chắn sẽ nói năng lộn xộn. Nhưng hiện thực lại là gia chủ nhà họ Hồ sợ đến mức nói năng lộn xộn. Đúng vậy, bọn họ nhìn thấy được rõ ràng, trong chớp mắt khi Hồ Cương nhìn thấy Vương Nhất, đồng tử lập tức co lại thành một điểm, cả người còn run rẩy mạnh. Đây là biểu hiện của sự sợ hãi. Đường đường là gia chủ nhà họ Hồ, không ngờ sợ một người tới ở rể. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Hồ Cương lấy lại tinh thần, vẻ mặt thâm trầm nhìn Hạ Lãm hỏi. Sở dĩ ông ta không hỏi đám người Cao Tử Hào, bởi vì biết bọn họ chắc chắn sẽ bẻ cong sự thật. Nếu có thể, ông ta cũng không muốn chống lại nhà họ Hạ, còn là trong tình huống trước mắt này. Hạ Lãm ngoài cười nhưng trong không cười nói, gia chủ Hồ, một số gia tộc lệ thuộc của ông có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xúc phạm tới khách quý của tôi. Bây giờ tôi muốn tiêu diệt bọn họ. Ông không có ý kiến gì chứ? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hồ Cương lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cách xưng hô khách quý này làm ông ta vô cùng kinh ngạc. Giang Thành không có mấy người thanh niên có thể khiến cho Hạ Lãm gọi là khách quý còn đối đãi cẩn thận như vậy. Vương Nhất này dựa vào đâu mà trở thành khách quý của nhà họ Hạ? Thật ra, nếu nhà họ Hồ phái người tới tham dự buổi đấu giá hôm qua, vừa xem đã biết ngay đáp án của vấn đề này. Chỉ có điều, nhà họ Hồ đang bận sửa lại nhà tổ, căn bản không có thời gian. Nhưng trên mặt Hồ Cương nhanh chóng đầy sát khí, ông nói gì? Ông muốn tiêu diệt gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Hồ tôi, còn hỏi tôi có ý kiến không à? Thế nào, có vấn đề sao? Hạ Lãm cũng híp mắt lại. Hạ Lãm, ông đừng khinh người quá đáng. Nếu không phải đợt này nhà họ Hồ tôi đang bận chuyện nhà, sao có thể đến phiên nhà họ Hạ ông làm càn? Hồ Cương trợn trừng mắt, quát lớn. Giờ phút này, ông ta có khí thế ngập trời, cho dù già nua vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng sau khi Hồ Cương nói xong câu đó, ở đó lại vang lên một tiếng cười châm chọc. Bận chuyện nhà à, tôi thấy ông đang bận sửa lại nhà tổ đi. Nhà tổ nhà mình bị người ta phá cho không còn thừa lại một phòng. Nếu tôi là ông, tôi đã dẫn theo người nhà chạy khỏi Giang Thành ngay trong đêm, cả đời này sẽ không bước chân vào một bước rồi. Không thể không nói lời này đúng là khiến người ta đau lòng, còn nói cho mắt Hồ Cương đỏ ngầu, trên gương mặt đầy nếp nhăn, gân xanh nổi lên. Vương Nhất, cậu thật sự xem nhà họ Hồ tôi là trái hồng mềm sao? Ông ta tức giận quát một tiếng, giọng nói cũng đang run rẩy. Mà sau khi Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp và Tiêu Thế Hải nghe được Vương Nhất và Hồ Cương nói chuyện, đã run rẩy đến mức không nói được lời nào, gương mặt trắng bệch. Lúc trước, Vương Nhất nói anh phá nhà tổ nhà họ Hồ. Bọn họ chỉ xem là một chuyện cười, cười xong là cho qua. Nhưng từ phản ứng và giận vừa sợ của gia chủ nhà họ Hồ kia, chuyện này có 8-9 phần là thật rồi.
Vương Nhất đã thật sự phá nhà tổ nhà họ Hồ, đồng thời vẫn còn sống được lành lặn cho tới bây giờ. Về phần Thành Trâm, sau khi biết được sự thật này, cô ta còn sợ đến mức cả người mềm nhũn trên mặt đất, đồng tử giãn ra, không còn sắc máu. Cả chuyện này là do cô ta gây ra, bây giờ ngay cả nhà họ Hồ cuối cùng, Vương Nhất còn không coi ra gì, vậy anh sẽ xử lý cô ta thế nào? Sau khi cười lạnh, vẻ mặt Vương Nhất lại trở nên lãnh đạm, gia chủ Hồ, ông nói sai rồi. Không phải tôi xem nhà họ Hồ ông là trái hồng mềm, mà là nhà họ Hồ ông xem tôi là trái hồng mềm. Anh chỉ tay vào ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải, bọn họ không chỉ gây khó dễ cho vợ tôi, còn liên kết với con đàn bà đê tiện này hòng có ý xấu với vợ tôi. Tôi muốn tiêu diệt bọn họ, không quá đáng chứ? Hồ Cương lập tức cúi đầu nhìn ba người Cao Tử Hào, khóe mắt giật mạnh. Ông ta không ngờ gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ ông ta to gan như vậy, thậm chí còn dám ra tay với vợ của Vương Nhất. Nhưng ông ta vẫn đứng thẳng, không hề sợ hãi đối mặt với Vương Nhất, cho dù là vậy, sau này tôi chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc những gia tộc phụ thuộc, gia tộc nhà họ Hồ tôi còn chưa tới lượt cậu và nhà họ Hạ tới xử trí. Lời nói này vô cùng kiên cường, cho dù là Hạ Lãm cũng khẽ nhíu mày. Không chỉ là nhà họ Hồ, nhà họ Hạ ông ta và nhà họ Lục đều có gia tộc phụ thuộc của mình. Hạ Lãm cũng hiểu, ông ta muốn tiêu diệt gia tộc phụ thuộc nhà họ Hồ là hành vi vượt quá giới hạn, nhưng ông ta không có cách nào, đây là ý của Vương Nhất. Ông ta chỉ đành phải làm theo. Vì vậy, vẻ mặt ông ta lạnh lùng nói vậy, nhà họ Hồ ông không thả người. Cương quyết không thả. Thái độ của Hồ Cương rất rõ ràng, đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất lạnh lùng nói, tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tôi bảo ba người bọn họ dập đầu xin lỗi vợ cậu. Còn về người phụ nữ này, các người xử chết cũng không sao, chuyện này đến đây là dừng. Thứ hai, cá chết lưới rách, hôm nay cậu không dẫn theo nữ vệ sĩ lợi hại kia, cậu sẽ đối mặt với tinh anh nhà họ Hồ tôi thế nào? Lời này vừa nói ra, ba vị gia chủ Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải đều thở phào nhẹ nhõm. Thành Trâm hoảng loạn, ôm chặt chân của bọn họ, vừa khóc lại la ầm ĩ. Anh Hào, anh cứu tôi đi, chỉ có anh mới có thể cứu tôi. Gia chủ Lăng, anh cầu xin gia chủ Hồ cũng tha cho tôi một mạng đi. Anh Hải, tôi sai rồi, cầu xin anh cứu tôi đi, tôi không muốn chết đâu. Cô ta khóc như hoa lê trong mưa, tóc tai bù xù. Nhưng ba vị gia chủ vẫn không động lòng. Cút cho tôi. Cao Tử Hào đạp Thành Trâm bật ra, sau đó nghiêm nghị nói với Vương Nhất, ngài Vương, ba người chúng tôi nhận lỗi với ngài, mong ngài nể mặt nhà họ Hồ mà bỏ qua cho chúng tôi đi. Chồng. Thấy Thành Trâm nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, Lý Khinh Hồng đột nhiên hơi mềm lòng, kéo tay Vương Nhất. Vương Nhất cho cô một ánh mắt an tâm, sau đó lạnh lùng nói, việc nào ra việc ấy, nhà họ Hồ là cái thá gì, cũng xứng để tôi phải nể mặt sao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người Cao Tử Hào lập tức cứng đờ. Hồ Cương càng tức giận hơn. Vương Nhất, nếu cậu không biết điều như vậy thì đừng trách nhà họ Hồ tôi vô tình. Ông ta nói xong thì vỗ tay một cái. Giết cậu ta cho tôi, dẫn người phụ nữ đi. Ông ta vừa dứt lời, tinh anh nhà họ Hồ lập tức bao vây cả phòng VIP, ánh mắt lạnh lùng, dường như Vương Nhất ở trong mắt bọn họ đã là một người chết. Tôi xem ai trong các người dám. Vẻ mặt Hạ Lãm thâm trầm, trong mắt đầy sát ý, tôi thấy các người chán sống mới ra tay trên địa bàn nhà họ Hạ tôi. Ông ta vừa dứt lời, một đám đàn ông cường tráng mặc bộ vest từ trong khách sạn lao ra, giống như hổ đói rình mồi. Tình huống này thật sự dọa ba người Cao Tử Hào rồi. Đây chính là sự giằng co giữa các gia đình quyền quý sao. Trong mắt Vương Nhất đột nhiên lóe lên chút sát ý, nếu đã thế, nhà họ Hồ không cần thiết phải tồn tại nữa. Anh đang muốn đứng lên, tiến hành công tác thu dọn hiện trường, bên ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến những tiếng động lớn. Vương tộc đến. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đột nhiên có một chiếc Rolls Royce bản kéo dài màu đen dừng lại ở bên ngoài khách sạn. Biển số xe không ngờ là Kinh A00000, hiếm gặp. Bởi vậy có thể thấy được chiếc xe này đến từ Yên Kinh. Một người đàn ông cường tráng bước xuống xe trước, hộ tống một ông già tóc bạc trắng chậm rãi đi vào khách sạn. Ông già thoáng ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng như sắp đánh nhau trong khách sạn, sau đó chống gậy quý tộc, ung dung đi đến. Ông ta nhìn về phía Vương Nhất vái một cái thật sâu, cao giọng nói. Lão nô là Vương Minh quản gia của Vương thị Vương tộc ở Yến Đô, cung kính mời cậu chủ về. Giọng nói của ông già to, từng câu chữ rõ ràng, vang vọng ở trong phòng.
Cảnh tượng lúc trước còn căng thẳng như sắp đánh nhau, trong nháy mắt đã trở nên im ắng. Bất kể là nhà họ Hồ hay nhà họ Hạ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ông già tóc bạc đang đi nhanh tới, kinh ngạc đến mức không nói được ra lời. Ông cụ, ông nói ông, đến từ Vương Thị. Hạ Lãm ngây người một lát, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thái độ cũng vô cùng kính trọng. Hồ Cương vội vàng ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra. Mặc dù ông ta không nói gì, nhưng vẻ sửng sốt trên mặt đã nói rõ sự kinh ngạc và thấp thỏm của ông ta. Đúng vậy. Ông già không nói gì, người nói chính là người đàn ông mặc vest đi cùng tới đây. Anh ta cao 1m9, huyệt thái dương hơi nhô ra, khí thế mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được đây là một cao thủ. Ngay lập tức, không ai có mặt ở đây nghi ngờ thân phận của ông già nữa. Mà Lý Khinh Hồng nhìn thấy ông già này, vẻ mặt rõ ràng vô cùng chấn động. Còn ông già cũng phát hiện ra Lý Khinh Hồng, nhìn lại, khẽ khom người với Lý Khinh Hồng. Vương Nhất hơi nheo mắt, xem ra, quản gia Vương Thị này có quen biết với Lý Khinh Hồng. Về phần Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải và Thành Trâm đã bị dọa cho ngây người từ lâu. Chẳng ai ngờ được, Vương tộc Yến Đô đứng ở trên đỉnh cao của nước Hát sẽ đột nhiên xuất hiện. Đây chính là gia tộc trong truyền thuyết đấy. Điều càng làm cho mọi người chấn động hơn là nội dung ông già nói. Mời cậu chủ về. Ai là cậu chủ? Ai nấy đều không hẹn mà chuyển tầm mắt về phía Vương Nhất, vẻ mặt càng thêm chấn động. Lẽ nào, là anh à? Trên tay Vương Nhất có một huy hiệu thân phận Vương Thị Vương tộc Yến Đô, chỉ là bị bọn họ tưởng là hàng giả. Nhưng bây giờ, Vương Thị thật sự đã tới, vậy phải giải thích thế nào? Giờ phút này, trong lòng mọi người như có sóng lớn ngập trời. Hạ Lãm nhìn về phía Vương Nhất, vẻ mặt càng thêm kính nể, e sợ. Còn trong mắt Hồ Cương, Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp lại hoàn toàn kinh hãi. Nhưng Vương Nhất liếc nhìn ông già với sắc mặt vô cảm, không nói gì. Sau khi ông già nói xong câu đó, cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn mọi người. Đúng lúc này, vệ sĩ bên cạnh lạnh lùng nói, ai nấy đều ra ngoài đi. Chúng tôi có việc muốn nói chuyện với cậu chủ. Hạ Lãm không hề do dự vung tay lên, hô đám vệ sĩ phía dưới lui ra. Hồ Cương không dám ở lại nhưng không dám đi, chỉ dẫn đám người chờ ở đại sảnh của khách sạn. Sau khi Vương Thị đến, hai gia tộc lớn đã không đánh nữa. Đừng thấy Vương Thị chỉ dẫn theo một người, nhưng một người này tuyệt đối có thể dẫn đến tác dụng uy hiếp. Vương Nhất cũng muốn dẫn Lý Khinh Hồng ra ngoài theo nhưng Vương Minh gọi lại, cậu chủ, xin dừng bước. Vương Nhất thản nhiên liếc nhìn ông ta, các người nhận nhầm người rồi, tôi không phải là cậu chủ Vương Thị gì đó. Vương Minh hình như đã sớm đoán được kết cục như vậy, nhưng ông ta không tức giận, chỉ khẽ cười nói, cậu đấu giá được huy hiệu thân phận của Vương Thị tôi, đương nhiên là người của Vương Thị tôi. Lời này vừa nói ra, Vương Nhất lập tức im lặng. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thoáng thay đổi, nắm thật chặt tay của Vương Nhất. Cô vốn tưởng Vương Nhất là con cháu Vương Thị thật sự. Nhưng từ lời nói của ông quản gia có thể thấy, hình như bọn họ tới chỉ vì Vương Nhất đấu giá được huy hiệu kia. Vương Nhất cũng mỉm cười, tôi đấu giá được huy hiệu thân phận của Vương Thị các người thì chính là người của Vương Thị các người. Vậy có phải tôi mua cả Vương Thị các người thì chính là gia chủ của các người không? Hỗn xược. Vệ sĩ phía sau Vương Minh trợn trừng mắt, đang muốn bước tới, Vương Minh đã quát bảo anh ta dừng lại, đi xuống, ở đây không tới phiên cậu nói chuyện. Ông ta nói xong lại cười ha hả nói với Vương Nhất, tôi biết rất rõ, mục đích cậu đấu giá huy hiệu này là để trở thành một thành viên của Vương Thị tôi. Điều này cũng là không có gì đáng trách. Vương Minh nói đến đây thì cười ngạo nghễ, giọng điệu đầy vẻ cao ngạo, trước kia, gia tộc muốn tạo quan hệ với Vương tộc Yến Đô tôi giống như cá giết qua sông. Nhiều tới mức đếm không xuể. Bây giờ chúng tôi tới rồi, cậu cần gì phải giả vờ rụt rè nữa. Đây đâu phải là chuyện gì mất mặt. Vương Nhất nghe vậy, không khỏi bật cười, ông nói tôi giả vờ rụt rè à? Chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt Vương Minh thay đổi, nếu không phải cậu muốn trở thành một thành viên của Vương Thị tôi, vậy tại sao cậu dùng nhiều tiền đấu giá huy hiệu thân phận của chúng tôi? Không thể nói lý. Vương Nhất thấy buồn cười. Hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện với ông ta. Vợ, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, trong mắt Vương Minh hiện lên sự tức giận, bước tới một bước ngăn cản Vương Nhất, nếu cậu không muốn trở thành một thành viên của Vương Thị tôi, vậy hãy trả lại huy hiệu đi. Cậu không muốn nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn đấy. Lý Khinh Hồng lập tức nổi giận, quát lạnh, nó là do chồng tôi bỏ tiền ra mua, dựa vào đâu phải đưa cho các người. Vương Thị các người đừng được voi đòi tiên. Cô Lý,
đây là chuyện nội bộ của nhà họ Vương chúng tôi, Lý thị cô không cần quản nhiều. Ánh mắt Phương Minh nhìn về phía Lý Khinh Hồng không còn ôn hòa như trước nữa, nếu cô và cậu ta đã trở thành vợ chồng, vậy càng phải hiểu rõ tầm quan trọng của huy hiệu này đối với tương lai của các người. Có huy hiệu này, trong Lý thị sẽ không ai dám nói gì, không có huy hiệu này, tương lai các người chắc chắn sẽ bị chia rẽ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lý Khinh Hồng bất chợt biến đổi, không nhịn được nắm chặt cánh tay Vương Nhất, trở nên im lặng. Cho dù những lời này phần nào khiến Lý Khinh Hồng bị tổn thương, nhưng đây là sự thực không cần tranh cãi. Nếu sau lưng Vương Nhất có Vương Thị, anh và cô cũng xem như môn đăng hộ đối, không thể có người nào phản đối nữa. Vương Nhất vẫn trầm ngâm đột nhiên nhìn Vương Minh cười. Trong mắt đầy vẻ giễu cợt và thương hại. Theo anh thấy, Vương Thị của ông ta chiếm lấy một phương, phong vương phong hầu, không biết thế giới này rất lớn, vẫn có rất nhiều người có thể tiêu diệt Vương Thị nháy mắt. Vương Minh nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất, đột nhiên nổi nóng. Cậu cười cái gì? Ông ta chất vấn Vương Nhất. Tôi cười sự vô tri của ông, cười sự ngu xuẩn của ông. Vương Nhất nói mà không hề e sợ. Anh nhìn thấy gương mặt Vương Minh đầy vẻ tức giận thì nói, ông đừng vội tức giận, tôi nói với ông một câu chuyện cũ, ông nghe xong sẽ hiểu rõ. Lúc trước có một cái giếng, trong giếng ở một con ếch, nó ở trong cái giếng này rất lâu, cho đến gặp được một con chim hải đâu từ biển tới thì nói với nó, đây chính là nơi tôi sinh hoạt, không chỉ có không trung xanh thẳm, còn có nước sông trong lành. Bạn chắc chắn sẽ yêu nơi này. Hải Âu lại lắc đầu, nói với ếch, bạn từng gặp biển lớn chưa? Biển rất rộng rãi, không phải một nguồn chảy về, biển sâu đâu chỉ trăm triệu dặm. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lý Khinh Hồng nhìn về phía Vương Nhất nóng như lửa. Mà vẻ mặt của Vương Minh và người đàn ông cường tráng kia lại sa sầm xuống. Cậu dám giễu cợt Vương Thị ở Yến Đô tôi là ếch ngồi đáy giếng. Giọng điệu Vương Minh đầy ác ý. Chẳng lẽ không đúng sao? Giờ phút này, khí thế trên người Vương Nhất phát ra giống như một ngọn núi lửa phun trào vậy. Ông xem Vương Thị Yến Đô như thần linh mà không biết, thần linh của ông chỉ là một đám cặn bã trong mắt tôi. Vương Nhất nói xong câu đó, dắt tay Lý Khinh Hồng ra khỏi phòng VIP. Vương Minh nhìn theo Vương Nhất nắm Lý Khinh Hồng rời đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Người đàn ông cường tráng phía sau đột nhiên nhìn về phía Vương Minh, quản gia, có cần tôi cướp huy hiệu trong tay thằng nhóc kia về không? Trong lòng Vương Minh lập tức dâng lên kích động này, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu, vẫn không cần. Gia tộc bảo chúng ta đi tìm một người trong gia tộc thất lạc ở Thiên An, xem ra không phải cậu ta. Vương Minh nói đến đây thì khẽ thở dài, trên gương mặt già nua đầy vẻ bất lực. Sắc mặt vệ sĩ vẫn lạnh lùng, nhưng thằng nhóc kia mua huy hiệu của Vương Thị chúng ta lại không muốn quy thuận Vương Thị chúng ta, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao? Đương nhiên không phải rồi. Vương Minh nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ thâm trầm, nếu cậu ta có thể bỏ 4.500 tỷ mua huy hiệu Vương Thị chúng ta, còn cưới cô cả Lý Thị làm vợ, chứng tỏ cậu ta không phải là người bình thường, phải xem tình hình thế nào đã. Cứ báo tin tức về thằng nhóc này cho cậu chủ biết, nói không chừng thằng nhóc kia sẽ biến thành, kỳ binh, phá được cục diện bế tắc. Ông ta nói xong, dẫn theo vệ sĩ ra khỏi phòng VIP. Bên ngoài, Hạ Lãm và Hồ Cương đều chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm, thấy bọn họ một trước một sau đi ra thì nhất thời sửng sốt. Từ vẻ mặt của Vương Nhất và ông quản gia có thể thấy, cuộc nói chuyện giữa bọn họ hình như không quá vui vẻ. Ngài Vương, lẽ nào ngài không đồng ý với thỉnh cầu của ngài đây à? Hạ Lãm không nhịn được hỏi. Vẻ mặt Vương Nhất lãnh đạm, ông ta nhận nhầm người, tôi không phải là cậu chủ mà ông ta muốn tìm. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hạ Lãm lập tức thay đổi, trong mắt có vẻ thất vọng. Ông ta vốn còn hy vọng Vương Nhất trở thành cậu chủ của Vương Thị, nhà họ Hạ ông ta sẽ tiện gà chó lên trời theo. Không ngờ là nhận nhầm người. Hồ Cương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, ông ta thật sự sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu Vương Nhất đúng là cậu chủ của Vương Thị, vậy ông ta thật sự không tiện ra tay. Trong phút chốc, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên thâm độc, thằng nhóc, nếu cậu không phải là cậu chủ của Vương Thị, cũng dám lớn lối với tôi như vậy sao? Thành Trâm cũng nhảy ra, chỉ vào Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nói, gia chủ Hồ, tôi đã nói rồi, anh ta làm sao có thể là cậu chủ của gia tộc lớn được? Tôi biết rất rõ bối cảnh của anh ta chỉ là một tên bám váy dựa vào vợ để lên chức thôi. Một kẻ vô dụng không có bối cảnh như vậy lại phá hủy nhà tổ của nhà ngài, nếu chuyện này truyền ra, sau này nhà họ Hồ ngài làm sao còn có thể đứng vững ở Giang Thành nữa.
Lời nói của Thành Trâm vô cùng sắc bén, vẻ mặt oán độc, quyết tâm phải giết chết Vương Nhất. Lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn bình thản lại lập tức trở nên lạnh lùng. Nhưng người khiến bầu không khí trở thành như vậy không phải là Thành Trâm, mà là Vương Minh. Ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn lướt qua mọi người, đặc biệt là ở trên người Hồ Cương, còn dừng lại một lúc lâu, giọng điệu lạnh lùng. Mặc dù cậu ta không phải là cậu chủ của Vương thị tôi, nhưng trong tay cậu ta có huy hiệu của Vương thị tôi, đây là sự thực không cần tranh cãi. Sát ý trong mắt Hồ Cương lập tức biến mất, thay vào đó là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà ông ta không nghe tin vào lời gièm pha của Thành Trâm, ra tay với Vương Nhất, bằng không sẽ lớn chuyện. Hy vọng các người tự lo cho mình. Vương Minh bỏ lại câu này, liếc nhìn Vương Nhất rồi đi nhanh ra khỏi đây. Vương Nhất nhìn theo chiếc xe mang biển Yên Kinh kia rời đi, vẻ mặt lãnh đạm. Chẳng biết tại sao, anh luôn cảm thấy Vương Thị có mục đích khác. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng cũng lo lắng. Bây giờ, 1/3 trong 9 vương tộc lớn ở Yến Đô đã xuất hiện, đồng thời mỗi nhà đều có thù lớn hoặc thù nhỏ với Vương Nhất. Sau này, cô và Vương Nhất sẽ càng thêm khó khăn. Vương Minh vừa đi, áp lực trên người Hồ Cương lúc này mới tản đi. Ông ta xoay người, nhìn ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hà, Tiêu Thế Hải với ánh mắt hung ác, cô ta là người phụ nữ của các người. Ba vị gia chủ làm sao dám nhận, lập tức sợ tới mức mặt trắng bệch, không phải, không phải, cô chính là một con đê tiện thôi. Vậy còn không cho cô ta biết tay, cô ta lại dám ra lệnh cho tôi. Trong lời lẽ của Hồ Cương có thêm phần tức giận. Đến bây giờ, trong lòng ông ta vẫn còn sợ hãi. Vâng, vâng. Ba người Cao Tử Hào lập tức trợn mắt nhìn Thành Trâm. Vào lúc bọn họ muốn ra tay, Hạ Lãm bỗng lên tiếng, gia chủ Hồ, ông muốn tránh nặng tìm nhẹ. Ông có ý gì? Hồ Cương lập tức nhíu mày. Hạ Lãm cười lạnh, ngài Vương chỉ mặt đọc tên, muốn tiêu diệt ba nhà này, ông lại chỉ lấy một người phụ nữ bé nhỏ không đáng kể ra khai đao, đây không phải tránh nặng tìm nhẹ thì là gì? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hồ Cương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ông ta thật sự nghĩ vậy, nhân lúc tình hình hỗn loạn để đục nước béo cò, đẩy Thành Trâm ra ngoài mà tha cho ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải. Không ngờ vẫn bị Hạ Lãm nhìn thấu. Nhưng ông ta vẫn tức giận nói, ba nhà Cao, Lăng, Tiêu đều là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Hồ tôi, hàng năm cống hiến cho nhà họ Hồ tôi. Nếu tôi vứt bỏ bọn họ, sau này còn ai dám thần phục với nhà họ Hồ nữa? Đó là chuyện của nhà họ Hồ các ông, không liên quan gì đến nhà họ Hạ tôi. Hạ Lãm lạnh lùng nói, trên tay ngài Vương có huy hiệu Vương Thị, nhà họ Hồ ông dám không tuân theo. Bịch! Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp, Tiêu Thế Hải đột nhiên tái nhợt, tất cả đều quỳ ở trước mặt Hồ Cương. Gia chủ Hồ, ngài không thể vứt bỏ chúng tôi. Sau này, nhà họ Lăng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài nhất định phải bảo vệ chúng tôi đấy. Gia chủ Hồ! Ánh mắt Hồ Cương thâm thúy, nhìn chằm chằm vào sắc mặt bình tĩnh của Vương Nhất cách đó không xa. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông ta cuối cùng khẽ thở dài. Không phải tôi không muốn cứu các người, mà thật sự có lòng nhưng không có sức. Chẳng qua các người yên tâm, nếu gia tộc của các người bị diệt vong, tôi sẽ ra sức bảo vệ người thân của các người, huyết mạch sẽ không dừng. Hồ Cương nói xong những lời này thì phất tay, dẫn theo đám người rời đi. Gia chủ Hồ! Gia chủ Hồ, đừng mà! Gương mặt ba người Cao Tử Hào, Lăng Thiên Hợp lập tức trắng bệch. Hạ Lãm cũng vung tay lên, bắt lại cho tôi. Một đám người lập tức xông lên, kéo ba người Cao Tử Hào xuống. Mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ truyền đến. Thành Trâm sợ đến run người, cô ta đột nhiên dùng cả tay lẫn chân bò đến trước mặt Lý Khinh Hồng, liên tục xin tha. Lý Tổng, cô tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Trên mặt tái nhợt của cô ta đầy nước mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Khinh Hồng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này thì hơi mềm lòng. Vương Nhất lại kéo Lý Khinh Hồng ra phía sau, lạnh lùng nói, tự làm bậy, không thể sống, bây giờ biết sai thì muộn rồi. Hạ Lãm cũng lạnh lùng nhìn, mọi chuyện đều do người phụ nữ này bày ra, bây giờ sự việc bại lộ lại cầu xin Lý Khinh Hồng tha cho cô ta. Cô ta nhìn về phía Vương Nhất, Vương Tổng, tôi biết trước đây tôi rất hận vợ anh. Nhưng bây giờ tôi thật sự không dám nữa rồi. Mong anh thương xót, cho tôi thêm một cơ hội đi. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng do dự, kéo áo của Vương Nhất nói, nếu không, chúng ta bỏ qua cho cô ta đi. Dù sao cô ta cũng không dám nữa.
Vương Nhất im lặng hồi lâu, biết tính tình của Lý Khinh Hồng, chỉ đành phải gật đầu, được rồi. Đây là lần cuối cùng tôi tha cho cô, sau này, cô không được phép xuất hiện ở trước mặt vợ tôi nữa. Anh lạnh lùng quát. Thành Trâm liên tục gật đầu, cảm ơn Vương Tổng, cảm ơn Vương Tổng. Cô ta nói xong thì bò ra khỏi đó. Lúc này, Hạ Lãm đi tới, vừa cười vừa nói, Ngài Vương, cô Lý, tôi hiểu rõ mục đích các người tới Giang Thành. Các người yên tâm, tôi đã bật đèn xanh cho dự án xây dựng đô thị, người của Cục Xây dựng Giang Thành có hỏi tới, cứ nói tên Hạ Lãm tôi là được. Lý Khinh Hồng gật đầu nói cảm ơn gia chủ Hạ. Hạ Lãm vội vàng giữ lại, Ngài Vương, cô Lý, hai người khó khăn lắm mới tới Giang Thành một chuyến, sao các người không ngủ lại đây một đêm, để tôi chiêu đãi các người thật tốt. Lý Khinh Hồng khẽ lắc đầu, cảm ơn lòng tốt của gia chủ Hạ. Chẳng qua dự án đã hoàn thành, chúng tôi cũng nên quay về Thiên An. Vương Nhất cũng mỉm cười, tôi nghe theo vợ của tôi. Hạ Lãm nghe vậy, không thể làm gì khác hơn, nếu đã thế, tôi tiễn ngài. Sau này tôi có thời gian, chắc chắn sẽ tới Thiên An thăm ngài Vương. Được. Vương Nhất lại dặn Hạ Lãm chiếu cố Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm ở lại làm việc tại Giang Thành nhiều hơn, sau đó cùng Lý Khinh Hồng quay về Thiên An. Nhưng vừa đến Thiên An, Vương Nhất còn chưa kịp uống hớp nước, đã nhận được điện thoại của Đồng Yên Nhiên. Ngài Vương, Đồng Kiệt chết rồi. Giọng điệu Đồng Yên Nhiên có phần luống cuống và hoang mang. Mắt Vương Nhất lập tức híp lại, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Đồng Kiệt lại chết đột ngột như vậy? Anh hiểu rõ năng lực của Đồng Yên Nhiên, có thể khiến cho cô ta cảm thấy bó tay không làm gì được, chứng tỏ cục diện nhà họ Đồng đã phức tạp được mức rơi vào tình trạng bế tắc. Bây giờ tôi đang ở nhà họ Diệp, không tiện nói tỉ mỉ. Anh có thể qua đây một chuyến. Trong mắt Đồng Yên Nhiên có vẻ cầu xin. Được. Vương Nhất không hề do dự, cúp máy rồi chuẩn bị ra ngoài. Anh có việc à? Phía sau truyền đến tiếng hỏi thăm của Lý Khinh Hồng. Trong mắt Vương Nhất có vẻ áy náy, nhà họ Đồng xảy ra chuyện, một người bạn của tôi gặp chút phiền phức. Không chờ Vương Nhất nói xong, Lý Khinh Hồng đã khẽ gật đầu, cũng cầm áo khoác tới cho Vương Nhất mặc vào, anh đi, trên đường cẩn thận. Cảm ơn. Trong mắt Vương Nhất đầy cảm động, một hành động nhỏ như thế lại khiến trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh biết Lý Khinh Hồng là một người vợ tốt, còn là một người mẹ tốt. Nhà họ Diệp không chỉ đối lập với nhà họ Đồng, ngay cả vị trí cũng một bên ở trên thành, một bên ở dưới thành. Vương Nhất nhanh chóng đi tới trong khu vực dưới thành, đến một biệt thự đứng tên nhà họ Diệp. Chào ngài Vương. Vương Nhất đi nhanh vào trong, nhóm người của hai bên đều lập tức chào hỏi. Diệp Kình Hiên gia chủ nhà họ Diệp đã ra lệnh sắt, mọi người trong nhà họ Diệp đều phải thần phục Vương Nhất. Vương Nhất thản nhiên khẽ gật đầu, được một đường chủ dẫn đường, đi tới một gian phòng khách. Đồng Yên Nhiên và Diệp Kình Hiên đều ngồi ở trong đó. Vương Nhất vừa vào cửa, đã nhìn thấy gương mặt hơi tiều tụy và quầng mắt thâm đen của Đồng Yên Nhiên. Diệp Kình Hiên lập tức đứng lên, ngài Vương, Đồng Kiệt bị ám sát rồi. Ám sát? Ánh mắt Vương Nhất chợt nghiêm lại. Nếu Đồng Kiệt chết bình thường, sẽ không gây ra sóng gió lớn như vậy. Nhưng vấn đề là Đồng Kiệt bị người ta giết, cả sự kiện lại khó có thể phân biệt được. Có manh mối là ai làm không? Vương Nhất lại hỏi tiếp. Theo anh thấy, ai cũng có thể là hung thủ, thậm chí có thể là thành viên trong nhà họ Đồng. Đồng Yên Nhiên lắc đầu, mấy giờ trước, ông ấy còn đang ăn cơm cùng mấy bạn lâu năm, đột nhiên có mấy người xông vào, liên tiếp đâm mấy người thương, một dao trong đó đâm trúng bụng của Đồng Kiệt. Sau khi bệnh viện cấp cứu, đã tuyên bố cấp cứu vô hiệu nên chết. Hung thủ thì sao? Chết rồi. Diệp Kình Hiên thở dài, hai sát thủ bị giết chết ngay, nhưng thi thể bị đồng bọn đưa đi, những người khác trúng đạn tự sát. Chờ tới lúc người nhà họ Đồng chạy đến, gương mặt của bọn họ đều bị phá hủy, không có cách nào xác nhận được thân phận. Vương Nhất nghe đến đó, mắt hơi nheo lại, xem ra, đây là một cuộc mưu sát đã được lên kế hoạch cẩn thận. Không chỉ làm sạch sẽ, thậm chí còn không để lại manh mối. Lễ tang sẽ được tiến hành vào ngày mai. Đồng Yên Nhiên nói tiếp, nói xong, mắt đã đỏ hoe, không khỏi nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất, tôi quá mệt mỏi rồi, anh có thể ôm tôi một cái không? Vương Nhất theo bản năng định từ chối, nhưng nhìn hai mắt cô ta đỏ hoe, cuối cùng không từ chối nữa, mặc cho Đồng Yên Nhiên ôm mình. Lần này, Đồng Yên Nhiên không tái máy chân tay, chỉ là cái ôm rất thuần túy. Vai hơi run rẩy, rất lâu lại nghe có tiếng khóc của Đồng Yên Nhiên truyền đến. Đồng Yên Nhiên bất giác đã dựa vào Vương Nhất ngủ thiếp đi. Cô ta còn ngủ rất say,
cũng rất bình thản. Có lẽ đây chính là cảm giác an toàn mà phụ nữ thường nói tới. Vương Nhất và Diệp Kình Hiên nhìn nhau, đều than khẽ một tiếng. Bất kể Đồng Yên Nhiên ghét Đồng Kiệt thế nào, tóm lại ông ta vẫn là ba ruột của cô ta, ở trước mặt sinh tử, tất cả thù hận đều tan thành mây khói. Diệp Kình Hiên sai người đưa Đồng Yên Nhiên vào trong phòng, sau đó tiếp tục thương lượng với Vương Nhất về chuyện này. Đồng Kiệt xảy ra chuyện, nhà họ Diệp ông đứng mũi chịu sào, sẽ bị liệt vào hung thủ hàng đầu. Vương Nhất nhìn Diệp Kình Hiên nói. Vẻ mặt Diệp Kình Hiên thật ra vẫn thản nhiên, cây to đón gió, nhưng họ Diệp tôi đi ngay ngồi thẳng, không sợ bị suy đoán. Vương Nhất liếc nhìn ông ta với vẻ thỏa mãn. Diệp Kình Hiên thích võ thuật, phần lớn những người thích võ thuật đều quang minh lỗi lạc, không làm những chuyện tùy tiện. Đồng Kiệt chết rồi, trong mấy ngày sắp tới, nhà họ Đồng chắc chắn sẽ rất loạn. Nếu có chuyện gì, phải lập tức thông báo với tôi. Vương Nhất hiểu rõ chân tướng về cái chết của Đồng Kiệt xong, đang tính rời đi. Mặt khác, ông nói với cô Đồng, tôi sẽ cùng cô ta tham dự buổi lễ tang ngày mai. Cảm ơn ngài Vương. Diệp Kình Hiên vội nói, nếu đã thế, nhà họ Diệp tôi cũng đi qua thắp hương. Lễ tang ngày mai, Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên tất nhiên sẽ bị xa lánh, nhà họ Diệp ông ta qua vừa lúc trợ giúp. Vương Nhất mỉm cười, cũng không nói ra mà rời khỏi nhà họ Diệp luôn. Nhưng một chiếc xe Audi màu đen đỗ ở đầu đường cách đó không xa lại chậm rãi rời đi. Cô chủ, mồi câu đã đặt xong. Cùng lúc đó, tòa nhà Kim Thị. Sắc mặt Kim Thúy như vô cảm để điện thoại xuống, sau đó đứng dậy, ngắm nhìn chợ đêm tuyệt đẹp ở Thiên An. Ánh đèn của mọi nhà, đèn neon đủ mọi màu sắc vẫn không thể nâng cao được hứng thú của cô ta. Ngược lại, ánh mắt cô ta càng thêm đau thương. Thúy Như, cô Kim. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai người đàn ông đi tới. Nếu Vương Nhất ở đây, chắc chắn sẽ nhận được một người trong đó. Nhan Dịch Phi của nhà họ Nhan. Mà Vương Nhất không biết người còn lại nhưng chắc chắn biết được thân phận của anh ta. Trên người anh ta đang đeo một cái huy hiệu vàng rực, không khác với cái huy hiệu thân phận Vương Thị mà Vương Nhất mua được trong buổi đấu giá. Kim Thúy Như xoay người lại, thản nhiên liếc nhìn hai người đàn ông, cũng không để ý lắm. Nhan Dịch Phi không quan tâm, cười nói, cô Kim, quân cờ đã được bố trí xong chưa? Kim Thúy Như vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Không hổ danh là nữ gia cát. Yêu nữ nhà họ Kim, Dịch Phi bội phục. Nhan Dịch Phi lập tức cười lớn, khẽ phe phẩy cái quạt giấy, nhìn về phía người đàn ông từ Vương Thị tới, chúc mừng Lệ Chi sắp cưới được cô Kim. Trên mặt Vương Lệ Chi cũng hiện ra nụ cười thản nhiên. Người phụ nữ có thể được Vương Thị tôi nhìn chúng, đương nhiên sẽ không tệ. Vương Lệ Chi nói đến đây lại nhìn về phía Nhan Dịch Phi, chẳng qua tôi muốn nói, gia đình quyền quý ở Thiên An các người chẳng qua cũng chỉ có vậy. Ngay cả một đứa trẻ bị gia tộc vứt bỏ, các người cũng muốn bảo Thúy Như ra tay. Trong mắt Nhan Dịch Phi hiện lên ánh sáng sắc bén, nhưng không tức giận, vẫn cười ha hả nói, anh Vương, bất cứ việc gì cũng không thể nói quá chắc chắn được. Anh tự mình lĩnh giáo người kia, sẽ biết anh ta kỳ lạ thế nào. Sao hả, anh Vương có hứng thú gia nhập không? Đối với chúng tôi, càng nhiều người càng tốt cho mục đích phá hủy người phụ nữ phía sau anh ta của chúng tôi. Nhan Dịch Phi cười cởi mở. Đưa ra lời mời. Vương Lệ Chi khẽ cười, đang muốn từ chối thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Là ông quản gia Vương Thị gọi tới. Vương Lệ Chi nghe xong nội dung báo cáo của Vương Minh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Anh ta nói như vậy thật à? Đúng vậy, cậu ta từ chối lời mời của Vương Thị chúng ta, còn xem như bùn đất. Láo xược. Vương Lệ Chi hét lớn một tiếng rồi cúp máy, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười có phần ẩn ý sâu xa. Dù sao còn chưa tìm được Viên, Minh Châu, thất lạc trên thế gian kia, tôi cũng muốn ở lại Thiên An mấy ngày, chơi cùng với các người. Nhan Dịch Phi mừng rỡ, có Lệ Chi gia nhập, chắc chắn sẽ vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã. Các người đã xong chưa? Kim Thúy Như vẫn không nói gì, bỗng lên tiếng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Đại khái bố cục đã xong, còn có vài chi tiết cần đi xác nhận lại thôi. Các người rời đi trước đi. Giọng điệu Kim Thúy Như đột nhiên hơi phiền não. Nhan Dịch Phi và Vương Lệ Chi nhìn nhau, không giận Kim Thúy Như, rời khỏi đây. Bọn họ vừa đi, vẻ tức giận trên mặt Kim Thúy Như đã biến thành mây khói. Cô ta đứng một mình ở trước cửa sổ sát đất rất lớn, giọng điệu yếu ớt. Vương Nhất, anh đừng trách tôi. Đứng vững, giữ thẳng lưng. Ba, được chưa vậy? Con mệt quá rồi. Cứ duy trì như vậy nửa giờ không nhúc nhích.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, đã vang lên giọng nói của hai cha con từ trong sân nhỏ của ngôi biệt thự. Vương Tử Lam nắm chặt hai tay, đứng trung bình tấn, mặt đầy mồ hôi. Vương Nhất đứng trước mặt cô bé, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm xem cô bé có tập trung hay không. Mới sáng sớm mà làm cái gì vậy? Nghe thấy động tĩnh, Lý Khinh Hồng nhanh chóng từ trong nhà chạy ra. Khi nhìn thấy Vương Tử Lam đang đứng trung bình tấn, cô ta đau lòng không thôi, quay đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất, Tiểu Lam còn nhỏ mà anh bảo nó làm vậy à? Thế nhưng Vương Nhất với vẻ mặt nghiêm túc nói, đã quyết định tập võ, thì phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, trước tiên đó chính là đứng trung bình tấn. Nói xong, anh cũng không quan tâm Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh, tiếp tục kêu Vương Tử Lam luyện tập. Cô bé không ngừng kêu khổ, nhưng vẫn nhất quyết nghiến răng chịu đựng. Đủ rồi, đừng luyện nữa. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng đầy đau lòng, mặc dù đồng ý cho con gái tập võ nhưng cô ta lại khá mâu thuẫn khi nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất dạy Vương Tử Lam tập võ. Cô bế Vương Tử Lam lên, bảo vệ phía sau, Tiểu Lam mới 5 tuổi, bây giờ đã bắt con bé tập võ có phải là quá sớm không? Vương Nhất vốn luôn chiều theo ý của Lý Khinh Hồng, nhưng trong chuyện này cũng không nhượng bộ chút nào, nếu luyện vậy còn không chịu nổi thì muốn tập võ thế nào? Vương Tử Lam cũng nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ, con làm được. Lý Khinh Hồng đột nhiên hối hận vì đã đồng ý cho con gái tập võ, con gái cô ta mới 5 tuổi mà đã chịu khổ vậy rồi. Lúc này, bản tính mềm yếu của người mẹ đã lộ rõ. Tuy nhiên, điều cô ta không ngờ tới là Vương Nhất không chỉ huấn luyện con gái mà còn muốn đánh chủ ý lên người cô ta. Khinh Hồng, em cũng tới luyện cùng đi. Cái gì, em cũng cần luyện sao? Lý Khinh Hồng lập tức trợn to hai mắt, không tin nhìn Vương Nhất. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất, tuy em sắp 30 tuổi rồi, cấu tạo xương khó thay đổi, có luyện tập cũng vô ích, nhưng để tăng cường thể lực thì lại rất tốt, vẫn có thể phòng ngự. Đây là ý tốt của Vương Nhất, nhưng lại vô tình chạm vào cấm địa mà phụ nữ nào cũng không muốn đối mặt, tuổi tác. Lý Khinh Hồng lập tức tức giận, Vương Nhất, cái tên thằng nam này. Tuy trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Nhất lôi kéo làm tráng sĩ. Đứng trung bình tấn cả tiếng đồng hồ. Cô ta mệt không thở nổi. Vương Nhất nhìn cô ta lắc đầu, không được, thể chất quá kém. Từ ngày mai, em luyện tập cùng Tiểu Lam đi. Sau khi cùng nhau đưa Vương Tử Lam đến nhà trẻ, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng đến tòa nhà quốc tế. Vừa bước vào văn phòng, Lý Mộng Đình trong trang phục chuyên nghiệp đang đứng đợi, trên tay cầm một tập tài liệu. Đây là tài liệu tôi đã sắp xếp, mời ngài xem qua. Được. Vương Nhất rất hài lòng với hiệu quả làm việc của Lý Mộng Đình. Sau khi gạch bỏ vài cái tên, anh giao lại cho cô ta, những người có tiền án này đều đuổi ra hết cho tôi. Lý Mộng Đình kinh ngạc, nhưng sau đó cô ta hiểu ý định của Vương Nhất. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người, đây là muốn dẹp hết những kẻ không phục mình. Vâng, Lý Khinh Hồng cầm tài liệu và chuẩn bị rời đi. Vương Nhất ở phía sau kêu cô ta lại, Mộng Đình, chờ một chút, cô vì sao muốn nhảy từ công ty ẩn long qua lệ tinh? Tôi. Lý Mộng Đình suýt chút nữa đã nói rằng cô ta muốn gần anh hơn, nhưng khi lời nói vừa đến bên môi, cô ta đã nuốt trở lại, tôi muốn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm làm việc. Ừ, Vương Nhất gật đầu, cách nhanh nhất để tích lũy kinh nghiệm là tiếp xúc với các dự án. Gần đây công ty có một phó tổng muốn từ chức, cô có hứng thú đảm đương không? Phó tổng từ chức? Vừa nói ra, Lý Khinh Hồng đã mở to mắt không thể tin được. Tin tức quá đột ngột, cô ta không kịp chuẩn bị. Đúng vậy, vì một số việc riêng. Vương Nhất nheo mắt nói. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc, cô ta không còn là cô gái nhỏ vui mừng khi nghe được thăng chức nữa, cô ta lắc đầu. Vương Tổng, tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi vừa vào công ty không lâu, đã trở thành chủ quản của Bộ Thương mại, nếu tôi lại được thăng chức, những nhân viên khác có thể có ý kiến. Tôi sẽ đi lên từng bước một, nếu tôi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty, thì đến lúc đó tôi sẽ không từ chối. Nói xong, cô ta hơi cúi đầu và bước ra khỏi văn phòng. Vương Nhất thở dài, Lý Khinh Hồng muốn anh xác định ứng cử viên phó tổng mới, điều này thực sự là làm khó anh. Bên kia, Lý Mộng Đình trở lại vị trí của mình, trong lòng có chút thất vọng, cô ta cho rằng Vương Nhất vẫn nhớ tới quan hệ với cô ta trước đây nên mới nói như vậy. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên, ID người gọi là một dãy số không xác định. Alo, cô là... Cô Lý Mộng Đình phải không? Giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên qua điện thoại. Nghe giọng nói này,
Lý Mộng Đình đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, như thể cô ta đã nghe thấy ở đâu đó. Đột nhiên, tim cô ta hẫng một nhịp, cô ta không khỏi thốt lên, Kim Thúy Như. Vừa nói xong mới nhận ra mình quá lớn tiếng, cô ta vội vàng cầm điện thoại đi đến một góc không có ai, cô tìm tôi làm gì? Không có chuyện gì, tôi chỉ là biết được phiền toái của cô. Giọng điệu Kim Thúy Như vẫn đều đều, cô đang lo lắng cho chuyện lớn của đời mình, bởi vì cô thích Vương Nhất, đúng không? Cô đang nói nhảm nhí cái gì đó. Lý Mộng Đình ngay lập tức tức giận, nhưng có Chúa mới biết biểu tình của cô ta mất tự nhiên như thế nào. Kim Thúy Như cười nhẹ, cô có thể lừa dối chính mình, nhưng cô không thể lừa dối tôi. Nếu một ngày Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ly hôn, cô sẽ nỗ lực theo đuổi hạnh phúc của chính mình chứ? Cô muốn làm gì? Sau khi nghe Kim Thúy Như nói vậy, tim Lý Mộng Đình đập mạnh. Cô đừng lo lắng như vậy, cô chỉ cần biết rằng họ sẽ ly hôn. Kim Thúy Như nói tiếp, nhưng đổi lại, tôi cũng muốn nhờ cô giúp tôi một việc nhỏ, cô chỉ cần. Cô ta nói gì đó rồi cúp điện thoại. Đặt điện thoại xuống, Lý Mộng Đình mở to mắt. Vương Nhất không biết chuyện Kim Thúy Như gọi điện cho Lý Mộng Đình, sau khi tan sở, anh vội vàng chạy đến nhà họ Đồng. Đồng Yên Nhiên đã đợi sẵn. Cả hai cùng nhau bước vào nhà họ Đồng. Giờ phút này, nhà họ Đồng u ám ảm đạm, nhìn vào trong phòng khách đã thấy đầy người. Đồng Thiên Tường, Sử Kiến và những người con riêng khác đang ngồi trên ghế sofa, ngoài ra còn có một số cán bộ của nhà họ Đồng đang canh giữ bên trong, không giận mà uy. Nhìn thấy Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên, vẻ mặt của Đồng Thiên Tường hơi thay đổi, anh ta cố ý nhìn sang chỗ khác, nhưng Sử Kiến đột ngột đứng lên, chỉ vào Đồng Yên Nhiên và gầm lên. Đồ lẳng lơ, cô còn đến nhà họ Đồng làm gì? Đồng Yên Nhiên trước đó đang chìm đắm trong bi thương, nhưng Sử Kiến lại gây khó xử cho cô ta, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy. Đây là nhà của tôi không về đây thì về đâu? Còn nữa, anh mắng ai là đồ lẳng lơ? Chẳng lẽ không phải sao? Sử Kiến vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra trong buổi đấu giá Giang Thành vài ngày trước, đột nhiên chỉ vào Đồng Yên Nhiên và nói với mấy người con riêng, anh họ, em họ. Chắc mọi người còn chưa biết, đây là đứa con gái mà cha yêu thương nhất, thế mà cô ta lại làm tiểu tam, còn tìm một đứa ở rể vô năng, thật là xấu hổ cho nhà họ Đồng ta. Lời vừa nói ra, một cỗ sát ý mạnh mẽ bộc phát trong mắt Vương Nhất. Trong núi không có hổ, khỉ coi mình là vua. Đồng Kiệt vừa chết, những đứa con riêng này đã không đợi được, muốn xưng vương xưng bá rồi. Không chỉ coi thường cô con gái ruột Đồng Yên Nhiên, chửi mắng thậm tệ. Mà còn đẩy hết chiến tranh lên người mình. Ánh mắt Vương Nhất dần trở nên lạnh lẽo, xẹt qua tia giết người, anh nói lại lần nữa xem. Sử Kiến không những không sợ, ngược lại còn nói hăng hơn, chỉ vào Vương Nhất nói, mọi người chắc không biết anh ta là ai đâu nhỉ. Anh ta chính là đứa con nuôi từ Thiên An du nhập vào nhà họ Tiêu, một gia tộc nhỏ. 5 năm trước, ở rể nhà họ Kim, sau đó gả cho người phụ nữ độc ác Kim Thúy Như, nhưng lại bỏ trốn vào đêm kết hôn. 5 năm sau, lại thành chồng và ở rể nhà Lý Khinh Hồng, tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Bây giờ lại có suy nghĩ với con gái nhà họ Đồng. Các người nói xem, nên làm như thế nào? Câu này đã đẩy Vương Nhất lên đầu sóng ngọn gió, tất cả đám con riêng, ngoài Đồng Thiên Tường, những người khác mặt đều u ám. Một tên ở rể mà cũng có tư cách khiến con gái nhà họ Đồng si mê à, quá lố bịch. Em gái, tên vô dụng này mà cô cũng nhìn chúng à, không biết xấu hổ hả? Trước đây, tôi còn không tin cô em tính tình phóng đãng, cho rằng chỉ hơi nhiệt tình, không ngờ lại là thật. Đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Đồng mà, ba cô ta ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng chết không nhắm mắt. Dưới sự lôi kéo của Sử Kiến, tất cả con riêng đồng loạt lên tiếng, không chỉ chê bai sự tồi tệ của Vương Nhất, mà còn chọc vào điểm yếu của Đồng Yên Nhiên. Câm miệng, các người câm miệng lại cho tôi. Đồng Yên Nhiên hét liên tục, mắt cũng đỏ lên. Cô ta cũng là phụ nữ, mặc dù hơi chủ động, nhưng cũng tùy người mà. Lúc này, lại bị nói là người phụ nữ phóng đãng, sao có thể chịu được cơ chứ? Vương Nhất kéo Đồng Yên Nhiên, nói, để tôi giải quyết. Nói xong, anh sải bước đến trước mặt Sử Kiến, không cảm xúc nhìn anh ta, anh nói, tôi và cô Đồng có quan hệ không đứng đắn. Sử Kiến hơi e dè trước khí thế trên người Vương Nhất, nhưng vẫn không sợ hãi, cười lạnh nói, chẳng lẽ không phải à? Cả đời này anh chỉ có thể làm thằng ở rể thấp hèn mà thôi. 5 năm trước, ở nhà họ Kim như vậy, thì 5 năm sau, ở nhà Lý Khinh Tuyết cũng vậy. Bây giờ, nếu có cơ hội trở thành con rể nhà họ Đồng, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vương Nhất lắc đầu,
nhìn một lượt tất cả mọi người, bây giờ tôi đã hiểu, vì sao Đồng Kiệt thà tiếp tục giữ vững địa vị, chứ không bằng lòng giao nhà họ Đồng cho đám con riêng các người quản lý rồi. Thứ nhất, các người lòng dạ độc ác. Khi Đồng Kiệt còn sống, ai nấy cũng khúm núm, gọi dạ bảo vâng trước cô Đồng, sợ chọc giận cô ấy. Bây giờ, ông Đồng mất rồi, cô Đồng cũng không còn chỗ dựa, các người đương nhiên không coi cô ấy ra gì rồi. Thứ hai, các người bất tài vô dụng, tôi đã từng gặp những kẻ ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngu ngốc như các người. Không chỉ ngu mà còn đáng thương, cả đời này cũng không có duyên với vị trí chủ nhà đâu. Hỗn láo! Anh nói ai đáng thương? Chỉ là một thằng ở rể mà cũng dám bàn tán về chúng tôi. Lời nói và ánh mắt của Vương Nhất đâm mạnh vào trái tim của tất cả đám con riêng, họ Đồng loạt mắng chửi anh. Vốn dĩ thân phận con riêng của họ không được công khai, cũng không được so sánh với con ruột là Đồng Yên Nhiên. Bây giờ, Vương Nhất lại nói ra, rõ ràng là rút gân lột ra mà. Đuổi đôi nam nữ chết tiệt làm ô uế gia tộc ra khỏi đây cho tôi, dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Sử Kiến cười lạnh một tiếng, nói. Lập tức có một người con riêng cao lớn, mặt không thiện chí, đi về phía Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên, đằng sau có một đám người đi theo. Đồng Yên Nhiên không nhịn được, núp sau lưng Vương Nhất, nhỏ tiếng nói, anh ta tên là Đồng Đông Cầu, thực lực rất mạnh, có rất nhiều đàn em đi theo. Phải cẩn thận với anh ta và cái người tên là Đồng Chi Thu, anh ta chính là một kẻ độc ác, luôn coi thường người khác. Vương Nhất nhìn theo, chỉ thấy có một người đàn ông ngoại hình u ám đang ngồi trong góc phòng khách. Đặc biệt là đôi mắt tam giác, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như rắn độc. Vương Nhất biết, người này không dễ dây vào. Thế nhưng, anh vẫn không để tâm. Nhà họ Diệp đến. Đúng lúc này, cửa nhà họ Đồng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng thét chói tai. Có nhất nhiều chiếc xe màu đen đột nhiên đến trước cổng nhà họ Đồng. Diệp Kình Hiên dẫn theo một đám người cao lớn vạm vỡ, mặt không cảm xúc, đi đến. Anh họ, Đồng Yên Nhiên lập tức vui mừng, kêu lên. Sau khi Đồng Kiệt mất, cô ta chỉ còn Diệp Kình Hiên là người thân duy nhất. Diệp Kình Hiên, anh đến đây làm gì? Nhìn thấy Diệp Kình Thiên, Đồng Đông Cầu lập tức hét lớn như gặp kẻ thù. Không chỉ là anh ta, mà tất cả con riêng cũng đứng lên, chỉ có điều, Đồng Chi Thu nheo mắt thật sâu. Diệp Kình Thiên vừa nhìn đã thấy Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên bị vây ở giữa, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói. Các người đến đây làm gì, thì tôi đến làm cái đó. Đồng Đông Cầu lập tức cười lạnh một tiếng, chúng tôi đều là con trai nối dõi chính thống nhà họ Đồng. Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Đồng rồi, thì có tư cách gì tham gia vào đám ma của ba chứ? Vương Nhất nhíu mày, đột nhiên nhớ ra, trước đây Diệp Kình Thiên cũng là con trai nối dõi nhà họ Đồng, chỉ vì cái chết thảm thiết của mẹ nên từ tận đáy lòng, anh ta rất căm hận nhà họ Đồng. Chỉ đợi thời cơ thích hợp, phản bội nhà họ Đồng. Một mình tạo nên nhà họ Diệp. Mỗi lần nhớ đến, đám con riêng nhà họ Đồng đều sẽ vừa hận vừa ngưỡng mộ. Diệp Kình Thiên cười nhạo một tiếng, anh không có tư cách tham gia, đám con riêng các anh thì có tư cách gì tham gia chứ? Lời này vừa thốt ra, đám con riêng đều nhìn sang anh ta với cặp mắt tức giận. Nhưng Diệp Kình Thiên lại hoàn toàn phớt lờ, ngang nhiên đi vào. Diệp Kình Thiên tôi trước nay muốn làm gì thì sẽ làm đó. Các người có bản lĩnh thì cứ cản tôi. Lời này quả thật quá ngông cuồng, không một người con riêng nào lên tiếng. Cho dù là Đồng Đông Cầu, cũng không dám nói gì. Nhà họ Diệp không kém gì thế lực ngầm nhà họ Đồng cả. Đồng Đông Cầu có mạnh đến mấy, cũng không thể bằng Diệp Kình Thiên. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thiên Kình đột nhiên nhìn sang Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên. Ngài Vương, em gái, hai người có thể yên tâm đi thăm viếng ông Đồng Kiệt, có tôi ở đây, họ không dám làm gì đâu. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong ánh mắt nhìn Vương Nhất ngập tràn kinh hãi. Một Diệp Kình Thiên trước nay vẫn ngang bướng, ngạo mạn, lại tôn trọng một tên ở rể như vậy. Lại còn gọi là ngài. Người đến đều là khách, anh Đông Cầu, anh Kiến, em gái, và cả anh Kình Thiên nữa, đừng cãi nhau, tránh cho khách khứa cười chê. Đúng lúc này, trong phòng khách lại truyền đến tiếng cười của một người đàn ông. Vương Nhất lập tức nhìn kỹ về phía Đồng Chi Thu ngồi trong góc, im lặng nãy giờ không lên tiếng. Người này, tâm trí quả thật không tầm thường. Ban nãy, khi Sử Kiến và Đồng Đông Cầu nhắm vào anh và Đồng Yên Nhiên, anh ta không hề có ý khuyên ngăn, nhưng bây giờ khi Diệp Kình Thiên đến, thái độ cung kính, anh ta lại lập tức ra oai giảng hòa. Hơn nữa, nói chuyện cũng rất khéo, khách là đang chỉ ai? Đương nhiên là Vương Nhất anh rồi.
Không một ai trong nhà họ Đồng dám ngăn cản, để mặc Diệp Kình Thiên, Vương Nhất, và Đồng Yên Nhiên đi vào linh đường ở sân sau. Đằng trước linh đường đặt mấy cái đệm cói dùng để quỳ bái, bên trên đặt một ít hoa quả, bánh ngọt và di ảnh đen trắng của Đồng Kiệt. 3. Đồng Yên Nhiên đỏ bừng hốc mắt, lập tức quỳ xuống. Cho dù cô ta căm hận Đồng Kiệt như thế nào thì ông ta cũng là ba mình. Còn gì đau đớn hơn kẻ đầu đen tiễn người đầu bạc. Đám con riêng Đồng Đông Cầu, Sử Kiến và Đồng Chi Thu lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, không hề rơi nước mắt. Đúng lúc này, cửa tầng 2 mở ra, một ông lão mặc Âu phục đi xuống. Lão Hồng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang ông lão đó. Vương Nhất nheo mắt lại, đánh giá ông lão rất minh mẫn này, đột nhiên hỏi, vì sao bọn họ đều nhìn ông lão này? Đồng Yên Nhiên mặt không cảm xúc nói, ông ấy là Lão Hồng, người hầu đi theo ông già nhà tôi tận 30, 40 năm. Di chúc của ba tôi ở trên người ông ấy. Vương Nhất hiểu ra, thì ra trên người Lão Hồng này có di chúc. Hào môn không có tình thân, nguyên nhân rất lớn là vì di chúc. Tình cảm có sâu đậm hơn nữa, khi đứng trước tiền bạc lợi ích đều có vẻ vô cùng mờ nhạt. Lúc này, xung quanh không có chút tiếng động, tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, nhìn Lão Hồng bằng ánh mắt háo hức. Vương Nhất đột nhiên nhìn Đồng Yên Nhiên với ánh mắt thương hại, gia chủ bị giết, con cháu không một ai quan tâm đến cái chết của ông ta, mà chỉ nghĩ đến việc tranh giành di chúc và vị trí gia chủ. Rốt cuộc dưới những lớp mặt nạ tức giận, nặng nề này ẩn chứa suy nghĩ gì, không một ai biết được. Đồng Yên Nhiên cũng vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Sắc mặt Lão Hồng rất bình tĩnh, lẩm bẩm. Ông chủ cả đời có tiền có quyền, rạng rỡ vô hạn, chỉ có một thứ không nỡ chính là giang sơn sự nghiệp mà ông ấy vất vả gây dựng, cho nên ông ấy mới cố ý lập gia chúc, chọn một người thừa kế gia sản khổng lồ của mình. Nghe thấy những lời này, tất cả con riêng đều nín thở. Lão Hồng cũng khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn một vòng xung quanh. Những người bị ông ta nhìn đến đều tỏ vẻ vui mừng, nhưng thời gian tầm mắt Lão Hồng dừng lại đều không quá một giây. Ông ta đột nhiên nhìn về phía Đồng Yên Nhiên, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng lộ vẻ dịu dàng của trưởng bối. Cô Yên Nhiên, mời cô lên đây. Nghe thấy câu này, Đồng Yên Nhiên lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt của Đồng Đông Cầu, Sử Kiến, và cả Đồng Chi Thu ở phía sau đều trở nên lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Vương Nhất cười với cô ta, đi đi. Đồng Yên Nhiên hơi do dự, sau đó vẫn chậm rãi đi lên lầu. Cả cậu Vương nữa, cậu cũng lên đây đi. Đúng lúc này, Lão Hồng nhìn về phía Vương Nhất, mỉm cười nói. Tôi cũng cần lên à. Vương Nhất thoáng sửng sốt, sau đó nheo mắt. Đồng Kiệt có âm mưu gì vậy? Dù anh và nhà họ Đồng từng tiếp xúc, nhưng chắc chắn đều là những hồi ức không tốt, gọi anh lên làm gì? Vương Nhất không thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn rất chú ý. Nhìn thấy Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên đi lên tầng, ánh mắt Đồng Đông Cầu, Sử Kiến và Đồng Chi Thu càng lạnh lẽo hơn, trên mặt mọi người đều chứa đựng sự tức giận. Nếu là một mình Đồng Yên Nhiên, bọn họ cũng sẽ không mất cân bằng như thế, một người ngoài như Vương Nhất, tại sao lại có tư cách trúng tuyển chứ? Đồng Đông Cầu và Đồng Chi Thu nhìn nhau, cũng nhìn thấy thứ giống với đối phương. Chính là sự tức giận. Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên đi theo Lão Hồng tiến vào một căn phòng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một quan tài màu đen. Cạch. Lúc này, Lão Hồng khóa cửa lại. Vương Nhất lập tức nhìn ông ta giải thích, sự việc nghiêm trọng, tránh tai vách mạch rừng. Đồng Yên Nhiên ngơ ngác nhìn quan tài màu đen này, đây là quan tài của ông cụ sao? Lão Hồng gật đầu thật mạnh. Một lát nữa sẽ được mang đi chôn cất. Cô chủ nén đau lòng. 3. Đồng Yên Nhiên nằm nhoài trên quan tài, khóc to thành tiếng. Còn Vương Nhất lại quan sát quan tài này bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong lòng anh cảm thấy rất nghi ngờ. Đồng Kiệt thật sự chết rồi ư? Từ đầu đến cuối, anh đều chưa từng nhìn thấy thi thể của Đồng Kiệt, dù là quan tài cũng đang đóng chặt. Nhưng anh cũng không nói ra, đây là bất kính với người chết. Cô chủ, đây chính là di chúc của ông chủ. Lão Hồng lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra, thở dài nói, sau khi ông chủ biết mình bị ung thư, ông ấy đã viết ra bản di chúc này rồi. Đồng Yên Nhiên vẫn nằm trên quan tài, không quay đầu lại nói, ông đọc cho tôi nghe đi. Lão Hồng tuyên bố rất nhiều nội dung sáo rỗng trước, chính là những cảm thán về năm tháng trước đây của Đồng Kiệt. Trong di chúc, ông ta cũng có nói tới mẹ ruột của Đồng Yên Nhiên, ông ta rất có lỗi với vợ mình, cũng có lỗi với những người phụ nữ ông ta từng làm tổn thương.
Ánh mắt Vương Nhất rất lạnh lùng, anh không cảm nhận được chút hối hận nào trong bức thư. Di chúc cuối cùng khiến Vương Nhất trợn mắt. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định giao tất cả di sản của nhà họ Đồng cho một chàng trai trẻ tên Vương Nhất, tôi chỉ có một yêu cầu, đối xử tử tế với Yên Nhiên. Đồng Yên Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, khó tin che miệng mình, mà Vương Nhất cũng vô cùng chấn động. Đây là nội dung của di chúc à? Anh không khỏi hỏi Lão Hồng. Đúng thế. Lão Hồng nở một nụ cười trêu đùa, ông chủ muốn giao tất cả di sản cho cậu, cũng yêu cầu sau này cậu đối xử tử tế với cô chủ, đương nhiên cậu cũng có thể từ chối, quyền lựa chọn nằm ở cậu. Vương Nhất im lặng, nhưng sắc mặt lại dần trở nên nặng nề. Đồng Kiệt đúng là chết cũng không yên, tính toán giỏi thật đấy. Đồng Kiệt biết sau khi mình chết, chắc chắn đám con riêng sẽ để lộ răng nanh, ra tay với Đồng Yên Nhiên. Ông ta lại không thể xử lý hết đám con riêng này, phải làm sao để xử lý một cục diện rối rắm như thế đây? Chỉ có thể rời họng súng đi thôi. Đây là một di chúc giết người, không phải ông ta thật sự muốn giao tài sản cho Vương Nhất, mà là muốn đẩy anh ra đầu sóng ngọn gió, một mình chịu đựng sự trả thù của đám con riêng này. Như thế không chỉ có thể ổn định đại loạn của nhà họ Đồng, còn bảo vệ được Đồng Yên Nhiên, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu là những người trẻ tuổi khác, e rằng đã không chịu được sức hấp dẫn của đống gia sản này mà đồng ý rồi. Tiếng rằng ông ta lại gặp Vương Nhất. Nụ cười trên mặt anh nhạt dần, cảm ơn sự yêu mến của Đồng Kiệt, nhưng tôi không hứng thú với những thứ này. Lão Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được nói, cậu muốn từ chối cơ hội một bước lên trời ư. Chỉ cần cậu đồng ý là đã có thể một bước lên trời rồi. Xẹt. Nhưng Lão Hồng còn chưa nói xong, Vương Nhất đã giật lấy di chúc trong tay ông ta, xé tan thành từng mảnh. Lão Hồng lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt nặng nề, cậu có biết cậu đang làm gì không? Đây là di chúc của ông chủ lập ra đấy. Vậy ông có biết ông đang làm gì không? Vương Nhất lạnh lùng nhìn Lão Hồng, ông già, đừng tưởng tôi không biết các người có ý đồ gì. Tôi giúp cô Đồng là vì hai chúng tôi là bạn bè, nếu dám gài bẫy tôi, có tin tôi sẽ khiến nhà họ Đồng đi đời trong tối nay luôn không? Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo, sát khí ngút trời, khiến Lão Hồng sợ đến mức run rẩy. Đồng Yên Nhiên cũng sợ hết hồn, cô ta không phải đồ ngốc, Vương Nhất đột nhiên tức giận như thế chắc chắn là có lý do. Cô ta nhanh chóng hiểu ra, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Lão Hồng, anh Vương là bạn tôi. Không phải một con cờ để các người dùng để hại người. Nói xong, cô ta kéo Vương Nhất đi xuống lầu. Dưới lầu, Đồng Đông Cầu, Đồng Chi Thu và Sử Kiến đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên thì đều đứng lên. Em gái, rốt cuộc di chúc của ba viết thế nào vậy? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nôn nóng. Cút hết cho tôi. Nhưng Đồng Yên Nhiên lại đẩy bọn họ ra, rời khỏi nhà họ Đồng cùng Vương Nhất. Đúng lúc này, Lão Hồng với nét mặt u ám đi xuống, mấy người nhóm Đồng Đông Cầu lại hỏi chuyện di chúc. Lão Hồng vốn không muốn nói, nhưng lại nghĩ tới thái độ phách lối của Vương Nhất khi nãy, ông ta lập tức nổi giận, bèn nói, ông chủ giao tất cả của cải của nhà họ Đồng cho Vương Nhất. Oanh! Nét mặt của tất cả con riêng lập tức trở nên độc ác. Đồng Kiệt, bọn con vào sinh ra tử vì ba, nhưng lại không nhận được chút của cải gì, ba lại đưa di sản cho một người ngoài, rõ ràng là đang ép chúng con tạo phản mà. Ánh mắt Đồng Chi Thu lạnh lùng tựa như rắn độc, anh ta lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Đồng Yên Nhiên đã ra ngoài cùng với Vương Nhất. Cô ta tỏ vẻ áy náy, Vương Nhất, xin lỗi, tôi cũng không ngờ người nhà của tôi lại gài bẫy anh như thế. Vương Nhất xua tay, không thèm để tâm cười khẽ, không cần xin lỗi, oán hận giữa tôi và nhà họ Đồng cũng đã chất đống từ lâu rồi. Chuyện gì chúc kia? Đồng Yên Nhiên muốn nói lại thôi, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Cô ta mong Vương Nhất sẽ thừa kế nhà họ Triệu, như thế áp lực của cô ta cũng sẽ bớt đi, còn có thể ở cạnh anh. Nhưng việc này chắc chắn là không có khả năng. Tôi không thể thay đổi tình thế của nhà họ Đồng, dù cô có là con gái thì cũng nhất định phải lên chức. Vương Nhất nghiêm túc nói. Trong mắt Đồng Yên Nhiên lộ vẻ thất vọng, nhưng cô ta cũng biết có một số việc, cô ta nhất định phải đối mặt. Cô ta chỉ cần một đảm bảo thôi. Anh sẽ giúp tôi chứ? Cô ta hỏi. Đương nhiên rồi. Vương Nhất cười nhạt, trong mắt là vẻ khích lệ, những việc khác tôi không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn có thể bảo vệ cô an toàn. Nghe vậy, sự thất vọng trong mắt Đồng Yên Nhiên biến mất, trước mắt cô ta sáng lên, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Đây có thể xem là đảm bảo của anh với tôi không?
Vương Nhất thoáng sửng sốt, sau đó chần chừ gật đầu, có thể xem là vậy. Dù giọng điệu không chắc chắn, nhưng đủ để khiến Đồng Yên Nhiên vui vẻ cả ngày rồi. Đồng Yên Nhiên quay lại nhà họ Đồng, vừa khéo nhìn thấy ba người Đồng Đông Cầu, Đồng Chi Thu và Sử Kiến cũng sóng vai đi ra. Cô ta lập tức nheo mắt. Ba người họ đi cùng với nhau chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Đúng thế, Đồng Yên Nhiên bắt đầu thấy nghi ngờ. Trước mắt cô ta có hai vấn đề nan giải. Thứ nhất, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Đồng Kiệt, thứ hai là đề phòng những con riêng này tạo phản. Vấn đề thứ nhất, dù Đồng Kiệt bị người ta ám sát, mọi người lập tức đoán là người nhà họ Diệp gây ra, nhưng Đồng Yên Nhiên biết rõ chắc chắn Diệp Kình Hiên sẽ không làm ra chuyện như thế, ngược lại, cô ta nghi ngờ có nội gián. Bọn họ có đủ động cơ và không gian để hoàn thành ám sát lần này, nhưng lại không có chứng cứ. Vấn đề thứ hai cũng là vấn đề nan giải nhất. Cô ta không có đủ người ủng hộ, nhưng cũng may cô ta có nhà họ Diệp, có điều nếu không thật sự hết cách, cô ta cũng sẽ không nhờ Diệp Kình Hiên giúp đỡ. Ba người nhóm Đồng Đông Cầu cũng nhìn Đồng Yên Nhiên với nét mặt lạnh lùng. Đi ra ngoài một khoảng ra, Đồng Chi Thu mới nói với hai người khác, lát nữa tôi phải gặp một người, tình huống bây giờ rất bất lợi với chúng ta, hai người phải có trách nhiệm việc mình làm không bị phát hiện. Đồng Đông Cầu và Sử Kiến nhìn nhau, sau đó gật đầu. Được. Đồng Chi Thu gật đầu, chúng ta nhất định phải ra tay trong mấy ngày sắp tới, so với Đồng Yên Nhiên, chúng ta phải chú ý đến một người khác hơn. Ai? Diệp Kình Hiên của nhà họ Diệp. Đồng Chi Thu nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía Sử Kiến, em họ, cậu đã được ba giúp đỡ thăng chức rồi, cũng có quyền phát biểu nhất định, tôi không quan tâm cậu sử dụng cách gì, nhất định phải ngăn cản được nhà họ Diệp. Sử Kiến lập tức gật đầu, được. Còn anh nữa, anh cả. Đồng Chi Thu nhìn về phía Đồng Đông Cầu, Hiểu Sinh đã phế rồi, Thiên Tường lại không dám ra tay, chỉ có thể để anh đi triệu tập đội ngũ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Được. Đồng Đông Cầu không chút do dự đồng ý. Đầu óc của Đồng Chi Thu thuộc hàng đầu ở nhà họ Đồng, Đồng Đông Cầu và Sử Kiến đều nghe theo lời của anh ta. Lúc này Đồng Chi Thu mới yên tâm, trên mặt anh ta lộ vẻ tàn nhẫn. Một tên ở rể nho nhỏ cũng muốn thèm khát gia sản của nhà họ Đồng chúng ta, đúng là không biết điều. Nét mặt của Đồng Đông Cầu và Sử Kiến cũng vô cùng độc ác. Lần đầu tiên bọn họ gặp Vương Nhất là ở sân lớn nhà họ Lý. Lần đó, tập thể nhà họ Đồng phải xin lỗi nhà họ Lý, còn là nhận được lệnh của cấp cao, bí mật này, đã định sẵn là không thể vạch trần. Ba người mỗi người một ngã, Đồng Chi Thu lên xe của anh ta, Đồng Đông Cầu và Sử Kiến cũng lần lượt rời đi. Nhưng sau khi đi, nét mặt mỗi người đều trở nên lạnh lùng. Trước mắt, mỗi người đều đang trong quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, Đồng Chi Thu lợi dụng lực lượng của Đồng Đông Cầu và quyền thế của Sử Kiến, còn Đồng Đông Cầu và Sử Kiến chẳng phải là đang lợi dụng mưu trí của Đồng Chi Thu hay sao? Thắng bại chưa rõ, không để lộ lá bài tẩy. Đồng Chi Thu dừng xe ở một nơi tên là Hội Bạch Mã, sau đó đi vào. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười to. Anh Đồng, anh đến rồi. Đồng Chi Thu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông anh Tuấn cầm quạt xếp đang đứng trên tầng 2. Chính là Nhan Dịch Phi. Hội Bạch Mã này chính là câu lạc bộ tư nhân của Nhan Dịch Phi. Đồng Chi Thu đi thẳng vào vấn đề, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, Đồng Kiệt đúng là đã chết, nhưng ông ta không đưa gia sản lại cho tôi, mà lại đưa cho một chàng trai tên Vương Nhất. Tin tức này cũng khiến Nhan Dịch Phi sửng sốt một lúc lâu, sau đó thì cười to, không hổ là chủ nhà họ Đồng. Giở thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó quá lợi hại. Sắc mặt Đồng Chi Thu càng u ám hơn, Vương Nhất này thật sự khó đối phó lắm sao? Tại sao ba tôi lại nghĩ một mình cậu ta có thể chống lại mấy con riêng chúng tôi? Nhan Dịch Phi nói một câu sâu xa, anh đừng xem thường cậu ta lợi hại lắm đấy, ngay cả người kia của nhà họ Kim cũng phải cẩn thận dè chừng, không chuẩn bị kế hoạch vẹn toàn tuyệt đối không ra tay. Nghe thấy lời này, Đồng Chi Thu ngạc nhiên. Đương nhiên anh ta từng nghe nói đến Kim Thúy Như của nhà họ Kim. Có điều anh ta không hiểu nổi là nếu Vương Nhất thật sự mạnh đến thế, thì tại sao 5 năm trước anh lại đến ở rể nhà họ Kim? Tóm lại tôi đã đồng ý sẽ giúp anh ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Đồng thì chắc chắn sẽ thực hiện. Nhan Dịch Phi cười nói, đây là một kế hoạch to lớn, nhà họ Đồng của anh chỉ là vòng đầu tiên thôi, mục đích của chúng tôi cũng không chỉ đơn giản là đánh đổ cậu ta. Nghe vậy, Đồng Chi Thu càng ngạc nhiên hơn. Đây chỉ là vòng đầu tiên, vậy phía sau còn bao nhiêu kế hoạch nữa chứ? Đừng căng thẳng. Nhan Dịch Phi nhìn ra vẻ căng thẳng của anh ta, đưa cho anh ta một tách trà,
tôi sẽ cho anh mượn sức mạnh của Hiệp hội Võ Đạo, có những cao thủ này, anh còn sợ không phải đối thủ của cậu ta hay sao? Cảm ơn cậu Dịch Phi. Rời khỏi hội Bạch Mã, đồng Chi Thu vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Anh ta nghe nói hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo đã trở thành Diệp Kình Hiên, nhưng Nhan Dịch Phi vẫn có thể điều động lực lượng của Hiệp hội, khiến anh ta nghi ngờ có lẽ nhà họ Nhan không hề giống những hào môn khác. Ba ngày trôi qua, sóng êm biển lặng, nhà họ Đồng cũng không có động tĩnh gì, Vương Nhất cũng chuyên tâm phát triển bộ phận ngoại thương. Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất, bộ phận ngoại thương không ngừng phát triển, thấp thoáng có dấu hiệu vượt qua bộ phận quan hệ công chúng của Phương Huệ, trở thành bộ phận đứng đầu tập đoàn Lệ Tinh. Gần đây tập đoàn Kim Thị lại đầu tư một khoản vốn lớn, về hạng mục xây dựng, Lý Mộng Đình tự đề cử mình đi đàm phán với Tổng Giám đốc Kim Thúy Như của tập đoàn Kim Thị, ký được hợp đồng này, trở thành ngôi sao mới chạm tay có thể bỏng ở tập đoàn. Chỉ có Lý Mộng Đình biết đây là do Vương Nhất âm thầm giúp đỡ cô ta. Nhưng Lý Mộng Đình không thể nào vui vẻ được, ngược lại còn thấy lo lắng, lúc ngồi vào bàn ăn cũng không muốn ăn gì. Con no rồi. Lý Mộng Đình đặt bát đũa xuống, sau đó đi lên tầng. Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng không quá để tâm. Nhiệm vụ con giao cho con bé hơi nặng nề, đợi qua đợt này sẽ ổn thôi. Vương Nhất cười nói. Lý Thiên Dương lại xua tay, con bé vừa bước vào môi trường làm việc, cho con bé nhiều áp lực một chút cũng là chuyện tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Nhất, nhà họ Lý chúng ta có ngày hôm nay đều là dựa vào con cả. Lý Thiên Dương uống một ngụm rượu, mặt hơi đỏ lên, nào, hai chúng ta uống một ly. Vương Nhất cười cùng ly, người một nhà, đó là chuyện nên làm mà. Lý Khinh Hồng cũng mời rượu theo, Lý Thiên Dương vội vàng cùng ly, Khinh Hồng, ba cạn ly, còn uống sao cũng được. Nói xong, ông ta uống cạn một hơi, không để lại một giọt. Vương Nhất hiểu ý ông ta, cũng cười quan sát mọi chuyện, có một vài chuyện vẫn nên giấu trong lòng thì tốt hơn. Châu Mỹ Ngọc đã lâu không gặp lại có vẻ tràn đầy tâm sự, nét mặt hồn bay phách lạc. Đợi sau khi cả nhà Vương Nhất đi rồi, bà ta mới kéo tay Lý Thiên Dương, căng thẳng nói, Thiên Dương, ông nghe lời tôi, nhất định phải bảo Vương Nhất ly hôn người phụ nữ kia, nếu không cả nhà chúng ta đều sẽ toi đời đấy. Bà nói gì thế, chúng ta đi đâu tìm một đứa con dâu tốt như Khinh Hồng chứ? Lý Thiên Dương vừa uống chút rượu, nghe Châu Mỹ Ngọc nói xấu Lý Khinh Hồng thì lập tức nổi giận, chỉ vào bà ta nói, tôi cho bà biết, sau này nếu bà còn nói xấu Khinh Hồng câu nào, xem ông đây có đánh chết bà không? Châu Mỹ Ngọc sửng sốt, sau đó cũng hơi tức giận, tôi muốn hai đứa ly hôn là có lý do, tôi đã đi xem bói rồi, cô ta là mệnh bạch hổ, khi về già sẽ khắc chồng. Chát! Bà ta còn chưa nói hết câu, trong phòng khách đã vang lên tiếng bạt tai lanh lảnh. Sau đó là tiếng thét chói tai của Châu Mỹ Ngọc. A, à, tên chết tiệt này, ông dám đánh tôi ư? Châu Mỹ Ngọc như mèo bị giẫm phải đuổi, vừa khóc lóc vừa kêu gào, tôi ở với ông 20 năm, ông lại vì một người phụ nữ khác chồng mà đánh tôi sống không nổi nữa. Nói xong, bà ta ra vẻ muốn đập đầu vào tường. Lý Thiên Dương lạnh lùng đứng nhìn, cũng không ngăn cản, đập đi, cưới bà mới là việc xui xẻo tám đời của tôi, thượng đội hạ đạp. Gió chiều nào theo chiều nấy, bản thân không tốt còn muốn nói xấu Khinh Hồng. Châu Mỹ Ngọc ngây người một lúc lâu, sau đó lại khóc to hơn, ông còn mặt mũi nói tôi ư, sau khi tôi lấy ông có cho tôi sống vui vẻ ngày nào không, tôi thật sự không thể sống tiếp cuộc sống như thế này nữa rồi. Châu Mỹ Ngọc vừa khóc vừa chạy lên lầu. Bà ta đóng cửa phòng lại, nét mặt đột nhiên trở nên độc ác. Lý Thiên Dương, đây là ông ép tôi, có chết thì cũng đừng trách tôi. Trên mặt Châu Mỹ Ngọc có vẻ ác độc, nhưng phần nhiều là khủng hoảng, sợ hãi. Bởi vì, bà ta sẽ lập tức làm một chuyện nhưng vẫn không dám làm. Cuối cùng lý trí vẫn thắng được dục vọng, bà ta gọi điện thoại tới cho Châu Chí Kiên. Alo, ba. Bà ta dè dặt mở miệng. Đầu điện thoại bên kia, giọng điệu Châu Chí Kiên có vẻ hơi nghiêm trọng. Mỹ Ngọc, con cân nhắc về chuyện kia thế nào? Con đang muốn thương lượng với ba về chuyện này. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc vừa xoắn suýt cũng lại sợ hãi, con rốt cuộc có nên làm chuyện này không? Nhỡ mà lộ ra, con có thể phải ngồi tù đấy. Trước đây không lâu, Châu Mỹ Ngọc từng nhận được một cuộc điện thoại, đối phương biết quan hệ thân phận con dâu nhà họ Lý và Lý Thiên Dương, còn nói cho Châu Mỹ Ngọc biết, sau khi Lý Khinh Hồng cưới chồng, địa vị của bà ta trong gia đình đã hoàn toàn không đáng coi trọng. Nếu muốn giải quyết chuyện này, phải làm cho Vương Nhất ly hôn với Lý Khinh Hồng, hoặc là giết Lý Thiên Dương. Châu Mỹ Ngọc vô cùng sợ hãi, vì vậy đã thương lượng với Châu Chí Kiên,
Châu Chí Kiên chỉ cách cho bà ta, chỉ có một chữ, chờ. Nhưng sau thăm dò vừa rồi, biết Lý Khinh Hồng có địa vị rất lớn trong lòng Lý Thiên Dương, nếu muốn làm cho bọn họ ly hôn là chuyện không có khả năng. Ba chỉ hỏi con một vấn đề, con còn có đường lui sao? Giọng điệu Châu Chí Kiên có vẻ hơi nghiêm trọng, cũng không vội trả lời thẳng vấn đề này mà hỏi ngược lại. Cơ thể Châu Mỹ Ngọc lập tức run lên, nhớ tới thái độ của Lý Thiên Dương với mình vừa rồi, trong mắt bà ta lập tức đầy thù hận, không. Châu Chí Kiên thở dài, trước đây ba đã cương quyết không đồng ý cho con cưới lão già đó, nhưng con quá coi trọng tiềm lực trong tương lai của ông ta, cho rằng ông ta đến từ Yên Kinh, một ngày nào đó chắc chắn sẽ trở lại trong tộc. Ba tin tưởng vào ánh mắt của con, mới phải cho ông ta mượn tài chính để gây dựng sự nghiệp. Kết quả thì sao, người ta căn bản không tính quay về Yên Kinh. Vừa nhắc tới chuyện này, thù hận trong lòng Châu Mỹ Ngọc càng lớn hơn, khóc òa lên, ba, ba đừng nói nữa. Ai mà biết được lão vô dụng kia không muốn quay về Yên Kinh chứ? Con phải làm gì đây? Con muốn ly hôn cũng không được, lại không có cách nào sống trong cái nhà này nữa. Nếu đã thế, ba ủng hộ con ra tay. Giọng điệu Châu Chí Kiên cũng trở nên uy nghiêm đáng sợ. Châu Mỹ Ngọc thật ra hơi ngây người, ba, ba nói thật à? Con còn có con đường nào khác có thể đi sao? Nếu con bị phát hiện, nhà họ Châu ba cũng tiêu đời. Cho nên kế hoạch này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được. Châu Chí Kiên trầm giọng nói, người kia nói với con thế nào? Anh ta nói có thể ra tay giúp con, nhưng con phải chuyển 3 tỷ vào một tài khoản. Châu Mỹ Ngọc đầy vẻ sợ hãi, vậy chẳng phải là con thuê sát thủ sao? Châu Chí Kiên đã cắt ngang, con sai rồi, đây là đang xem quyết tâm của con. Chúng ta đã là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng. Con hiểu những lời ba nói, chỉ là, con và Thiên Dương đã sống chung 20 năm, con không thể xuống tay được. Châu Mỹ Ngọc vô cùng xoắn xuýt, cho dù vẻ mặt oán độc nhưng phần nhiều lại là sợ hãi. Con sai rồi, còn có một cách nữa. Châu Chí Kiên nói với ẩn ý sâu xa, nếu lời người kia nói là thật, con có thể không cần giết Lý Thiên Dương mà giết một người khác. Ai? Lý Khinh Hồng. Giọng điệu Châu Chí Kiên đột nhiên trở nên thâm độc, đây cũng là cơ hội kiểm tra Lý Thiên Dương. Lý Khinh Hồng gặp phải nguy hiểm, xem ông ta có thể liều mạng cứu giúp không. Nếu ông ta cứu, người chết chính là Lý Thiên Dương, nếu ông ta không cứu, người chết chính là Lý Khinh Hồng, hai bên đều không khiến con bị thiệt. Ý kiến hay. Ánh mắt Châu Mỹ Ngọc lập tức sáng ngời, nhưng rất nhanh lại như đưa đám, nhưng kế hoạch này không thực tế. Lý Khinh Hồng là vợ của tên vô dụng kia. Ra tay ở trước mặt cậu ta, vậy không phải là muốn chết sao? Châu Mỹ Ngọc hiểu rõ thực lực của Vương Nhất, muốn giết Lý Khinh Hồng ở trước mặt anh là chuyện không thực tế. Giết thế nào, điều này không cần con suy nghĩ. Mỹ Ngọc à, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không có nữa đâu. Giọng nói của Châu Chí Kiên đầy vẻ dụ dỗ. Châu Mỹ Ngọc cúp máy, ngồi ở trên giường một lúc lâu, nhất thời bất chấp, vẫn gọi tới dãy số kia. Alo. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tập đoàn Long Đằng sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vào mấy ngày nữa, cứ chọn ra tay vào lúc đó đi. Mặt khác, tôi muốn chọn mục tiêu không phải là Lý Thiên Dương, mà là Lý Khinh Hồng. Một phong ba mới đang lặng lẽ nổi lên. Bên nhà họ Đồng dường như không có động tĩnh gì, tất cả những người con riêng đều không có dấu hiệu tạo phản. Rất nhanh đã đến thời điểm Long Đằng tổ chức bữa tiệc. Ba người nhà Vương Nhất đi tới sảnh tiệc. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lý Thiên Dương trong bộ vest. Bên cạnh là Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình. Chỉ có điều, Châu Mỹ Ngọc rõ ràng không tập trung chú ý tới Lý Thiên Dương, cứ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Vương Nhất chỉ nhìn qua rồi không để ý tới nữa. Lúc này, rất nhiều chủ tịch công ty đều tới chúc mừng. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng mỉm cười chúc mừng. Ba, chúc ngài tiền vào như nước, làm ăn phát đạt. Ba. Chúc ba sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải. Còn có con nữa. Lý Mộng Đình cũng chạy tới tham dự náo nhiệt, hai tay ôm quyền học dáng vẻ của người xưa, chúc ba sớm ôm cháu trai, vĩnh viễn hưởng niềm vui của gia đình. Tốt, đều là đứa trẻ ngoan. Lý Thiên Dương cười đến không ngậm được miệng, ông ta chưa từng thấy thỏa mãn như giờ phút này. Đồng thời, ông ta nhìn ba đứa con gái đứng ở trước mắt, cuối cùng đã ý thức được mình không còn trẻ nữa. Cầm bút mực tới. Lý Thiên Dương hét lớn một tiếng, lập tức có người đưa văn phòng tứ bảo tới. Ông ta chấm mực múa bút, viết xuống 5 chữ lớn như rồng bay phượng múa ngay trước mặt mọi người. Có con mọi chuyện đủ. Nhất thời,
tiếng vỗ tay như sấm rền. Vương Nhất ngồi tại chỗ, cũng vỗ tay theo. Lý Khinh Hồng liếc nhìn anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Vương Nhất, trên gương mặt hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống cô mong muốn. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc lại không vui, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây như đang tìm thứ gì. Bữa tiệc được tiến hành đâu vào đấy, nhưng Châu Mỹ Ngọc vẫn không thấy bóng người kia, sắc mặt lập tức sốt ruột không chịu được. Đến khi bữa tiệc kết thúc, các vị khách đều rời đi. Vương Nhất cũng đang muốn dẫn Lý Khinh Hồng rời đi, Châu Mỹ Ngọc lập tức cuống lên. Các người không thể đi. Bà ta giơ tay cản lối đi. Vì sao chúng tôi không thể đi? Vương Nhất nhíu mày, hỏi. Bởi vì, Châu Mỹ Ngọc hơi nghèo từ, thấy Lý Thiên Dương uống hơi nhiều thì đột nhiên nói, ba cậu uống say, cậu đưa ông ấy vào nhà rồi hẵng đi. Trong lòng bà ta sốt ruột muốn chết, thầm mắng tại sao người ra tay còn chưa tới. Nhưng người còn chưa tới, bà ta nhất định phải cố gắng ngăn cản cả nhà Vương Nhất. Vương Nhất thấy Lý Thiên Dương hơi say, thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được. Cho dù Lý Thiên Dương uống rượu nhưng còn chưa đến mức say mềm. Vương Nhất đi về phía Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương cũng vừa mở mắt, chợt nhìn thấy trên người Lý Khinh Hồng đột nhiên có thêm một chấm đỏ nhỏ. Chấm đỏ nhỏ chậm rãi di chuyển đến vị trí trên trán của Lý Khinh Hồng. Đồng tử của Lý Thiên Dương lập tức co lại, theo phản xạ có điều kiện lao về phía cô. Cẩn thận! Ông ta hét lớn một tiếng, đẩy ngã Lý Khinh Hồng. Bằng! Trong phút chốc, cơ thể Lý Thiên Dương xuất hiện hoa máu, đạn đã bắn vào trong cơ thể ông ta. Trong chớp mắt này, chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Thời gian dường như lập tức dừng lại, chuyển động rất chậm rãi. Lý Khinh Hồng bị đẩy ngã, đồng tử trợn tròn, thậm chí còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã thấy Lý Thiên Dương nằm ngã trên người cô, cả người đầy máu. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Châu Mỹ Ngọc còn sợ đến mức toàn thân lạnh giá, tim đập thình thịch. Cho đến giờ phút này, bà ta mới hiểu người ám sát thế mà vẫn luôn ở bên ngoài. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng cứng đờ hơn, xoay người nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi. Lúc này, khách tới tham dự bữa tiệc đều đi hết, chỉ còn lại có nhà Lý Thiên Dương và nhà Vương Nhất. Một giây tiếp theo, hiện trường phát ra một tiếng kêu thảm thiết tới xé tim xé phổi. 3. Lý Mộng Đình bất chấp tất cả, chạy đến bên cạnh Lý Thiên Dương, nước mắt tràn ra khỏi mi. Có tay súng bắn tỉa. Trong nháy mắt, trên mặt Vương Nhất lóe lên sát ý, chạy đến cửa sổ của khách sạn và kéo tất cả rèm cửa sổ lại. Vèo vèo. Lại có hai phát súng xuyên qua cửa kính, bắn cho rèm cửa sổ rách thành từng mảnh. Sau đó, không có một tiếng động nào nữa. Vương Nhất đỡ Lý Khinh Hồng dậy, ân cần hỏi han, em không sao chứ? Em không sao, ba có chuyện rồi. Mắt Lý Khinh Hồng cũng đỏ hoe, dáng vẻ như mất hồn mất vía vậy. Trên mặt cô đầy vẻ hổ thẹn, cô nhìn như vậy làm sao có thể không biết Lý Thiên Dương vì bảo vệ cô mới bị trúng đạn. Lúc này, Lý Thiên Dương khẽ cử động, hơi nâng tay lên, muốn chạm vào gương mặt của Lý Khinh Hồng, Khinh Hồng. Con không sao chứ? Con không sao, con không sao. Ba. Ba cũng đừng có chuyện đấy. Trong mắt Lý Khinh Hồng cũng đầy nước mắt. Trên tay Lý Thiên Dương đầy máu, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn cầm tay ông ta, chủ động áp mặt qua. Lý Thiên Dương cảm nhận nhiệt độ trên mặt Lý Khinh Hồng truyền đến, cong môi cười, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Trong mắt của ông ta lộ ra vẻ ôn hòa hiền hậu, lại giống như đang nhìn con gái của mình. Ba, ba đừng nói chuyện nữa, bọn con sẽ lập tức đưa ba tới bệnh viện. Vương Nhất bất chợt quay đầu, nói với Lý Mộng Đình, mau gọi xe cấp cứu đi. Anh nói xong, lập tức móc ra kim châm cứu bằng bạc đâm vào trên mấy chỗ huyệt vị của Lý Thiên Dương, giúp ông ta phong tỏa khí trong cơ thể. Nhưng anh chỉ có thể làm những điều này, sau đó vẫn phải đến bệnh viện cấp cứu. Lý Thiên Dương lại nhìn về phía Vương Nhất, cố mở mắt ra, dặn dò, Tiểu Nhất, ba giao Khinh Hồng lại cho con, nhớ chăm sóc tốt cho con bé. Xe cấp cứu tới rồi. Lúc này, Lý Mộng Đình chạy vào. Vương Nhất không nói một lời, chỉ bế Lý Thiên Dương chạy xuống dưới tầng. Lý Khinh Hồng cũng bế Vương Tử Lam, đi cùng Lý Mộng Đình xuống theo. Hội trường lớn như vậy, chỉ còn lại có Châu Mỹ Ngọc. Sau khi bà ta nhìn thật lâu, vẫn chưa hoàn hồn, trong miệng thì thào, thành công. Tôi thành công rồi. Trong phút chốc, bà ta bắt đầu cười lớn giống như phát điên, vẻ mặt đột nhiên trở nên oán độc, Lý Thiên Dương. Tôi sẽ không để cho ông và con gái ông nhận nhau. Không chỉ ông chết,
cô ta cũng phải chết, như vậy tất cả tài sản đều là của tôi, ha 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 ha. Sau khi đến bệnh viện, Lý Khinh Hồng lập tức tìm tới bác sĩ, ba tôi bị trúng đạn, tôi cầu xin anh hãy cứu ông ấy, bất kể bao nhiêu tiền cũng không sao. Bác sĩ cũng phải giật mình khi nhìn thấy cả người Lý Thiên Dương đầy máu, không hề do dự đã đưa luôn vào phòng cấp cứu. Trên mặt Lý Mộng Đình, Lý Khinh Hồng đầy nước mắt, ngồi ở bên ngoài căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ba, ông ngoại thế nào? Nhìn gương mặt đầy vẻ tự trách của Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam không nhịn được ôm lấy Vương Nhất, khẽ hỏi. Ông ngoại bị ốm. Vương Nhất cố gượng cười, hôn một cái lên mặt Vương Tử Lam, con ngoan, con qua ôm mẹ đi. Vương Tử Lam nghe lời gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Lý Khinh Hồng và Lý Mộng Đình, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẹ, dì nhỏ, hai người đừng khóc nữa. Ông ngoại chắc chắn sẽ khỏe hơn thôi. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vương Tử Lam. Vẻ mặt Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, trong mắt mơ hồ dâng lên sự tức giận. Anh gọi vào một số điện thoại, điều tra cho tôi, xem tên sát thủ mai phục ở gần khách sạn Nhật Nguyệt vào 15 phút trước là ai, kẻ đứng phía sau là ai. Vâng. Đầu điện thoại bên kia, trong lòng Lương Nhật Tân cũng đang run rẩy. Bên anh ta đã nhận được tin tức, Lý Thiên Dương ba của Vương Nhất bị đạn bắn trúng người, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Chỉ 10 phút, bên ngoài bệnh viện đã truyền đến từng tiếng còi cảnh sát gấp gáp. Số lượng lớn xe cảnh sát được điều động, không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Châu Mỹ Ngọc hấp ta hấp tấp chạy tới bệnh viện, câu đầu tiên là hỏi, Thiên Dương thế nào? Bác sĩ nói ba bị chảy máu quá nhiều, tình trạng không được lạc quan lắm, còn đang được cấp cứu. Lý Mộng Đình khóc nói. Lời này vừa nói ra, hai mắt Châu Mỹ Ngọc tối sầm, cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế bên ngoài. Vào giây tiếp theo, bà ta nhìn về phía Lý Khinh Hồng, hét lên và nhào tới. Đều tại đứa con gái khác ba như cô hại Thiên Dương biến thành tình trạng như bây giờ, tôi phải liều mạng với cô. Bà ta nói xong, lại muốn nắm lấy tóc của Lý Khinh Hồng. Dừng tay! Lý Mộng Đình ngăn cản Châu Mỹ Ngọc, căm tức nhìn bà ta, chuyện này đâu liên quan gì đến chị Lý. Ba đúng là bị thương vì chị Lý, nhưng nếu không phải ba kịp thời phát hiện, người xảy ra chuyện chính là chị Lý. Châu Mỹ Ngọc bị Lý Mộng Đình ngăn cản, nhưng vẫn nhìn về phía Lý Khinh Hồng hét lên chói tai. Cô còn có mặt mũi bước vào nhà họ Lý à? Con khốn này, tôi cho cô biết, nếu Thiên Dương thật sự xảy ra chuyện gì, cả nhà cô sẽ chết không được tử tế. Đọc thêm các chương mới tại TIUMTLHuyenVN. Đủ rồi. Lời Châu Mỹ Ngọc nói làm gương mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt. Vương Nhất lập tức hét lớn một tiếng, bảo vệ Lý Khinh Hồng ở phía sau, nếu bà còn dám mắng thêm một câu nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Châu Mỹ Ngọc nói gì, anh đều có thể cười cho qua chuyện, nhưng không có cách nào tha thứ chuyện bà ta mắng Lý Khinh Hồng độc ác như vậy. Cô cũng là người bị hại, nếu không phải Lý Thiên Dương cứu cô, người bị thương nặng chính là Lý Khinh Hồng. Vương Nhất nghĩ đến đây. Sự tàn bạo trong lòng không ngừng dâng lên. Anh mau dẫn chị Lý về đi, nếu có tình huống gì, em sẽ thông báo với anh. Lý Mộng Đình cố gắng ngăn cản Châu Mỹ Ngọc, nói với Vương Nhất. Được. Vương Nhất gật đầu nói cảm ơn, dẫn theo Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam rời đi. Còn có kẻ xui xẻo là cậu cũng chết không được tử tế đâu. Cậu quả thật là trời sinh một đôi với đứa con gái khác ba kia. Châu Mỹ Ngọc đầy vẻ oán độc. Bà ta chỉ thuận miệng bịa ra đứa con gái khác ba, không ngờ còn nói tới nghiện, la to ở bệnh viện. Vương Nhất lái xe trở về, Lý Khinh Hồng vẫn ngồi ở trên ghế phụ chưa hoàn hồn, trong đầu đều là tiếng chửi rủa của Châu Mỹ Ngọc. Thật lâu sau, mắt cô đỏ hoe nhìn về phía Vương Nhất, có phải em thật sự liên lụy cả nhà bọn họ không? Đối phương rõ ràng là nhằm vào cô, nhưng kết quả là cô không sao, cả nhà Lý Thiên Dương lại sụp đổ. Trong lòng cô vô cùng hổ thẹn. Đây cũng là nguyên nhân mặc kệ Châu Mỹ Ngọc mắng cô thế nào, cô đều không phản bác một câu nào. Vương Nhất cũng vô cùng đau lòng, vội nói, chuyện này không liên quan đến em. Ba chắc chắn sẽ không sao đâu, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Lý Khinh Hồng trầm ngâm, không nói gì. Sau khi đến nhà, Vương Nhất đang muốn an ủi Lý Khinh Hồng vài câu thì điện thoại lại đổ chuông. Tất cả con riêng của nhà họ Đồng đã mưu phản. Trong điện thoại, giọng điệu của Đồng Yên Nhiên vô cùng nghiêm túc. Vương Nhất nghe xong cũng biến sắc. Tại sao lại đúng vào lúc này? Đồng Yên Nhiên cũng nghe ra được khó xử trong lời nói của Vương Nhất, không nhịn được hỏi, sao vậy, bên chỗ anh xảy ra chuyện gì sao? Vương Nhất gượng cười,
vợ tôi bị tập kích bằng súng trong bữa tiệc, ba tôi cứu được cô ấy, nhưng bản thân lại bị trúng đạn. Nghiêm trọng không? Đồng Yên Nhiên không nhịn được hỏi han. Vương Nhất lắc đầu, bây giờ vẫn đang cấp cứu, không biết tình huống ra sao. Đồng Yên Nhiên im lặng một lát, bỗng nhiên nói ra, nếu đã như vậy, trước tiên anh cứ yên tâm chăm sóc người nhà, bên này tôi còn có thể chống đỡ thêm chút. Đợi đã. Vương Nhất còn chưa nói hết lời, điện thoại đã bị cúp rồi. Vương Nhất vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại đã tắt máy. Sao vậy? Lý Khinh Hồng vừa tắm xong, quấn khăn tắm đi đến hỏi. Không sao. Vương Nhất mỉm cười, sau đó dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng, muộn lắm rồi, em mau ngủ đi. Vậy còn anh? Lý Khinh Hồng nhìn thẳng vào mắt anh. Vương Nhất lại mỉm cười, anh cũng ngủ ngay đây. Lặng lẽ ra khỏi phòng, sắc mặt Vương Nhất trở nên âm trầm. Cho dù là việc ám sát của tay bắn tỉa hay là cuộc nổi loạn bất ngờ trong nhà họ Đồng, anh đều cảm thấy chuyện không đơn giản. Giống như cố ý hẹn trước, tất cả mọi chuyện xảy ra trong cùng một lúc, lo cái này mất cái kia, bận không chịu nổi. Nhưng mà, lại không thể nào biết được rốt cuộc là ai đứng đằng sau điều khiển tất cả. Nhìn mặt trăng bị mây đen che phủ, trong lòng Vương Nhất bỗng có dự cảm chẳng lành. Khoảng 2 tiếng sau, cũng là 2 giờ sáng. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng bị tiếng điện thoại đánh thức, nhìn màn hình hiển thị, là Lý Mộng Đình gọi đến. Vương Nhất lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, đi ra khỏi phòng cùng Lý Khinh Hồng, lúc này mới nhận điện thoại. Mộng Đình, ba sao rồi? Các anh mau đến đây một chuyến, tình huống của ba không được lạc quan, bác sĩ nói mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu. Lý Mộng Đình lo lắng nói, nhưng nhóm máu của ba khá đặc biệt, trong bệnh viện không có. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều thay đổi. Máu dự trữ trong kho không đủ, đây là chuyện khó giải quyết nhất. Truyền nhóm máu khác biệt vào trong cơ thể không những không có tác dụng, trái lại còn khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Nhóm máu của ba là nhóm máu gì? Vương Nhất vội vàng hỏi. Nhóm máu AS âm tính. Bịch. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Nhất trở nên vô cùng khó coi. Anh từng nghe đến nhóm máu này. Cả nước có không đến 0,3% người mang nhóm máu này. Mặc dù anh mang nhóm máu O được xưng là vạn năng, nhưng cũng không cách nào truyền cho người có nhóm máu hiếm có này. Các anh cứ đến đây trước đã. Lý Mộng Đình nói, nếu như không có, chỉ có thể dùng số tiền lớn mua máu, cả nước nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người cùng chung nhóm máu. Vương Nhất gật đầu, đang định ra ngoài cùng Lý Khinh Hồng. Ba mẹ muốn đi đâu? Bỗng nhiên. Vương Tử Lam tỉnh dậy, mơ màng nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Hai người nhìn nhau, hết cách rồi, đành phải mang cả Vương Tử Lam đi cùng. Chờ lúc chạy đến, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đang mặt ủ mày trao ngồi trên ghế dài, nhìn thấy Vương Nhất đến, Lý Mộng Đình lập tức bước lên đón. Bệnh viện đã thông báo ra toàn thành phố, dùng số tiền lớn mua máu, 1 ml 30 triệu. Tăng giá, 1 ml 1 tỷ 500 triệu. Vương Nhất nghiến răng. Lập tức tăng 50 lần giá cũ. Lý Mộng Đình gật đầu, xoay người nói chuyện với bác sĩ, chỉ cần có người bằng lòng hiến máu, tiền không thành vấn đề. Châu Mỹ Ngọc bên cạnh thấy không ai chú ý đến bà ta, lập tức cười đắc ý. Bọn họ càng sốt ruột, bà ta càng yên tâm. Bà ta đã từng nghe về nhóm máu AS âm tính này, cực kỳ hiếm thấy, cả nước cũng không có bao nhiêu người có, mà cho dù có, trong thời gian ngắn cũng không vận chuyển đến được. Dùng máu của em đi. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh trong trẻo truyền đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Khinh Hồng vừa nói chuyện, sắc mặt Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi, thoáng cái đứng bật dậy, căm tức nhìn cô, dùng máu của cô muốn hại chết Thiên Dương hay sao? Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói, máu của tôi cũng là AS âm tính. Cái gì? Lời nói của Lý Khinh Hồng khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ. Sắc mặt Vương Nhất và Lý Mộng Đình tràn đầy kinh ngạc. Châu Mỹ Ngọc lại càng giống như gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Khinh Hồng. Bỗng nhiên, bà ta nhớ ra một chuyện, trong mắt mang theo hoảng sợ khôn cùng. Khinh Hồng, lời em nói là sự thật sao? Vương Nhất nắm chặt lấy bả vai Lý Khinh Hồng, hỏi. Lý Khinh Hồng nghiêm túc gật đầu, thật sự, máu của em chính là AS âm tính. Tốt quá rồi. Trên mặt Lý Mộng Đình tràn đầy kích động, nắm lấy tay Lý Khinh Hồng, chị Lý, chị nhất định phải cứu ba em. Đương nhiên, Lý Khinh Hồng khẽ gật đầu, ba đã cứu chị vốn đã rất áy náy, bây giờ có chỗ cần dùng đến chị, đương nhiên chị sẽ không thờ ơ đứng nhìn.
cho dù cần bao nhiêu máu, đều lấy từ trên người chị đi. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Đột nhiên, Châu Mỹ Ngọc vội vàng đứng dậy, nói với Lý Khinh Hồng, lỡ như cô ta lừa gạt thì sao, lỡ như cô ta không phải nhóm máu AS gì đó kia thì sao, há chẳng phải sẽ hại Thiên Dương. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Lý Khinh Hồng cau mày, tôi không lừa dối, máu của tôi thật sự là AS âm tính. Không tin, tôi có thể đi xét nghiệm máu. Vậy thì xét nghiệm máu. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc chợt hơi hoảng hốt, nhưng vẫn lấy can đảm nói ra. Thật ra, đến lúc này bà ta đã tin tưởng nhóm máu của Lý Khinh Hồng và Lý Thiên Dương giống nhau rồi, chỉ là bà ta không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Mặc dù bối rối trong mắt Châu Mỹ Ngọc lóe lên một cái rồi lập tức biến mất, nhưng vẫn bị Vương Nhất nhìn thấy rõ ràng, anh hơi nheo mắt lại. Thoáng chốc, Lý Khinh Hồng và bác sĩ đi ra khỏi phòng xét nghiệm máu, trên tay Lý Khinh Hồng còn ấn một miếng bông. Bác sĩ thản nhiên nói, đã xét nghiệm rồi, nhóm máu của cô đây quả thật là AS âm tính, phù hợp với bệnh nhân. Lý Mộng Đình và Vương Nhất đều thở phào nhẹ nhõm, Châu Mỹ Ngọc lại đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Khinh Hồng tràn đầy oán độc. Chỉ thấy Lý Khinh Hồng đi vào một gian phòng, trên tay treo một cái túi màu vàng, sau đó, một cây kim đâm vào trong cánh tay cô. Thời gian dần dần trôi qua, túi máu dần dần được lấp đầy, sắc mặt Lý Khinh Hồng cũng theo đó mà trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vương Nhất xông vào đầu tiên, nói với bác sĩ, đủ rồi, chúng tôi không lấy máu nữa. Anh nhìn ra được, máu lấy từ trên người Lý Khinh Hồng đã đủ nhiều rồi, còn lấy thêm nữa, chính cô cũng sẽ bị thiếu máu. Mẹ! Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mẹ mình, cái miệng nhỏ nhắn của Vương Tử Lam mím lại, dường như sắp khóc ra rồi. Lý Khinh Hồng lại lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, không sao, không có gì đáng ngại. Nói xong, lại nói với bác sĩ, lấy tiếp đi. Khinh Hồng! Trong mắt Vương Nhất vô cùng không nỡ. Lý Khinh Hồng không trả lời anh nữa, chỉ cắn răng gắng gượng chống đỡ. Thời gian dần trôi từng phút từng giây, sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên rõ ràng. Chị Lý, đủ rồi, không cần lấy nữa. Lý Mộng Đình cũng xông đến, lộ rõ vẻ không đành lòng. Người bình thường lấy 400ml máu, cơ thể đã cảm thấy khó chịu rõ ràng. Nhưng hiện giờ, Lý Khinh Hồng đã vượt xa số lượng này. Tiếp tục, Lý Khinh Hồng cắn răng nói ra. Khi nói ra hai chữ này, giọng cô cũng đang run rẩy, đầu choáng vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Châu Mỹ Ngọc lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo vẻ cười lạnh lùng. Tốt nhất lấy máu đến chết đi. Bà ta thầm nguyền rủa trong lòng. Thoáng chốc đã đầy hai túi máu. Đầy rồi. Cuối cùng bác sĩ cũng nói ra. Lúc này Lý Khinh Hồng mới như chút được gánh nặng mà đứng dậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Vương Nhất vội vàng đỡ cô. Em không sao. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu cười với Vương Nhất, còn chưa đi được một bước, hai mắt đã nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Khinh Hồng. Mẹ. Chị Lý. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vương Nhất và Lý Mộng Đình lập tức thay đổi, giơ tay ôm lấy Lý Khinh Hồng đang ngã ngửa về đằng sau, vậy mới giúp cô không bị ngã xuống mặt đất. Vương Tử Lam thì ôm chặt lấy cô, bật khóc thành tiếng. Ba, mẹ sao rồi? Vương Nhất vội vàng an ủi cô bé, mẹ không sao, mẹ chỉ là mệt mỏi quá thôi. Mau đưa vào phòng bệnh. Nói xong, lại trầm giọng nói với Lý Mộng Đình. Lý Khinh Hồng được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất, Vương Nhất và Vương Tử Lam luôn luôn theo sát bên cạnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất cực kỳ đau lòng, khẽ sờ lên khuôn mặt cô, lẩm bẩm, Khinh Hồng. Sao em lại ngốc như vậy? Rõ ràng không cần lấy nhiều máu như vậy. Anh biết, trải qua lần lấy máu này, trong khoảng thời gian rất dài sau đó, sức khỏe của Lý Khinh Hồng sẽ không tốt bằng lúc trước. Là chồng của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất rất đau lòng. Đúng lúc này, lại nhận được điện thoại của Đồng Yên Nhiên. Vương Nhất, bây giờ anh đang ở đâu? Ở bệnh viện, sao vậy? Vương Nhất có thể nghe ra được vẻ hoảng hốt trong giọng nói của Đồng Yên Nhiên. Bên chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Đồng Yên Nhiên lo lắng nói, bây giờ toàn bộ nhà họ Đồng đã bị Đồng Chi Thu chiếm giữ, bọn họ còn bắt cóc Bạch Yến. Nghe vậy, Vương Nhất nhíu chặt mày lại, không phải còn có nhà họ Diệp à, sao nhà họ Đồng bị đánh chiếm nhanh vậy? Vốn dĩ, tôi và anh Kình Hiên đã hẹn trước, nhà họ Diệp sẽ trấn giữ nhà họ Đồng giúp tôi, nhưng nhà họ Diệp lại gặp chút phiền phức, không thể phân ra. Đồng Yên Nhiên cố gắng dùng câu từ giản lược nhất nói ra toàn bộ quá trình sự việc,
sau đó tôi mới biết được, là Sử Kiến lợi dụng quyền hạn trong tay, bị Bạch Yến phát hiện, cô ta muốn ngăn cản, nhưng lại bị bắt cóc. Sắc mặt Vương Nhất âm trầm như nước, anh hiểu rõ nguyên nhân Đồng Yên Nhiên thất bại rồi. Dưới tình huống anh không thể phân thân, chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là nhà họ Diệp, nhưng sau khi Sử Kiến lên chức đã lợi dụng quyền lực ngăn chặn nhà họ Đồng, đồng nghĩa với việc Đồng Yên Nhiên mất đi chỗ dựa lớn nhất, bị thua cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ cô đang ở đâu? Vương Nhất hỏi. Bây giờ đám người Đồng Đông Cầu đang tìm tôi khắp nơi, tôi đang đi đến chỗ anh. Vương Nhất im lặng rất lâu, cuối cùng nói, cô chờ tôi dưới bệnh viện, tôi lập tức đi xuống. Được. Đồng Yên Nhiên lập tức cúp điện thoại. Vương Nhất gọi Lý Mộng Đình đến, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, cô chăm sóc Tử Lam giúp tôi một lát. Nói xong, lại ngồi xổm xuống nói với Vương Tử Lam, nói, Tử Lam chơi với dì Mộng Đình của con một lát được không, ba sẽ trở về sớm thôi. Vương Tử Lam vội vàng gật đầu, chơi một lát thì được, nhưng con vẫn muốn chờ mẹ tỉnh lại cùng ba. Một người bạn của ba gặp nguy hiểm, ba muốn đi giúp cô ta, con nói chuyện với dì Mộng Đình một lát được không? Vương Tử Lam khẽ gật đầu, vậy ba đi nhanh về nhanh nha. Mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thông minh, cũng không cố giữ anh lại. Nói xong, Vương Nhất trịnh trọng gật đầu với Lý Mộng Đình rồi vội vã xuống tầng. Một chiếc taxi đỗ ở ngoài cửa bệnh viện, một bóng người xinh đẹp bước xuống, chính là Đồng Yên Nhiên. Vương Nhất. Nhìn thấy Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên nhanh chóng bước đến, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nói cho tôi nghe cục diện hiện giờ của nhà họ Đồng. Sắc mặt Vương Nhất vô cùng âm trầm, trong mắt lấp lóe lạnh giá. Chuyện tối nay khiến trong lòng anh nghẹn đầy lửa giận, đúng lúc không có chỗ trút ra. Đám cặn bã nhà họ Đồng kia rất không may trở thành mục tiêu trút giận của Vương Nhất. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Chi Thu, tất cả đám con riêng hợp sức với nhau, muốn tôi nói ra tung tích của anh, mục đích của bọn họ không phải là tôi mà là anh. Tôi không phải là đối thủ của bọn họ nên đã trốn ra ngoài. Bạch Yến đã bị bắt làm con tin, tôi muốn trở về cứu cô ta. Nhưng có thể khẳng định một điều, mặc dù bây giờ bọn họ hợp sức tạo phản, nhưng đến lúc quyết định gia chủ là ai, chắc chắn bọn họ sẽ lại chia rẽ. Hiểu rồi, bây giờ trở về nhà họ Đồng. Vương Nhất gật đầu, nói xong thì gọi điện thoại, báo cho Lãnh Nhan đến. Nghe thấy lời của Vương Nhất, trong lòng Đồng Yên Nhiên hoảng hốt, bây giờ toàn bộ nhà họ Đồng đều bị đám con riêng chiếm giữ, anh còn chủ động qua đó. Vương Nhất cười nhạt, không phải bọn họ đang tìm tôi sao, vậy thì như bọn họ mong muốn. Vừa dứt lời, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước mặt hai người. Lãnh Nhan mặc áo ra xuống xe, trực tiếp bỏ qua Đồng Yên Nhiên, đi đến trước mặt Vương Nhất. Thiếu chủ, mời lên xe. Vương Nhất lạnh nhạt gật đầu, sau đó ra hiệu cho Đồng Yên Nhiên cũng lên xe. Đồng Yên Nhiên sửng sốt rất lâu, nhìn thấy Lãnh Nhan, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Vương Nhất dám chủ động đến nhà họ Đồng. Bởi vì anh căn bản không coi nhà họ Đồng ra gì, hơn nữa, mỗi lần cô gái mặc áo da này xuất hiện, ắt phải có thương vong. Bên kia, trong phòng bệnh trên tầng cao nhất của bệnh viện, Lý Khinh Hồng vẫn chưa tỉnh lại. Lý Mộng Đình đang kể chuyện cổ tích cho Vương Tử Lam nghe. Đúng lúc này, một bác sĩ mặc áo blau và châu Mỹ Ngọc đẩy Lý Thiên Dương cắm dây truyền dịch khắp người đi vào. Lý Mộng Đình lập tức đặt quyển chuyện cổ tích xuống, nắm chặt tay bác sĩ hỏi, ba tôi sao rồi? Bác sĩ nghiêm túc nói, đã bảo vệ được tính mạng, nhưng có một viên đạn tổn thương đến phổi, có thể tỉnh lại hay không, phải xem khát vọng sống sót của ông ta rồi. Quỳnh! Vừa nói ra lời này, Lý Mộng Đình hoàn toàn ngây dại, bỗng nhiên kích động nắm lấy áo bác sĩ gào lên, chuyện này là sao? Chị Lý truyền hai túi máu to, suýt nữa không giữ được tính mạng, ông lại nói với tôi rằng phải xem khát vọng sống sót, ông là bác sĩ, không phải thần côn, không thể nói lời vô trách nhiệm như vậy được. Châu Mỹ Ngọc ở bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức giữ chặt lấy Lý Mộng Đình, con gái à, không thể nói như vậy, bác sĩ cũng đã cố hết sức, không thể trách ông ta. Bác sĩ kia cảm kích nhìn Châu Mỹ Ngọc. Vẫn là bà đây hiểu rõ lý lẽ. Nói xong, lại nghiêm túc nhìn về phía Lý Mộng Đình, cô à, tôi có thể đảm bảo với cô, chỉ cần bệnh nhân còn 1% sống sót, chúng tôi cũng không buông tha. Lý Mộng Đình im lặng không nói, vành mắt lại càng ngày càng đỏ. Nhất là nhớ tới trước đây ba chăm sóc mình từng ly từng tí, nước mắt tạch tạch rơi xuống. Tôi ra ngoài yên tĩnh một lát. Nói xong, cô ta chạy ra ngoài. Thế là... Trong phòng bệnh chỉ còn hai người Châu Mỹ Ngọc và Vương Tử Lam. Dường như Vương Tử Lam hơi sợ Châu Mỹ Ngọc,
bởi vậy cũng không nói chuyện, chỉ ngồi trong một góc, tự mình đọc truyện cổ tích. Gian phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức Châu Mỹ Ngọc cũng cảm thấy khó tin. Bà ta nhìn Lý Thiên Dương và Lý Khinh Hồng nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên cười rộ lên đầy dữ tợn. Thật sự là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, lần này hay rồi, hai người đều hôn mê. Nói thật, đến bây giờ Châu Mỹ Ngọc vẫn còn hoảng sợ chuyện tối nay. Nhất là hình ảnh Lý Thiên Dương ngã trong vũng máu, nó đã khắc sâu trong đầu bà ta. Bà ta vốn nghĩ rằng, chỉ cần diệt trừ một trong hai người Lý Thiên Dương và Lý Khinh Hồng để tránh tiết lộ bí mật của nhà họ Lý là được rồi, mà bây giờ, hai người đều nằm trên giường bệnh. Không phải ông ngang ngược lắm sao, không phải ông tát tôi sao? Lại ngang ngược cho tôi xem nào, đồ vô dụng, đồ rác rưởi. Bây giờ trong phòng chỉ có mình bà ta là người lớn, sắc mặt bỗng trở nên ác độc, hung hăng tát một phát lên mặt Lý Thiên Dương. Đừng cho là tôi không biết, ông sớm đã nhận ra con gái của ông rồi phải không? Lại còn muốn nhận lại con gái. Hừ, ông nghĩ cũng hay lắm. Châu Mỹ Ngọc chửi ầm lên, giống như muốn trút hết toàn bộ bất mãn trong lòng ra ngoài, trong mắt ngập tràn thù hận. Không phải ông vẫn không thể quên được vợ trước hay sao? Vậy ông xuống địa ngục đoàn tụ với đồ kỹ nữ kia đi, tất cả tài sản của ông sẽ là của tôi. Châu Mỹ Ngọc càng nói càng hăng, trên mặt ngập tràn nụ cười điên cuồng, Vương Tử Lam càng nhìn càng sợ, không nhịn được nắm chặt tay Lý Khinh Hồng. Đúng rồi, còn cả đồ kỹ nữ này nữa, vẻ ngoài giống hệt người phụ nữ kia, đều ti tiện như nhau. Châu Mỹ Ngọc bỗng nhiên đi đến bên cạnh Lý Khinh Hồng sắc mặt tái nhợt, nhắm nghiền hai mắt kia, khinh thường nói ra. Tôi cũng không ngờ được. Hóa ra cô chính là con gái của ông ta và vợ trước, nhưng mà không sao, rơi vào tay tôi rồi, tôi còn có thể cho cô sống tốt sao? Nói xong, Châu Mỹ Ngọc giơ bàn tay lên, muốn tát một phát lên mặt Lý Khinh Hồng. Vương Tử Lam bên cạnh lập tức khóc lớn. Bà ngoại, đừng mà, đừng đánh mẹ. Vương Tử Lam khóc lóc thảm thiết, hai mắt đỏ hoe. Châu Mỹ Ngọc lập tức sợ hãi rụt tay lại, quay đầu hung ác lườm Vương Tử Lam, la hét cái gì? Có tin tao ném mày từ tầng cao nhất xuống không? Châu Mỹ Ngọc ghét con gái của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng từ tận đáy lòng, sao có thể đối xử tử tế với cô bé được? Vương Tử Lam nghe vậy lại càng khóc dữ dội hơn. Mẹ không làm gì sai, đừng đánh mẹ. Ba ơi, ba ở đâu? Mau tới cứu mẹ đi. Vương Tử Lam vừa khóc vừa định chạy ra ngoài, nhưng bị Châu Mỹ Ngọc kéo về. Câm ngay cho tao. Châu Mỹ Ngọc trừng mắt uy hiếp. Đừng tưởng tao không dám đánh mày, mày giống hệt như ba mẹ mày, đều là đồ sao chổi, chết đi càng tốt. Vương Tử Lam thu mình trong góc, khóc không ra hơi. Thấy Vương Tử Lam không chỉ không sợ mà ngược lại càng ngày càng khóc to hơn, còn có dấu hiệu tạo thành tạp âm, Châu Mỹ Ngọc cũng hơi sợ, bà ta dịu giọng, bà ngoại chỉ đùa với cháu thôi, cháu đừng khóc nữa được không? Bà ngoại là người xấu, cháu không muốn ở cùng bà. Vương Tử Lam không quan tâm, tiếp tục khóc. Châu Mỹ Ngọc quýnh lên, vội vàng đưa tay bịt miệng cô bé. Nhưng Vương Tử Lam lại chợt há miệng, cắn vào tay bà ta. Vì thế trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai. A! À, Châu Mỹ Ngọc rụt tay lại như bị điện giật, nhìn xuống thì thấy đã bị cắn chảy máu. Ngay lập tức, vẻ mặt bà ta trở nên cực kỳ âm trầm. Con khốn này, mày dám cắn tao, tao vả vỡ mồm mày. Nói rồi Châu Mỹ Ngọc đưa tay lên. Cạch! Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý Mộng Đình tức giận đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong phòng. Châu Mỹ Ngọc hoảng sợ, vội vàng giải thích, Mộng Đình, không phải như con nhìn thấy đâu. Là con bé này nó cắn mẹ, con xem ngón tay mẹ bị nó cắn thành ra thế nào rồi đây này. Lý Mộng Đình không nghe lọt tai, chỉ nhìn Châu Mỹ Ngọc với vẻ không thể tin được, mẹ điên rồi à. Tử Lam mới 5 tuổi thôi, thế mà mẹ lại đi đánh một đứa bé 5 tuổi. Không phải. Là nó cắn mẹ trước. Châu Mỹ Ngọc vẫn định trốn tránh trách nhiệm. Lý Mộng Đình chế nhạo, cắn mẹ. Ha ha, mẹ tìm lý do cũng không tìm lý do nào tử tế hơn được à. Tử Lam mới 5 tuổi, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không phải mẹ đã làm gì thì cô bé sẽ cắn mẹ sao? Nói xong cô đẩy Châu Mỹ Ngọc ra, bé Vương Tử Lam lên lau nước mắt trên mặt cho cô bé, dịu giọng nói, Tử Lam, nói cho dì biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Tử Lam chỉ vào Châu Mỹ Hòa, không ngừng khóc được. Bà ngoại muốn đánh mẹ, cháu không cho bà đánh thế là bà quay sang đánh cháu. Sau khi nghe thấy những lời này của Vương Tử Lam, Lý Mộng Đình mở to mắt, quay đầu nhìn Châu Mỹ Ngọc với vẻ không tin nổi,
Mẹ, lời Tử Lam nói là thật sao? Mẹ thật sự, định đánh chị Lý. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc càng hoảng hốt hơn, bà ta nhanh chóng giải thích, sao có thể thế được? Con bé 5 tuổi thì hiểu cái gì, nói dối đấy, nó đang nói dối thôi. Cháu không nói dối. Vương Tử Lam hét lớn rồi giang hai tay, dùng cơ thể nhỏ bé của mình chắn trước mặt Lý Khinh Hồng. Lý Mộng Đình kinh ngạc rồi kéo Vương Tử Lam ra sau lưng để bảo vệ, tức đến nỗi người cũng run lên. Mẹ đúng là người mẹ tốt của con, Vương Nhất nhờ con chăm sóc Tử Lam cho tốt, mẹ thì hay rồi, con đi ra ngoài hít thở không khí một lát thôi, mẹ đã định đánh chị Lý với Tử Lam rồi, mẹ phải thù hận họ đến nhường nào chứ? Nói đến đây, hai mắt Lý Mộng Đình chợt đỏ hoe, thật ra ngay từ khi bà bảo tôi gả vào nhà họ Văn là tôi đã biết bà là người thế nào. Trong mắt bà, tôi là vật hy sinh, nếu không nhờ Vương Nhất thì đời này của tôi đã bị bà hủy hoại rồi. Bây giờ bà lại định đánh chị Lý và Tử Lam. Bà không xứng làm mẹ tôi. Đầu óc Châu Mỹ Ngọc cũng trống rỗng, bà ta chết lặng khi nghe con gái hét lên như vậy. Hoàn hồn lại, bà ta định nói ra chân tướng sự thật với Lý Mộng Đình. Mộng Đình, thật ra người phụ nữ này là... Im đi! Châu Mỹ Ngọc còn chưa kịp nói ra hai từ, con gái, thì đã bị Lý Mộng Đình hét lên. Cô chỉ tay về phía cửa, cút đi cho tôi. Mộng Đình! Cút! Trừ khi ba và chị Lý đều tỉnh lại. Nếu không bà không được vào đây. Lý Mộng Đình phẫn nộ, cô thật sự sợ. Nếu để Châu Mỹ Ngọc ở lại phòng bệnh một mình lần nữa, cô không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Châu Mỹ Ngọc ngẩn người hồi lâu cuối cùng cũng định thần lại, nhìn chằm chằm Lý Mộng Đình. Tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn nghĩ cho con, thế nhưng con lại bảo mẹ cút đi. Được, con đừng hối hận. Nói xong Châu Mỹ Ngọc giận đùng đùng ra khỏi phòng bệnh. Nhìn Châu Mỹ Ngọc rời đi. Lý Mộng Đình mới ngồi xuống ghế, nước mắt đầy mặt. Cô không ngờ gia đình đang êm đẹp lại sụp đổ, chia ly như thế này. Ba hôn mê, mẹ, thì xa lạ tới mức cô không hề quen. Dì Mộng Đình, Vương Tử Lam ở bên cạnh rụt rè gọi. Lý Mộng Đình lại nở nụ cười, bế Vương Tử Lam lên, nghiêm túc nói, sẽ ổn thôi. Xe chậm rãi dừng lại, Vương Nhất dẫn Lãnh Nhan và Đồng Yên Nhiên sải bước đi vào nhà họ Đồng. Giờ phút này nhà họ Đồng được canh phòng nghiêm ngặt, mọi ngóc ngách đều có vệ sĩ phục tùng Đồng Chi Thu, bọn họ đều thờ ơ nhìn ba người. Tim Đồng Yên Nhiên đập thình thịch, còn Vương Nhất lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, coi những vệ sĩ này như không tồn tại. Lãnh Nhan còn trực tiếp hơn, trong tay có thêm mấy con dao găm, cô ta còn đang nghịch chúng. Ba người đi thẳng tới phòng khách của nhà họ Đồng. Phòng khách chật kín người, đứng đầu là ba người phía Đồng Chi Thu, Đồng Đông Cầu, Sử Kiến. Phía sau còn có mấy đứa con trai riêng như đám Đồng Thiên Tường mà Vương Nhất chưa thấy bao giờ, có điều không khó để đoán ra rằng địa vị của họ không cao. Sử Kiến nhìn ba người phía Vương Nhất bật cười ha hả, Vương Nhất, cuối cùng anh cũng đến. Trên mặt Vương Nhất không có cảm xúc gì, anh nhìn đám con trai riêng đang có mặt ở đây một lượt rồi nói, nghe nói các anh tìm tôi. Đúng là tìm anh có chút chuyện. Đồng Chi Thu nheo mắt, quan sát Vương Nhất, anh đang giấu thứ không nên giấu. Giao ra thì chúng tôi cho anh về. Lời này vừa dứt, vẻ mặt Đồng Yên Nhiên chợt trở nên căng thẳng. Nhưng Vương Nhất lại cười nhạt, anh đang nói tới tài sản di chúc à? Thực xin lỗi, tôi đã chuyển giao hết cho cô Đồng rồi. Vẻ mặt Đồng Chi Thu thoáng chốc trở nên âm trầm, anh ta nhìn Đồng Yên Nhiên, em gái, tôi khuyên cô hãy giao ra đi, cô đã không còn cơ hội thắng nữa rồi. Nét mặt Đồng Yên Nhiên khó coi, nhưng cô ta vẫn lắc đầu. Tôi mới là người thừa kế chính thống nhất của nhà họ Đồng, các anh chỉ là con riêng không đáng được nhắc tới thì có tư cách gì mà tranh với tôi. Lời này của Đồng Yên Nhiên không hề khiến Đồng Chi Thu tức giận, trong mắt anh ta, dù là thủ đoạn hay mưu trí, Đồng Yên Nhiên đều không thể so sánh được với mình. Anh ta nhìn Vương Nhất, anh khuyên em gái tôi giao ra đi, dù sao con bé cũng là em tôi sẽ không giết nó, còn sẽ tìm một gia đình chồng tốt rồi gả nó đi nữa. Đồng Chi Thu, anh đừng có mơ. Khuôn mặt Đồng Yên Nhiên hiện rõ lửa giận. Thấy vậy, Vương Nhất lắc đầu, sở dĩ tôi không muốn tham gia vào chuyện của nhà họ Đồng, thứ nhất là vì muốn rèn luyện cô Đồng, thứ hai là muốn cho các anh một con đường, nhưng rõ ràng các anh đã chọn cái chết. Anh đã uy hiếp chúng tôi đấy à? Vẻ mặt Đồng Chi Thu kỳ lạ, anh ta bật cười hỏi. Vương Nhất tiếp tục lắc đầu, trước nay tôi không uy hiếp ai bao giờ, hầu như đều là nói rồi làm ngay. Vậy sao? Xem ra anh thuộc kiểu rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Đồng Chi Thu cười lạnh, sau đó nhìn Sử Kiến, kéo lên đi.
Sử Kiến phất tay, hai tên vệ sĩ kéo một người phụ nữ trùm khăn đen trên đầu tới. Sử Kiến cởi khăn trùm đầu, Đồng Yên Nhiên không nhịn được hô lên, Bạch Yến. Ư, miệng bị nhét rẻ nên cô ta chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử từ cổ họng. Mấy người muốn không nghe lời cũng khó. Sử Kiến cười to, khuôn mặt lộ vẻ hung ác, nếu không giao di trúc ra thì người phụ nữ này sẽ không sống được nữa đâu. Cả nhà họ Đồng tràn ngập tiếng cười lớn của Sử Kiến. Còn Bạch Yến trước mặt anh ta thì đầu tóc bù xù, vẻ mặt hãi hùng sợ sệt, miệng không ngừng phát ra âm thanh ư ử, người ra sức giãy giụa. Đồng Yên Nhiên nhìn cảnh này, trong mắt đã đầy lửa giận. Sử Kiến, thả Bạch Yến ra. Thả cô ta. Sử Kiến nhìn Đồng Yên Nhiên đầy mỉa mai, khi nào các cô đưa di trúc ra thì chúng tôi sẽ thả cô ta ngay. Đồng Yên Nhiên nghe thấy lời này thì biến sắc, Đồng Chi Thu và Đồng Đông Cầu cũng lạnh lùng nhìn bọn họ. Đây chỉ là con át chủ bài đầu tiên của chúng, cho dù Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên không làm theo thì phía sau vẫn còn thủ đoạn đáng sợ hơn chờ đợi họ. Di trúc, xin lỗi, nó đã bị tôi xé rồi. Lúc này Vương Nhất nhàn nhạt cất lời, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Cái gì, xé rồi. Dứt lời, sắc mặt đám người lập tức sầm lại, đến Đồng Chi Thu cũng phải đứng lên. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ lạnh lẽo, thứ quan trọng như vậy mà anh cũng dám xé. Ông già đó muốn lợi dụng tội, chuyển hết hận thù sang tôi, thế mà mấy người ngu ngốc các anh còn tin là thật. Vương Nhất cười nhẹ, trong mắt là vẻ châm biếm rõ rệt, thứ cho tôi nói thẳng, giao nhà họ Đồng cho các anh, không tới 3 ngày đã bị phá hủy. Tự phụ. Ngay lập tức, mấy tên con hoang trầm mặt hét lớn. Sử Kiến im lặng một lúc, lấy một con dao ra kề lên cổ Bạch Yến. Bớt nói nhảm đi, di trúc đã xé rồi thì thôi, giao hết tài sản của nhà họ Đồng ra đây. Nếu không tôi sẽ giết người phụ nữ này. Bạch Yến lập tức vùng vẫy kịch liệt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đối mặt với cái chết, rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh thực sự. Đồng Yên Nhiên thoáng chốc biến sắc, vội vàng ngăn cản, dừng lại, tôi sẽ giao tài sản, các anh không được giết cô ấy. Nói xong cô ta lại nhìn Vương Nhất, ông già đưa di trúc cho anh, vậy tiền đâu? Vương Nhất lắc đầu, khi đó cô cũng có mặt. Quản gia của Đồng Kiệt chỉ lấy di trúc ra chứ không đưa tài sản cho tôi. Gì cơ? Con người Đồng Yên Nhiên lập tức co rụt lại, như vậy là không cứu Bạch Yến được sao? Cô ta nhìn Sử Kiến, nghiến răng nói, tài sản không ở chỗ chúng tôi. Sắc mặt Sử Kiến sầm xuống, tôi thấy là các cô không muốn đưa thì có. Nếu đã vậy thì người phụ nữ này đừng hòng được sống nữa. Nói xong con dao trong tay anh ta gỉ xuống. Trên cổ trắng nõn của Bạch Yến lập tức xuất hiện vết máu. Nhìn thấy cảnh này, Vương Nhất chợt bật cười, anh dùng điều này để uy hiếp tôi à? Sử Kiến tỏ vẻ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nheo mắt nhìn Vương Nhất, anh phá hỏng mọi việc tốt của tôi, còn khiến tôi phải chịu sỉ nhục đến thế, nếu tôi không trả thù thì sau này làm sao còn chỗ đứng ở Thiên An nữa? Chỗ dựa lớn nhất của các anh là nhà họ Diệp, bọn họ đã bị tôi khống chế rồi, bây giờ các anh đã không còn đường lui nữa. Đồng Yên Nhiên nghe xong tái mặt, đúng thế, nhà họ Diệp có tới hay không cũng không khác nhau là mấy. Mấy tên con riêng khác cũng giễu cợt, chỉ có một người lặng lẽ rút lui khỏi trận doanh mà không ai phát hiện ra. Anh ta chính là Đồng Thiên Tường. Anh ta nhìn đám con trai riêng kia như nhìn đám ngốc, sự lớn mạnh của Vương Nhất không phải điều mà bọn họ có thể nhìn thấy được. Vương Nhất nhìn thấy rất rõ chi tiết nhỏ này, anh không khỏi cười nhẹ, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, thả cô ấy ra thì anh còn được sống. Khi nói, anh làm một động tác tay. Lãnh Nhan phía sau bước lên đứng ngang hàng với anh, dao găm trong tay cô ta càng xoay nhanh hơn. Nhưng Sử Kiến lại cười lớn, mặt lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí, tuy tôi rất thích người phụ nữ này, nhưng cô ta phát hiện ra bí mật tôi tự ý điều động nhân lực thì tôi cũng hết cách, chỉ có thể diệt khẩu thôi. Nói xong, anh ta lại nhìn Bạch Yến với vẻ giễu cợt, tạm biệt thế giới tươi đẹp này đi, tiếc là dù cô chết cũng không tra ra được ba mình chết như thế nào. Lời này vừa dứt, con người của Bạch Yến chợt co rút lại, cảm xúc kích động rõ ràng, thế mà lại thoáng chốc hất được vải trắng trong miệng ra. Nói cho tôi biết rốt cuộc ba tôi chết như thế nào. Đôi mắt cô ta đỏ au, tiếng hét sắc bén. Chính ba là người dẫn dắt Bạch Yến đến với con đường sự nghiệp hiện tại, nhưng ông lại chết không rõ ràng, điều này vẫn luôn là cái gai trong lòng cô ta. Nhưng cô ta biết chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Sử Kiến. Sử Kiến bật cười lớn. Diêm Vương sẽ nói cho cô biết câu trả lời. Nói xong, anh ta giơ dao lên không chút do dự.
Bạch Hiến chỉ là con tin có hay không cũng chẳng sao, cho dù chết thì bọn chúng cũng vẫn còn cách khác để khiến Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Trong mắt Bạch Hiến đầy vẻ không cam lòng. Cô ta không sợ chết, chỉ sợ chết một cách không rõ ràng. Phút phút. Đúng lúc này, bốn con dao bay lặng lẽ tấn công. Giây tiếp theo, các khớp tứ chi của Sử Kiến đều bị dao bay găm chặt. Máu chảy như nước tràn bờ đê. Sử Kiến cũng sững người ngay tại chỗ, con dao găm trên tay rơi xuống, bịch một tiếng, anh ta nằm luôn xuống đất. Ầm. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến ngây người, Đồng Đông Cầu và Đồng Chi Thu cũng không thể tin được. Bạch Yến lại càng trợn mắt to hơn, vừa nãy cô ta còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Vương Nhất, anh. Sử Kiến nằm trên đất, đau dữ dội đến mức không nói được lời nào. Vương Nhất tới trước mặt anh ta như trốn không người, nhìn anh ta từ trên xuống, nói sự thật về ba cô ấy thì tôi tha cho anh một mạng. Đồng Yên Nhiên nhân cơ hội này cởi trói cho Bạch Yến. Sử Kiến kinh hãi, dưới cơn sợ hãi của cái chết, anh ta nhanh chóng nói ra. Ba cô không chỉ chết trận mà còn mang danh, kẻ phản bội, thật ra đều do chúng tôi làm, tiết lộ tung tích của ông ta cho phạm nhân, mượn tay bọn họ giết ba cô. Bạch Yến choáng váng, nước mắt chảy dài. Ba. Giây tiếp theo, vẻ mặt cô ta chợt trở nên hung dữ, cô ta rút khẩu súng cảnh sát ra nhắm vào đầu Sử Kiến. Tôi giết anh. Dưới cơn tức giận, vẻ mặt Bạch Yến càng hung tợn hơn. Vương Nhất bình tĩnh, không ngăn cản. Đúng là anh không bảo Lãnh Nhan giết anh ta, nhưng Bạch Yến có giết anh ta không thì anh không biết. Chân tướng cũng gần giống như anh đoán, anh đã không chỉ một lần nhắc nhở Bạch Yến, chỉ là cô ta không bao giờ nghi ngờ Sử Kiến mà thôi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng súng vang lên. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn Bạch Yến. Chỉ thấy người cô ta run rẩy. Vẻ mặt phẫn nộ nhưng cô ta lại cất súng đi. Tôi rất muốn giết anh, nhưng tôi không thể, nếu không tôi cũng sẽ trở nên người giống như các anh. Cô ta lấy còng tay ra đeo cho Sử Kiến, bây giờ tôi sẽ bắt giữ anh vì tội lạm dụng chức quyền, tố cáo sai, cố ý giết người. Nói xong cô ta hộ tống Sử Kiến rời đi. Khi đi tới trước mặt Vương Nhất, cô ta dừng lại, cúi người thật sâu. Anh Vương, cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng cảm ơn anh. Khiến ba tôi được rửa sạch oan khuất. Vương Nhất cười nhẹ, không để tâm lắm. Bốp bốp. Sau khi Bạch Yến đưa Sử Kiến đi, trong sân nhà họ Đồng chợt vang lên tràng âm thanh giòn tan. Đồng Chi Thu vỗ tay, nheo mắt nhìn Vương Nhất khen ngợi. Được, được lắm, chỉ là tôi không ngờ bên cạnh anh lại có một nữ vệ sĩ lợi hại đến thế này. Ngay sau đó, mặt anh ta lại trở nên dữ tợn, nham hiểm, nhưng lợi hại hơn nữa thì có thể lợi hại hơn súng được không? Dứt lời, toàn bộ vệ sĩ trong nhà họ Đồng đồng loạt bao vây, chĩa súng vào đầu Vương Nhất. Khi một đám người nhà họ Đồng chĩa súng vào đầu Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên và Lãnh Nhan, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng kiềm nén, một luồng tử khí nồng đậm cũng lặng lẽ bao trùm trong không khí. Hai mắt Vương Nhất nheo lại đầy nguy hiểm. Những vệ sĩ nhà họ Đồng này đều đầu phục đám người Đồng Chi Thu, hơn nữa trên mặt ai cũng có cảm giác tỉnh ngộ sau đại nạn. Đêm nay là cuộc đại cải tổ của nhà họ Đồng. Cũng là đêm mà họ thực hiện mục đích của sự sống. Vì vậy, chỉ cần Đồng Chi Thu ra lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự bắn nát đầu Vương Nhất. Vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên thoáng qua vẻ hoảng loạn. Dù có giỏi tính toán đến đâu thì cô ta vẫn chỉ là phụ nữ, khi có nhiều họng súng chĩa vào đầu như vậy, nói không sợ là giả. Các anh muốn giết tôi. Cô ta vô thức lùi lại một bước, cơ thể cũng căng thẳng. Nghe vậy, vẻ mặt Đồng Chi Thu cũng dịu lại. Nếu có thể thỏa hiệp sớm hơn thì đã không đến mức này. Anh ta lắc đầu, chân thành nói với Đồng Yên Nhiên, em gái, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc giết em, cho dù là khi nào hay ở đâu, em vẫn là em gái của anh. Nghe lời anh, đến cạnh bọn anh. Đồng Yên Nhiên không nói lời nào, chỉ bước những bước nhỏ và không ngừng lui về phía sau. Những hành động nhỏ này đều phản ánh sự bất an trong lòng cô ta. Đồng Chi Thu nhìn thấy, càng thêm thuyết phục, em gái. Đời người không phải đều muốn sống an ổn sao? Chỉ cần em có thể rời khỏi đó, anh đảm bảo em sẽ một đời phú quý. Sống an ổn, ha! Đồng Yên Nhiên chế nhạo, nói câu này, tôi cũng thấy mâu thuẫn thay cho anh. Các người đều là con riêng, đều muốn ngồi lên vị trí gia chủ, không tiếc làm tan nhà nát cửa. Đây là kết cục mà các người muốn sao? Trên mặt Đồng Chi Thu không có một tia áy náy, đây là những thứ chúng tôi nên có. Cô là con gái lớn của dòng chính, cô không biết nỗi khổ của những đứa con riêng như chúng tôi đâu.
Hiện giờ, chúng tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Cái gì gọi là thứ thuộc về các anh, những thứ này vốn là thuộc về nhà họ Đồng. Đồng Yên Nhiên đột nhiên hét lớn, đều lấy cớ, anh chính là lòng lang dạ thú. Sắc mặt Đồng Chi Thu chìm xuống, chỉ vào Vương Nhất giận dữ nói, em gái, sức kiên nhẫn của anh có hạn, đêm nay em có thể rời đi, nhưng cậu ta nhất định phải chết. Đồng Yên Nhiên khẽ run lên, nhưng lại nhìn về phía Vương Nhất, đột nhiên lắc đầu, tôi không đi, anh có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi. Vương Nhất nhìn cô ta, nhẹ nhàng kéo cô ta ra sau, sau đó lạnh lùng nhìn Đồng Chi Thu, tôi khuyên anh, tốt hơn hết là đừng chĩa súng vào tôi. Nhiều súng như vậy nhưng anh không sợ hãi chút nào. Đồng Chi Thu cười, vậy phải xem mày có phối hợp hay không. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất giao tài sản ra, sau đó tuân lệnh, thứ hai là chết. Nói đến chữ cuối, Đồng Chi Thu thể hiện rõ sự đe dọa. Ai cũng có thể thấy Đồng Chi Thu là người mến người tài, bên cạnh Vương Nhất có một ảnh vệ cường đại như Lãnh Nhan, nếu có thể sở hữu được tài sản nhà họ Đồng vậy thì việc nhà họ Diệp bị diệt trừ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vừa nghe những lời này, vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên đột nhiên trở nên kỳ lạ. Sử Kiến, người duy nhất đến buổi đấu giá Giang Thành hôm đó đã bị bắt, cô ta là người duy nhất biết sức ảnh hưởng của Vương Nhất. Ngay cả những công tử giàu có và quyền lực như Hạ Khiêm hay Lục Kiệu, cũng không đáng để trong mắt, nhưng Đồng Chi Thu lại muốn Vương Nhất đầu hàng, đó là chuyện nực cười. Vương Nhất cũng cười nhạt, đảo mắt nhìn mấy người con riêng, khóe miệng nhếch lên, ngay cả Hoàng tộc Yến Đô cũng không đủ tư cách làm cho tôi phục tùng thì nhà họ Đồng các người là cái thá gì. Thực lực của nhà họ Đồng thực ra còn hơn cả những gia tộc bậc nhất, nhưng ở trong mắt Vương Nhất, thế mà bị bỡn cợt không đáng một đồng. Điều này khiến cho vẻ mặt bọn người nhà họ Đồng đều cứng đờ lại. Có vẻ như mày muốn chọn con đường chết. Đồng Chi Thu nghiến răng, đôi mắt tam giác lạnh lùng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vừa định ra lệnh nổ súng, Vương Nhất đột nhiên cười đùa, các anh nói xem, một khẩu và 20 khẩu, ai mạnh hơn? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều mờ mịt không hiểu Vương Nhất muốn biểu đạt điều gì. Đồng Chi Thu cho rằng Vương Nhất cũng có súng, nên không khỏi cười khinh thường. Đương nhiên là uy lực 20 khẩu. Nhưng cho dù có súng, đêm nay mày cũng sẽ chết. Phải không? Vương Nhất búng tay. Trong phòng khách nhà họ Đồng đột nhiên vang lên một tiếng kéo cò súng kỳ lạ. Đồng Chi Thu theo bản năng quay lại, nhưng phát hiện sau đầu lạnh lẽo, có một khẩu súng đang chĩa vào mình. Dẹt! Ngay lập tức, biểu hiện của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Đồng Thiên Tường, mày có biết mình đang làm gì không? Sao mày dám chĩa súng vào đầu sư quân? Mau dừng tay. Tất cả mọi người đều tức giận mắng, Đồng Chi Thu là quân sư của nhà họ Đồng, vậy mà bây giờ lại bị một cây súng chĩa vào đầu. Bây giờ anh vẫn nghĩ 20 khẩu súng lợi hại hơn một khẩu sao? Vương Nhất xem cảnh này thì vô cùng thích thú, cười nói, súng không nhiều, quan trọng là chĩa vào đầu ai thôi. Sắc mặt Đồng Chi Thu lập tức ảm đạm xuống, Đồng Thiên Tường, cậu muốn làm loạn sao? Tôi làm loạn. Không phải anh mới là người làm loạn sao? Đồng Thiên Tường chĩa súng vào Đồng Chi Thu nói một cách vô cảm. Ngừng một chút, anh ta nhìn tất cả những đứa con riêng, rồi nói lớn, mọi người hãy nghĩ kỹ xem, là ai đang muốn làm loạn. Từ đầu đến cuối, Đồng Chi Thu đều ra lệnh cho chúng ta làm việc, nhưng anh ta lại coi chúng ta như người nhà của mình sao? Anh ta chỉ coi chúng ta như con cờ. Khi anh ta nhận chức gia chủ, người bị xử lý đầu tiên có lẽ là chúng ta. Đã như vậy, các người còn nguyện ý tuân theo mệnh lệnh của anh ta sao? Giọng Đồng Thiên Tường như thác lũ, vang vọng khắp nhà họ Đồng. Những đứa con riêng sửng sốt trong giây lát, bắt đầu nhớ lại những mệnh lệnh mà Đồng Chi Thu đưa ra quả thực chỉ có lợi cho hắn ta. Anh ta chỉ muốn trở thành gia chủ, anh ta sử dụng chúng ta làm bia đỡ đạn. Đã không ai chịu đứng ra, vậy thì tôi sẽ đứng ra. Đồng Thiên Tường hét lên. Đồng Yên Nhiên ngây ngốc trước sự thay đổi như vậy. Tao hiểu rồi. Chuyện này đều do mày đã sắp xếp trước. Đồng Chi Thu không dám nhúc nhích, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất bỗng cười, tôi chỉ đến xem kịch, làm sao có thể thông đồng trước với Đồng Thiên Tường chứ? Đồng Chi Thu lâm vào im lặng, quả thực Vương Nhất từ khi tiến vào nhà họ Đồng đã nằm ở trong tầm mắt của hắn, cũng không có cơ hội tiếp xúc với Đồng Thiên Tường, chẳng lẽ thật sự là Đồng Thiên Tường muốn phản hắn sao? Làm sao anh ta biết được Đồng Thiên Tường đã từng nhìn thấy sự khủng bố của Vương Nhất trước đây, lần gần nhất là trong hội võ thuật. Khi đó, Vương Nhất một mình đánh bại tất cả các cao thủ, ngay cả Nhan Tề cũng không phải là đối thủ.
Mà anh ta, chỉ là một khán giả ở ngoài rìa, thậm chí không có đủ can đảm để thách chiến. Làm kẻ thù của một người như vậy, không phải là muốn tìm chết sao? Vì vậy, Vương Nhất không nói gì với anh ta cả, là chính anh ta chủ động đứng ra. Mà ánh mắt Đồng Đông Cầu cũng lóe lên một tia lạnh lùng, Thiên Tường nói đúng, Đồng Chi Thu không khác gì lòng lang dạ thú, giết anh ta trước đi. Giết! Nhất thời, đám người nhà họ Đồng hét lên như sấm, những vệ sĩ ban đầu chĩa súng vào đầu Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên cũng từ từ đổi sang Đồng Chi Thu. Một mảng hỗn loạn. Không ai nghĩ Đồng Thiên Tường lại đột ngột phản Đồng Chi Thu và kêu những đứa con riêng khác của nhà họ Đồng cùng nhau giết Đồng Chi Thu trước. Sắc mặt anh ta ảm đạm đến kinh người Đồng Thiên Tường, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Tuy nhiên, Đồng Thiên Tường chậm rãi lắc đầu, anh sai rồi. Tôi làm vậy là để phòng thân, đối địch với anh ta, cho dù anh có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Đây là đạo lý mà Đồng Thiên Tường đã nhận ra từ khi anh ta đối phó với Vương Nhất, cũng là những gì anh ta muốn nói ở trong lòng, nhưng dưới cái nhìn của Đồng Chi Thu, lại mang một ý nghĩa khác. Cậu quả nhiên là đầu phục tên Vương Nhất kia. Đồng Thiên Tường sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Ánh mắt Vương Nhất rơi vào người Đồng Thiên Tường, mang theo ý nghiền ngẫm. Người biết thức thời, cho dù là ở đâu cũng khó làm người ta chán ghét. Mặc dù trước đó Đồng Thiên Tường đã ra tay với anh, nhưng sau vài lần bị dạy dỗ, anh ta cũng nhận ra trước đây mình ngu ngốc đến mức nào. Vì vậy anh ta đã lựa chọn đúng đắn nhất trước khi nhà họ Đồng bị diệt vong. Các người cũng phản tôi sao? Ánh mắt Đồng Chi Thu u ám, giống như dã thú cắn nuốt quét qua mọi người. Đồng Đông Cầu và hắn ta vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, anh ta chế nhạo, chúng tôi tin tưởng anh, nhưng anh lại lợi dụng chúng tôi, anh không chết, vậy ai chết? Có Đồng Thiên Tường dẫn đầu, những người khác cũng lạnh lùng nhìn Đồng Chi Thu. Tình hình thay đổi quá nhanh khiến Đồng Yên Nhiên thậm chí còn không kịp phản ứng. Một giây trước, cô ta và Vương Nhất bị chĩa súng vào đầu, mà giây tiếp theo, Đồng Chi Thu, người khởi xướng lại trở thành mục tiêu công kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Đồng Thiên Tường lại làm phản? Cô ta hỏi một cách ngờ vực. Vương Nhất kéo Đồng Yên Nhiên vào một góc, nói đầy ẩn ý, anh ta chỉ muốn bảo vệ mình. Nhà họ Đồng lâm vào hỗn loạn làm mọi người mờ mịt, cuối cùng thay vì trở mặt thì bây giờ lại diệt trừ kẻ uy hiếp lớn nhất. Bất kể như thế nào, cô ta và Vương Nhất đều đã tạm thời an toàn, Đồng Yên Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, vẻ mặt của Đồng Chi Thu rốt cuộc cũng trở nên hung ác, được lắm, nếu đã như vậy thì các người đều phải chết hết. Vẻ mặt Đồng Thu Đông đầy khinh thường, hoàn toàn trở mặt với Đồng Chi Thu, anh đã trở thành mục tiêu công kích rồi, còn muốn đánh chết ai? Đồng Chi Thu bị uy hiếp vây quanh, nhưng trên mặt không có chút sợ hãi, mà là cười lạnh, một đám vô năng đều dựa vào tao, chúng mày thật sự cho rằng tụ hợp lại có thể chống lại tao sao? Sự bình tĩnh của Đồng Chi Thu khiến Đồng Đông Cầu sửng sốt một chút, sau đó có chút bất an hỏi, anh không sợ gì hết sao? Sợ, vì sao phải sợ? Đồng Chi Thu chế nhạo lần nữa, đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất, vốn dĩ còn dùng con át chủ bài này để đối phó mày. Nếu đã như vậy, trước tiên giết đám ngu ngốc này trước. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người do Đồng Đông Cầu cầm đầu đều hơi đổi sắc mặt, nhưng Vương Nhất lại nheo mắt cười mỉa, muốn xem con át chủ bài của Đồng Chi Thu là cái gì. Lúc này, Đồng Thiên Tường cũng hạ súng. Khôi phục lại tự do, vẻ mặt Đồng Chi Thu đột nhiên ảm đạm xuống, hắn vỗ tay, đều đi ra đi. Ngay lập tức, vẻ mặt của mọi người thay đổi, họ theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả. Đồng Đông Cầu hét lên, Đồng Chi Thu, sắp chết rồi mà còn giả vờ giả vịt. Vậy à? Trên khóe miệng Đồng Chi Thu xuất hiện một tia giễu cợt. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, một nhóm lớn cao thủ áo đen đột nhiên xông vào nhà họ Đồng. Người nào? Vẻ mặt của Đồng Đông Cầu chợt thay đổi. Không có bất kỳ phản ứng nào, đám người mặc đồ đen mỗi người đều cầm một lưỡi đao, như ma quỷ đến gần những đứa con riêng và vệ sĩ. Xẹt xẹt xẹt. Giống như chém dưa, mỗi khi lưỡi đao đi qua, một vệ sĩ nhà họ Đồng hoặc một đứa con riêng nào đó đều ngã xuống. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ trong gang tấc, tất cả vệ sĩ của nhà họ Đồng đều chết sạch. Chỉ còn lại Đồng Đông Cầu và Đồng Thiên Tường. Đây là... Con người của Đồng Đông Cầu mở to, vẻ mặt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mặt, toàn bộ nhà họ Đồng ngập tràn thi thể, máu chảy thành sông. Giống như một lò mổ. Đồng Yên Nhiên cũng che miệng để ngăn bản thân kêu lên.
Vương Nhất híp mắt nhìn những người áo đen thân thủ phi phàm này. Từ trên người họ, anh cảm thấy một luồng hơi thở cực đại. Giết người chỉ diễn ra trong nháy mắt, đột nhiên, bọn họ lại nhìn Đồng Đông Cầu và Đồng Thiên Tường bằng ánh mắt lạnh lẽo. Phịch! Đồng Đông Cầu ngồi phịch xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Các người là ai? Một đám vô năng không biết lượng sức mình, ngoài tao ra, còn có người nào thích hợp hơn cho vị trí gia chủ? Vẻ mặt Đồng Chi Thu lãnh đạm xua tay, giết đi. Tao liều mạng với mày. Thấy không thể trốn thoát, Đồng Đông Cầu tức giận mở to mắt, liều mạng chống cự. Anh ta tự tin vào thực lực của mình, cho dù không phải là đối thủ cũng có thể kéo lại một ít mặt mũi. Nhưng ngay sau đó, mắt anh ta mở to. Trong cổ họng xuất hiện một lỗ lớn, máu chảy ra, tử vong. Đồng Chi Thu lại nhìn Đồng Thiên Tường, đến phiên mày. Ngay lập tức, sắc mặt của Đồng Thiên Tường thay đổi, anh ta là thành viên của Hiệp hội Võ Thuật, nhưng đối mặt với những người này, áp lực cũng đột nhiên tăng lên. Muốn trốn cũng không thoát, nhưng lúc này, Đồng Thiên Tường không có sợ hãi, chỉ có tiếc nuối. Lúc này, một con dao ngắn với ánh sáng bàn thờ được đóng trên tường. Mọi người ngay lập tức tập trung sự chú ý vào Vương Nhất và Lãnh Nhan phía sau anh. Trên mặt anh nở nụ cười nhàn nhạt, các người là người của hội võ thuật. Sắc mặt của những người áo đen hơi thay đổi, nhưng họ không phát ra tiếng động. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Đồng Thiên Tường thay đổi, không thể, tôi là thành viên của hội võ thuật, cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Vương Nhất nhàn nhạt nói, cậu cho rằng hội võ thuật đều xuất hiện toàn bộ rồi hay sao? Ngừng một chút, anh lại nhìn về phía những người áo đen, các người đều là người của nội môn đúng không? Những người áo đen kia vẫn không lên tiếng, nhưng bọn họ nhìn Vương Nhất với sát khí nồng đậm. Rõ ràng là đã bị phát hiện ra thân phận và muốn giết người diệt khẩu. Đôi mắt Vương Nhất bỗng nhiên nheo lại, anh nói, đều là người của nhà họ Nhan cả nhỉ. Vương Nhất nói xong lời này, đám người áo đen kia càng thêm kinh ngạc, nhìn Vương Nhất với vẻ không tin. Người dẫn đầu hừ lạnh, không thể trả lời. Vẻ mặt của Vương Nhất cũng trở nên lạnh lùng. Nhóm người mặc đồ đen này cho dù là thân thủ hay trình độ ra tay đều là cao thủ. Quan trọng hơn, anh đã từng chiến đấu chống lại Nhan Tề của nhà họ Nhan, phong cách xuất chiêu của những người mặc đồ đen này giống hệt Nhan Tề. Có nghĩa là, phía sau nhà họ Đồng có nhà họ Nhan đang can thiệp. Nếu đã như vậy, vậy hãy đánh cho đến khi các người muốn nói ra. Vương Nhất mang theo thần sắc lùng lùng sải bước về phía những người đàn ông mặc đồ đen kia. Cùng với những bước chân là khí thế trên người Vương Nhất tăng lên một cách đột ngột. Lúc này, những người đứng xung quanh cách tâm là anh 10 mét đều thấy run rẩy cả trong lẫn ngoài. Đó là sự run rẩy đến tận sâu trong tâm khảm, không chỉ mỗi Đồng Chi Thu mà ngay cả những cao thủ của nhà họ Nhan cũng biến sắc. Đồng Thiên Tường suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, thế là sắc mặt đổi xoành xoạch. Họ đều là chấp sự ẩn mình trong nội môn. Ý anh là sao? Đồng Yên Nhiên lập tức hỏi. Cô ta cũng từng nghe nói về Hiệp hội Võ Thuật, anh Kình Hiên của cô ta chính là hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật. Cứ tưởng Diệp Kình Hiên nắm quyền hành trong tay, nhưng giờ xem ra anh ta làm hội trưởng mà như không. Sắc mặt Đồng Thiên Tường trở nên rất nghiêm túc. Mỗi một chi nhánh của Hiệp hội Võ Thuật đều phân ra ngoại môn với nội môn. Ngoại môn thì phải mở võ quán, nhận nhiệm vụ để kiếm tiền và giữ gìn mặt mũi của Hiệp hội Võ Thuật, còn việc của nội môn thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ có bốn chữ thôi, tu luyện tiến cảnh, không màng chuyện bên ngoài mà chỉ chuyên tâm tập võ để tăng cảnh giới. Thế nên mỗi một người của nội môn đều là cao thủ hàng đầu, có điều cao thủ nội môn ít khi xuất hiện lắm, trừ phi ngoại môn gặp phải tai họa lớn. Đồng Thiên Tường cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Lần trước một mình Vương Nhất đã lật tung cả Hiệp hội Võ Thuật rồi còn đánh thắng hội trưởng Nhan Tề mà vẫn không kinh động cao thủ nội môn. Sao cái chuyện còn con của nhà họ Đồng này lại kinh động đến cao thủ nội môn nhỉ? Lúc này, Đồng Chi Thu nhìn Vương Nhất đang đi tới thì cười nhạo, dám khiêu chiến cả cao thủ nội môn của Hiệp hội Võ Thuật cơ đấy, không biết anh kiêu ngạo hay có thực lực thật nữa. Tôi nói rồi, giải quyết đám rác rưởi đó xong thì kẻ tiếp theo chính là anh đấy. Giết anh ta cho tôi. Đồng Chi Thu hét to, trong mắt anh ta, Vương Nhất chính là một kẻ đã chết. Sắc mặt của đám cao thủ nội môn đều rất nghiêm túc. Bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở của một cao thủ ở trên người Vương Nhất. Khi Vương Nhất định ra tay thì một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Một đám run rế thôi mà cần thiếu chủ ra tay sao? Sắc mặt Lãnh Nhan rất lạnh lùng, cô ta lạnh lẽo nhìn đám cao thủ nội môn đó.
Vương Nhất thấy thế thì gật đầu rồi không tiến lên thêm nữa. Giao cho cô vậy. Thấy thế, Đồng Chi Thu sửng sốt, sau đó sắc mặt càng đầy khinh thường hơn. Chỉ biết vờ vịt là giỏi thôi, chung quy vẫn phải để vệ sĩ của mình ra tay. Đám cao thủ nội môn thấy thế thì đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt bọn họ thì Lãnh Nhan kém Vương Nhất nhiều. Sớm muộn gì cũng phải chết, thì chết sớm hay muộn có khác gì nhau. Cười khẩy, rồi tất cả cao thủ nội môn cùng tấn công Lãnh Nhan. Mũi đao trong tay Lãnh Nhan cũng xoay theo và đón các đòn tấn công. Đồng Yên Nhiên ở bên cạnh nghe Đồng Thiên Tường nhắc đến nội môn của Hiệp hội Võ thuật Võ đạo thì mặt tái mét, cô ta vội vàng hét với Vương Nhất, anh mau đi đi. Đồng Yên Nhiên không biết thực lực thật sự của Vương Nhất, nhưng cô ta biết Vương Nhất và Lãnh Nhan không phải là đối thủ của đám cao thủ nội môn. Nhưng Vương Nhất vẫn cứ đứng đó và không coi ai ra gì cả, anh cũng chẳng thèm để ý đến tình hình trận chiến. Như thể anh đã biết trước kết cục vậy. Mấy người chết chắc rồi. Sắc mặt Đồng Chi Thu trở nên dữ tợn. Nhưng một khắc sau, mọi người đều trợn tròn cả mắt. Phù 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 phù. Bọn họ chỉ thấy mấy bóng người đan xen nhau chứ không hề thấy rõ Lãnh Nhan ra tay như thế nào mà lại khiến cho từng cái xác ngã rạp xuống. Ai nấy cũng bị cắt ngang cổ, còn chưa kịp hét thảm thì đã chết tươi rồi. Ngay lúc đó, mọi người cảm thấy mình như đang mơ, họ trợn mắt không thể nào tưởng tượng nổi. Đồng Chi Thu cũng không dám tin, con át chủ bài mà anh ta tự tin ấy, cũng là cao thủ nội môn mượn từ chỗ Nhan Dịch Phi lại bị giết chết trong phút chốc. Vương Nhất cười lạnh trước kết quả này. Tuy cao thủ nội môn mạnh thật đấy, nhưng nếu so với sát thủ nhà nghề thì kém xa lắm. Huống chi trước đây Lãnh Nhan từng là sát thủ số một thế giới, giết bọn họ cũng y như thái rau vậy thôi. Có điều Lãnh Nhan vẫn để cho một tên còn sống, cô ta ném tên đó tới trước mặt như ném một con chó chết. Giờ thì nói được chưa? Vương Nhất đến cạnh người đó và lạnh nhạt nhìn, các anh và nhà họ Nhan có quan hệ gì với nhau? Tên cao thủ đó sợ hãi nhìn Vương Nhất, dưới ánh mắt hờ hừng của Vương Nhất, anh ta có một cảm giác sợ hãi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôi nói thì anh sẽ tha cho tôi sao? Giọng nói của anh ta cực kỳ hoảng sợ. Đương nhiên, tôi sẽ tha cho anh, Vương Nhất lạnh nhạt nói. Tên cao thủ đó không đoán được hàm ý trong lời nói của anh nên đã vội vàng gật đầu. Anh đoán không sai, chúng tôi là người của nhà họ Nhan. Nghe thế, Vương Nhất hỏi, thế nhà họ Nhan và nội môn của Hiệp hội Võ thuật có quan hệ gì? Tăng Quốc Vinh từng nói với anh là trong bốn hào môn ở Thiên An thì nhà họ Nhan vừa là nhà khiêm tốn nhất, vừa là nhà khiến người ta không đoán nổi nhất. Giống như một gia tộc lánh đời, không tham gia vào các cuộc tranh đấu danh lợi mà cũng không xuất đầu lộ diện. Vương Nhất không tin gia chủ nhà họ Nhan là người thanh liêm không ham muốn đến mức đó. Tên cao thủ đó lập tức nói hết những điều mình biết. Nhà họ Nhan chính là nội môn của Hiệp hội Võ thuật, người nhà họ Nhan ai cũng biết võ hết. Đây cũng là lý do mà Nhan Tề trở thành hội trưởng ngoại môn của Hiệp hội. Sao cơ, nhà họ Nhan chính là nội môn. Nghe thế, Vương Nhất nheo mắt lại. Anh nhìn ra là tên cao thủ này không hề nói dối. Nhưng điều khiến anh bất ngờ đó là chính nhà họ Nhan lại là nội môn của Hiệp hội Võ thuật. Thật ra Vương Nhất nên nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Nhà họ Nhan là nhà thần bí nhất trong bốn hào môn ở Thiên An, nhà này khác hẳn ba nhà còn lại, không tranh gì cả, nhà tổ của gia tộc cũng không có. Từ hội trưởng Nhan Tề là biết được, chắc chắn nhà này có liên quan đến Hiệp hội Võ thuật. Chỉ là sự thật này khiến người ta hãi hùng quá, người bình thường ai mà nghĩ đến mối quan hệ này cho được. Sao các anh lại nhúng tay vào chuyện của nhà họ Đồng? Đây là vấn đề thứ hai mà Vương Nhất muốn biết. Người đó quay đầu nhìn Đồng Chi Thu rồi bất chấp cắn răng nói, vì hai việc, một là giúp Đồng Chi Thu lên nắm quyền, hai là giết anh. Muốn chết? Anh ta vừa nói xong thì ý định giết người lập tức bùng lên trong ánh mắt Lãnh Nhan. Sắc mặt Vương Nhất không cảm xúc, không cần nghĩ của biết đó là ý của Nhan Dịch Phi. Giết đi! Anh lạnh lùng nói. Sắc mặt tên cao thủ đó bỗng đầy hoảng hốt, anh đã đồng ý là không giết tôi rồi mà, sao anh lại lật lọng? Vương Nhất cười lạnh, tôi lật lọng sao? Tôi đồng ý không giết anh, nhưng điều đó không có nghĩa là Lãnh Nhan cũng không giết anh. Chết đi! Con dao găm trong tay Lãnh Nhan hạ xuống, đầu người theo đó rơi xuống. Đến lượt anh! Vương Nhất nhìn Triệu Chi Thu, thái độ rất thản nhiên, anh còn lá bài chưa lật nào không? Nếu không thì mọi chuyện kết thúc rồi đấy. Đồng Chi Thu tái mặt, đoàn cao thủ nội môn này chính là lá bài chưa lật của anh ta, nhưng họ lại bị người phụ nữ mặc áo da đó giết sạch sẽ.
giờ chỉ còn mỗi anh ta, hết hy vọng rồi. Đồng Yên Nhiên nhìn mà sững người, chuyện nào xảy ra ra trong buổi tối ngày hôm nay cũng nằm ngoài dự đoán của cô ta hết. Cô ta không ngờ là Đồng Thiên Tường sẽ phản bội, cô ta cũng không ngờ được là Đồng Chi Thu lại mời cao thủ nội môn của Hiệp hội Võ Thuật đến, cô ta càng không ngờ được rằng thực lực của Vương Nhất lại mạnh đến thế. Nhìn Vương Nhất đang đi về phía mình, Đồng Chi Thu thả lỏng quả đấm, cuối cùng cũng không phản kháng nữa. Anh ta nhìn Đồng Yên Nhiên rồi tự giễu, tôi cứ tưởng mình đã nắm hết mọi chuyện tối nay trong tay, ai ngờ, từ phút giây bắt đầu thì tôi đã là một kẻ thất bại triệt để rồi. Anh sai rồi. Vương Nhất nói với sắc mặt không cảm xúc, nếu anh không sắp đặt trận hỗn loạn này thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Đồng Chi Thu sửng sốt, sau đó cười khổ, nói nhiều cũng chẳng ích gì. Thắng làm vua, thua làm giặc thôi. Em gái à, anh thua rồi đó, sống chết của anh do em quyết định. Nói xong anh ta đưa cho Đồng Yên Nhiên một khẩu súng. Nghe thế, Vương Nhất dừng bước và nghiêng người nhường chỗ. Có vẻ Đồng Yên Nhiên vừa sốt ruột vừa lo lắng, thậm chí còn run rẩy hút điếu thuốc. Đúng là cô ta hận Đồng Chi Thu thật, nhưng cô ta không giết người được. Thấy thế, Lãnh Nhan đột nhiên nhìn Vương Nhất, thiếu chủ, sao không để tôi giết anh ta thay cô ấy? Vì cô không có tư cách đó, mà tôi cũng thế. Vương Nhất chăm chú nhìn cô ta, đây là chuyện của nhà họ Đồng họ, chúng ta không có quyền can thiệp. Lãnh Nhan lắc đầu, thế thì tàn nhẫn với cô ấy quá. Tuy cô ta là cô chủ nhà họ Đồng, nhưng cô ta chưa từng làm việc xấu và cũng chưa từng giết người. Cô ta có thể trở thành cô thứ hai. Vương Nhất đột nhiên quay đầu nhìn cô ta và nói. Lãnh Nhan sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, cô ấy không thành tôi được, vì cô ấy không gặp được ngài như tôi. Vương Nhất cười, sau đó tiếp tục để ý tình hình. Anh tôn trọng quyết định của Đồng Yên Nhiên, nếu cô ta không đủ can đảm nổ súng thì anh sẽ thả Đồng Chi Thu đi. Chẳng mấy chốc đã hút xong một điếu thuốc, sắc mặt Đồng Yên Nhiên cứ thay đổi, rồi cô ta đột nhiên cắn răng nói, anh đi đi. Sắc mặt Đồng Chi Thu cũng thay đổi, em nghiêm túc chứ? Đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồng Yên Nhiên hét. Đồng Chi Thu im lặng, chăm chú nhìn cô ta, mong em không hối hận. Nói xong thì sải bước rời khỏi nhà họ Đồng. Lãnh Nhan thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô ấy không nổ súng. Có lẽ sự tuyệt vọng trong tối nay vẫn chưa đủ để khiến cô ấy nổ súng. Vương Nhất cười, đang định dẫn Lãnh Nhan rời đi. Đoàng. Nhưng vào lúc ấy, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ súng. Vương Nhất và Lãnh Nhan lập tức biến sắc, Đồng Yên Nhiên cũng cứng người rồi chậm rãi xoay người lại. Đồng Chi Thu còn chưa bước ra khỏi cửa nhà họ Đồng đã ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Cảnh tượng vừa xảy ra nằm ngoài dự tính của Vương Nhất. Anh nhanh chóng đi đến cạnh Đồng Yên Nhiên và cảnh giác nhìn quanh. Tất cả con riêng của nhà họ Đồng đều đã chết hết, vậy ai là người nổ súng? Cả người Đồng Yên Nhiên lạnh ngắt và run rẩy dữ dội. Ai đã nổ súng? Cô ta và Vương Nhất chậm rãi xoay người lại nhìn lên lầu 2. Sau đó hai người nhìn thấy một cảnh khó mà tưởng tượng nổi. Đồng Kiệt đã được đem chôn cất rồi nhưng giờ lại yên lành đứng trên lầu 2, trong tay còn cầm một khẩu súng. Khói trắng tỏa ra khỏi họng súng, nhìn thế là biết ông ta chính là kẻ đã nổ súng giết chết Triệu Chi Thu. B. 3. Đồng Yên Nhiên như nhìn thấy ma vậy, cả người run rẩy mãnh liệt, sặc mặt đầy sợ hãi. Vương Nhất híp mắt, sự xuất hiện của Đồng Kiệt vừa nằm ngoài dự đoán mà cũng rất hợp tình hợp lý. Thật ra trước đó anh đã nghi là Đồng Kiệt giả chết, giờ xem ra anh đã đoán đúng. Đồng Kiệt mặc bộ vest đen, đứng trên cao nhìn xuống sân lớn nhà họ Đồng, thế mà giống người chết được sao? Sau lưng ông ta còn có một ông cụ tóc bạc trắng, người đó chính là Lão Hồng. Ông ta nhìn Đồng Yên Nhiên và nói, con không ra tay được thì ba làm thay con. Đồng Kiệt, đúng là ông chưa chết. Vương Nhất nhìn một lúc lâu, rồi đột nhiên anh bật cười. Đồng Kiệt nét mặt hồng hào cười to, sao mà tôi chết được, nếu tôi chết thì còn ai kết thúc trò hề này đây? Lão Hồng ở sau lưng ông ta cũng mỉm cười và cúi người chúc mừng gia chủ đã dẹp yên nội loạn, sau này chẳng còn kẻ xấu nào ngấp nghé vị trí gia chủ của ông nữa. Ha 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 ha, Lão Hồng à, chuyện này cũng nhờ một phần ở ông, còn có cả cậu nữa đấy Vương Nhất. Đồng Kiệt đột nhiên nhìn Vương Nhất và cười to, đúng là tôi không nhìn lầm cậu. Nếu không có cậu thì có khi cô con gái đó của tôi đã bị người ta nuốt sạch. Vương Nhất mặt không cảm xúc cũng không nói gì. Nhưng Đồng Yên Nhiên thì lại sợ hãi nhìn hai người nói trên lầu 2, chuyện này là sao vậy?
chẳng phải ba đã bị đâm chết rồi sao, sao lại? Vì quá chấn động nên cô ta không nói tiếp được. Đồng Kiệt nhìn Đồng Yên Nhiên, con gái ngoan của ba, con vẫn chưa nghĩ ra sao. Ba không chết, tất cả đều là do ba giả vờ cả đấy, mục đích là để dụ đám nghịch tử lòng lang dạ thú đó ra. Sao cơ? Lời nói của Đồng Kiệt lập tức phá vỡ mọi nhận thức của Đồng Yên Nhiên, khiến ánh mắt cô ta không còn tiêu cự nữa. Cô ta lẩm bẩm, thế Di Trúc cũng là giả sao? Vương Nhất kéo Đồng Yên Nhiên ra sau và nặng nề nói, đừng có ngốc nữa. Tất cả mọi chuyện, từ việc ông ta bị ám sát cho đến lập Di Trúc đều được ông ta sắp đặt cả rồi. Không sai, đây chính là ván cờ mà ba đã bày ra, mục đích là để giết hết đám con riêng đại nghịch bất đạo đó. Ánh mắt Đồng Kiệt đầy điên cuồng, ba bắt đầu bày ra ván cờ này từ khi tuyên bố mình bị ung thư giai đoạn cuối, mọi chuyện mà con thấy đều là giả. Ba không bị ung thư, cũng không bị ám sát, lập Di Trúc để biến nó thành liều thuốc mạnh cho các con tự giết lẫn nhau thôi. Ánh mắt Vương Nhất lóe lên, dù là anh cũng phải thừa nhận rằng, việc Đồng Kiệt thành gia chủ nhà họ Đồng chắc chắn không phải nhờ vận may. Ông ta không chỉ có lòng can đảm và sự hiểu biết hơn người, mà ông ta còn có một sự khôn ngoan sâu sắc. Không cần nói đến việc khác mà chỉ cần nói đến trận nội loạn của nhà họ Đồng này thôi, chính ông ta đã đùa bỡn tất cả mọi người. Ngay cả Vương Nhất cũng bị ông ta lợi dụng. Tại sao ông ta biết con gái mình quen biết Vương Nhất nhưng không hề ngăn cản? Đương nhiên là để mượn tay Đồng Yên Nhiên dẫn Vương Nhất đi vào ván cờ của ông ta. Đến cuối, mọi chuyện đều như dự đoán của ông ta. Đồng Chi Thu giết hết đám con riêng nhưng lại thua dưới tay Vương Nhất, Vương Nhất đã giải quyết hết mối họa trong lòng ông ta. Lúc này ông ta xuất hiện là được. 5 năm qua, Vương Nhất chưa từng bị người ta lợi dụng như thế. Trong mắt ánh thoáng hiện sát ý đáng sợ. Tôi có thắc mắc. Vương Nhất đột nhiên nheo mắt lại, anh nhìn chằm chằm Đồng Kiệt và nói, ông là người đứng đầu nhà họ Đồng, tiếng tăm đồn xa, không ai dám đến ám sát ông, mà đã dám đến lại còn thành công, ám sát xong thì không bắt được hung thủ. Ông không cảm thấy chuyện này giả lắm sao? Việc đã đến nước này thì không cần che giấu điều gì nữa. Cậu nói đúng, bởi vì người ám sát tôi chính là Triệu Chi Thu. Ông ta vừa nói xong, cả Vương Nhất và Đồng Yên Nhiên đều biến sắc. Tên điên. Sắc mặt Vương Nhất trở nên âm trầm. Đồng Kiệt nói tiếp, nhưng vẫn có chuyện ngoài ý muốn. Tôi nói kế hoạch này cho Đồng Chi Thu biết và hứa rằng gia chủ nhiệm kỳ tới sẽ là nó, nhưng nó lại muốn giết tôi thật. Tôi đó đúng là rất mạo hiểm. Nếu không nhờ tôi phản ứng nhanh thì giờ đã chết thật rồi. May sao kết quả vẫn như dự liệu, giờ thì chẳng còn ai đe dọa vị trí gia chủ của tôi nữa. Lúc này, Đồng Kiệt rất có tinh thần, ông ta có cảm giác như mình đang nắm giữ hết mọi quyền hành trong thiên hạ. Đồ khốn, ông lừa tôi. Mắt Đồng Yên Nhiên đỏ bừng, cô ta nhìn Đồng Kiệt chằm chằm, giọng nói y như giọng của một con thú hoang đang bị thương. Đồng Kiệt đột nhiên nhíu mày, Đồng Yên Nhiên, ba đang thử thách con. Nếu không có ba thì con làm sao đảm đương một phía một mình dược. Ông lừa tôi, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Đồng Yên Nhiên bật khóc. Ánh mắt nhìn Đồng Kiệt giờ chỉ còn mỗi thù hận. Im mồm, ba là ba con, có đứa con nào nói chuyện với ba mình như thế không? Đồng Kiệt tức giận và lớn tiếng quát, dẫn đứa con bất hiếu này đi cho tôi, không được tôi cho phép thì không được cho nó bước ra khỏi cửa. Lão Hồng lập tức vung tay lên, hai người đàn ông vạm vỡ ở ngoài cửa xông vào, một trái một phải giữ lấy tay Đồng Yên Nhiên. Xin lỗi cô chủ, hai anh thả tôi ra, đau. Đồng Yên Nhiên bị đau nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đồng Kiệt chằm chằm. Đồ điên, ông là tên điên. Ông không hề coi tôi là con gái, ông chỉ coi tôi như quân cờ để giữ quyền thế cho ông thôi. Càng nói, nước mắt Đồng Yên Nhiên rơi càng nhiều, cô ta quay đầu nhìn Vương Nhất như đang cầu cứu. Vương Nhất, xin hay hãy giúp tôi. Vương Nhất gật đầu, sau đó bấu lên vai hai tên đàn ông vạm cỡ đó, cô ấy bảo các anh thả cô ấy ra. Ánh mắt hai tên đàn ông đó đầy lạnh lùng. Hiển nhiên là không coi Vương Nhất ra gì cả. Đồng Kiệt cười lạnh, Vương Nhất, nó là con gái tôi, cậu có tư cách gì mà xen vào? Ông cũng biết đó là con gái ông sao? Vương Nhất lạnh lùng nói, bảo người của ông buông tay đi, nếu không tôi cũng không ngại biến nơi này có thêm hai cái xác đâu. Tối nay anh chưa hề ra tay. Đồng Kiệt lại chẳng thèm để ý, Vương Nhất, tuy tôi rất biết ơn cậu vì cậu đã giết đám con riêng đó giúp tôi. Nhưng cậu nghĩ tối nay cậu sống được mà rời khỏi đây sao? Một giây sau, ông ta lạnh lùng hét, không cần để ý đến cậu ta. Dẫn cô chủ đi, rồi đến phiên cậu ta đi đời.
Hai tên đàn ông vạm vỡ đang định dẫn Đồng Yên Nhiên đi về phía trước, nhưng đột nhiên một cơn đau ập đến từ vai họ. Răng rắc. Hai tay Vương Nhất bỗng dùng sức, xương vai của hai tên đàn ông đó đều bị bóp nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai tên đàn ông vạm vỡ dường như mất cân bằng trong nháy mắt, ngã bịch xuống đất. Đồng Yên Nhiên được cứu, vội vàng chạy đến phía sau Vương Nhất, nắm chặt áo anh. Sau khi bị Đồng Kiệt lừa, tam quan của cô ta giống như sụp đổ hoàn toàn. Ngoài Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên không tin bất kỳ ai cả. Vương Nhất, cảm ơn anh. Đồng Yên Nhiên đứng phía sau, mặt đầy cảm kích. Vương Nhất lắc đầu, không sao, chỉ là người này rất nguy hiểm. Nói xong, cô ta chỉ tay về phía Đồng Kiệt. Đồng Yên Nhiên lập tức run rẩy cả người, anh muốn giết ông ấy ư? Vương Nhất thản nhiên nói, phải xem ông ta thức thời hay không. Ngay sau đó, trái tim Đồng Yên Nhiên lập tức thắt lại. Mặc dù Đồng Kiệt lừa cô ta, cũng lợi dụng Đồng Yên Nhiên, nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột cô ta. Thế nhưng, cô ta không nói gì, chỉ là, khóe miệng nhếch lên đầy đau khổ. Nếu Đồng Kiệt không giết Vương Nhất lại giết ông ta, điều này rất hợp lý, cô ta không có tư cách gì nói cả. Bên kia, sắc mặt Đồng Kiệt đã tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Xem ra, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, dám động vào người của tôi. Đồng Kiệt lạnh lùng lên tiếng, vô cùng tức giận. Ánh mắt của Vương Nhất rơi lên người ông ta, anh đột nhiên cười khẽ, có phải ông cảm thấy, tôi giết Triệu Chi Thu thay ông, còn ông lại xuất hiện vào lúc này, có thể đục nước béo cò, không coi tôi ra gì đúng không? Đồng Kiệt cười lạnh một tiếng, nếu tôi dám tỉnh lại vào lúc này, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều đứng về phía tôi. Vậy ư? Vương Nhất mặt khinh bỉ, cười lạnh một tiếng. Ngao cò tranh nhau, ngư ông được lợi, chiêu này rất cao tay. Thế nhưng, coi anh là kẻ yếu, nước đi này Đồng Kiệt đi sai rồi.